Chương 3368, khách không mời mà đến. Chú Kim muốn nói là bí thư Nhậm sẽ vào thường vụ tỉnh Thiên Vân. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, việc này còn chưa có định luận cuối cùng, chú cũng không tiện nói. Đương nhiên, một số tình hình của Nhậm thời mãn, chú vẫn có thể nói với cháu. Ở thủ đô có Nhậm gia, ông nội của đồng chí thời mãn Nhậm Xương Đạt là một trong những khai quốc công thần. Cuối cùng ngồi ở vị trí phó thủ tướng rồi về hưu. Hơn nữa, phụ thân của đồng chí thời mãn Nhậm Đàm Đông cũng nguyên là viện trưởng viện kiểm sát tối cao. Mà đồng chí thời mãn còn có một anh trai, một em trai và một em gái nữa. Những đồng chí này hiện tại chức vụ cũng không thấp. Đúng là không tầm thường, Diệp Phàm nói. Cho nên, cháu phải chú ý cách ứng xử khi làm việc cùng ông ta. Kim Thụ Dương nói, buổi chiều nghỉ ngơi một chút rồi cũng về luôn. Chúc mừng nhé chú em, Thiết Chiêm Hùng gọi điện đến chúc mừng. Tuy nhiên, cậu cũng giữ bí mật giỏi đấy, trước đó không lộ ra chút tin tức gì. Trong khẩu khí của lão Thiết hàm chứa vẻ bất mãn. Thật sự xin lỗi anh Thiết, việc này, nói ra chắc anh không tin, nhưng trước đó em không hề biết gì cả. Nếu mà có thì sao có thể không nói với anh được. Vả lại em cũng không quan trọng chuyện này đâu, Diệp Phàm nói. Tôi tin lời nói của chú. Tuy nhiên, được đề bạt một cách bất ngờ như vậy chú phải vui mừng mới đúng chứ. Trở về thủ đô để các anh em chúc mừng một chút. Nếu không tốn mấy chục ngàn thì các anh em không chịu đâu. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Đó là bắt buộc rồi, nên làm mà. Đến lúc đó anh Thiết lên tiếng là được, đi chỗ nào thì tùy các anh em. Diệp Phàm cười nói, hắn tâm trạng cũng rất tốt. Được được, chú bây giờ cũng ngang nhiên vào hàng ngũ phó tỉnh rồi. Lão Thiết này cũng thấy vui lây. Vì thế, gần đây chú phải dùng thái độ đối với công việc để giành được sự tín nhiệm của mọi người mới được. Tôi cảm thấy nếu không có gì đặc biệt thì chú đừng có lên thủ đô nữa. Thiết Chiêm Hùng lời này ý tại ngôn ngoại. Diệp Phàm vừa suy nghĩ đã nghe ra chút ý vị. Hai, anh Thiết, em đang định mấy hôm nữa về thủ đô hoạt động một chút vì chuyện của anh đây. Cái này, xem ra Diệp Phàm cảm thấy xấu hổ. Ý vừa rồi của tôi chú đã nghe ra rồi. Lần này chú có thể đi lên, chắc hẳn cha vợ chú và bí thư Ninh đều đã ra tay mạnh mẽ. Hơn nữa, chỗ chú hoạt động giúp tôi cũng chỉ có mấy nhà đó thôi. Một là Kiều gia, một là Phí gia, còn lại như Triệu gia và Phượng gia thì chắc chú không đi rồi. Vì chuyện của chú mà hai nhà này chắc chắn đã vất vả rồi, nếu vì chuyện của tôi mà đi làm phiền người ta nữa thì không phải phép cho lắm. Cho nên việc của lão Thiết này chú không cần lo lắng nữa. Dù sao để tôi tự làm cũng tốt. Cũng muốn nóng người một chút mà. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Thật sự xin lỗi anh Thiết, em thực muốn giúp anh một tay. Vậy mà lúc này chẳng cách nào mở miệng được nữa. Bởi vì trưởng ban Kim đã nói với em, đúng như anh đã dự đoán. Mà trong tình huống ngẫu nhiên, chủ tịch Đường mới là nhân vật mấu chốt nhất. Diệp Phàm nói. Không sao, qua vài năm nữa rồi nói sau. Thiết Chiêm Hùng cười nói, Diệp Phàm cũng hiểu, trong lòng lão Thiết cũng không thoải mái lắm. Nhưng lần này Diệp Phàm cũng chẳng có lời nào để nói nữa cả, tài nguyên này tự mình đã dùng hết rồi. Tiếp theo là điện từ khắp nơi gọi đến chúc mừng. Còn Diệp Phàm cũng mau chóng gọi điện cho đám người bí thư Ninh, bí thư Phí để cảm ơn. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng tiết lộ cho Ninh Chí Hòa một tin tức trọng đó là bộ máy tỉnh ủy Thiên Vân không lâu nữa sẽ được điều chỉnh. Ninh Chí Hòa vừa nghe đã giật mình, dù sao bộ máy tỉnh ủy cũng liên quan rất lớn đến bản thân mình. Buổi tối Ninh Chí Hòa vừa về đến nhà, Phí Hương Ngọc liền cười nói, hôm nay Diệp Phàm thăng chức, trong lòng Chí Thăng chắc cũng không thoải mái. Vừa rồi gọi điện đến đây, tâm sự với tôi một lúc lâu. Bản thân mình làm không tốt thì còn ganh tị làm gì? Muốn thăng quan cũng được thôi, cứ làm ra thành tích đi. Tôi thấy nó chỉ biết suốt ngày lải nhải với bà thôi. Chức phó chủ tịch tỉnh này không phải chỉ dựa vào khua môi múa mép mà có thể đạt được. Đó cần phải dựa vào thành tích thực sự mới có thể thực hiện được. Ninh Chí Hòa vừa nghe, hừ nói. Đó là đương nhiên rồi, ông là Ninh Đại Lão Hổ, ai dám lải nhải với ông chứ? Tuy nhiên, trong lòng Chí Thăng bất bình cũng là chuyện bình thường. Phỏng chừng hôm nay tỉnh Thiên Vân cũng có rất nhiều đồng chí không thoải mái trong lòng có đúng không? Phí Hương Ngọc nói. Không có mới là lạ, chuyện này đến cả tôi cũng không nghĩ rằng Diệp Phàm lại lên được. Mà cho rằng phải dăm 3 năm nữa mới thực hiện được. Không ngờ lại nhanh như vậy. Tuy nhiên, cũng tốt, ít nhất thằng nhóc này cũng được thăng quan rồi, lòng dạ thoải mái rồi, phấn khởi rồi thì làm việc sẽ càng hiệu quả hơn. Ninh Chí Hòa cười nói. Hơn nữa, chuyện này đối với Chí Thăng mà nói cũng là không tưởng mà.
ngay cả cho nó một cơ hội cũng vô dụng, ghế bí thư thành ủy ngồi chưa nóng đít mà đã muốn lên chức phó chủ tịch tỉnh rồi, đó là chuyện không thể. Lần này có thể để nó vào ghế phó chủ nhiệm ủy ban quản lý đã là tốt lắm rồi. Làm người phải biết chừng mực mới được, bà xem, đồng chí Kiều Báo Quốc còn là trợ lý chủ nhiệm thì sao? Người ta là đồng chí phó bộ tham chiếu đấy. Cũng phải, tuy nhiên, nhìn thấy Chí Hằng thì mặt mày ông cũng đừng hoằng hoằng. Dù sao hai người cũng là anh em họ, có một số việc cứ để chú ấy nói một chút thì trong lòng sẽ thoải mái hơn, có đúng không? Phí Hương Ngọc cười nói. Đừng có nói với tôi những điều này, nếu như nó dám lải nhải trước mặt tôi tuyệt đối sẽ cho một bài học ngay. Không thể để nó có tật xấu như vậy được, Ninh Chí Hòa hừ nói. Ha ha, ông xem, vừa nói cái là ông đã bực mình rồi. Chí Thăng đâu có dám nói chuyện trước mặt ông. Phí Hương Ngọc cười nói, một lúc sau lại nói tiếp, Diệp Phàm thăng chức, hai, người trẻ tuổi, thật không đơn giản. Lão Ninh, ông phải giữ quan hệ tốt với nó nhé, nếu tôi không đoán sai thì tiền đồ của chàng thanh niên này không thể đo lường được đâu. Cái này tôi hiểu hơn bà nhiều bà xã ạ, bớt xông dài đi. Ninh Chí Hòa hừ nói, rồi đi lên lầu luôn. Lúc này, Kiều Báo Quốc đang thở phì phì gọi điện cho cha mình, nói, ba, chuyện của Diệp Phàm rốt cục là như thế nào vậy? Không phải nói việc này không có hy vọng sao? Sao lại biến thành sự thật như vậy? Hôm nay đọc báo tin tức Thiên Vân, nói về Diệp Phàm là chủ yếu. 30 tuổi, phó chủ tịch tỉnh, chức phó chủ tịch tỉnh sao tự nhiên trở nên rẻ rúng như thế? Con nói lung tung cái gì thế? Phó chủ tịch tỉnh rẻ rung là thế nào? Hãy bớt cái tính đố kỵ của con đi một chút. Diệp Phàm có thể đi lên là do nó làm xuất sắc, lãnh đạo đều coi trọng. Hãy bớt đố kỵ đi và tập trung vào công việc. Đó mới là điều con nên làm đấy. Chuyện phó chủ tịch tỉnh con không nói, mà chức vụ ở ủy ban quản lý khu kinh tế Hoành Không cũng khiến con xấu hổ. Dương Chí Thăng là cái gì mà đòi ngồi lên đầu con? Danh sách của ủy ban quản lý này con thấy không hợp lý, phá vỡ quy củ. Kiều Báo Quốc hừ nói. Con còn muốn đảm nhiệm phó chủ nhiệm à? Cán bộ lão thành như Nạp Mãi Đề Lâm cũng chỉ là phó chủ nhiệm thôi đấy. Đồng chí Dương Chí Thăng đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm đó là bởi vì thành phố Hạng Nam ở trong khu kinh tế Hoành Không chiếm phân lượng rất lớn, phạm vi cũng rộng nhất, hơn nữa cũng phải suy nghĩ đến một số đồng chí ở tỉnh Thiên Vân. Hơn nữa, người ta là bí thư thành ủy, chắc cũng không kém hơn một phó bộ tham chiếu như con chứ. Kiều Viễn Sơn nói, ba lúc nào cũng nói con, còn đối với Diệp Phàm thì thế nào? Nó nhỏ tuổi hơn con, mà đã là phó chủ tịch tỉnh rồi. Ba đừng có nói rằng việc nó đi lên được không liên quan gì đến ba nhé, đó là chuyện không thể. Ba xem, con là con ruột của ba mà hình như còn không bằng một thằng con rể như nó đấy. Kiều Báo Quốc tức giận. Con xem son đi, giống như oán phụ vậy. Báo Quốc, phải phóng khoáng một chút, nếu như để cơ hội trước mặt con thì cũng không có khả năng đâu. Lần này Diệp Phàm đi lên là bất ngờ, hơn nữa, việc nó thăng chức cũng tốt cho con cơ mà, có đúng không? Kiều Viễn Sơn nói. Kiều gia chúng ta hiện nay phải dựa vào hai người các con, em trai thì không nên thân rồi. Con và Diệp Phàm ai lên được cũng đều là chuyện tốt mà. Chắc vui mừng lắm nhỉ. Trong một nhà hàng, Nghiêu Đắc Toàn cạn một ly rượu, sau đó thở dài nói. Cũng chưa chắc, Dương Chí Thăng hừ nói. Còn không vui nữa sao? 30 tuổi lên phó chủ tịch tỉnh, thật sự quá hiếm. Trong lời nói của Nghiêu Đắc Toàn hiện lên vẻ đố kỵ. Nói về cấp bậc thì cao đấy. Nhưng hắn cũng chỉ là chủ nhiệm ủy ban quản lý, nhân vật số 2 thôi mà. Người nắm quyền hành cao nhất đâu phải hắn, Dương Chí Thăng nói. Bí thư Nhậm từ vị trí thư ký trưởng của Quốc vụ viện xuống, người có thể ngồi lên vị trí này trước đó có rất nhiều bằng hữu cao tầng. Diệp Phàm lần này gặp phải đối thủ mạnh rồi, nếu luận về quan hệ thì chưa chắc Diệp Phàm đã bằng ông ta. Nghiêu Đắc Toàn nói. Đừng coi thường Diệp Phàm, thật ra, so với thời điểm trước khi khu kinh tế được thành lập, tình cảnh sau này của hắn còn khó khăn hơn nhiều. Dương Chí Thăng cười lạnh nói. Đúng thế, trước kia chẳng có ai dám chống lại hắn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, không những trên đầu xuống mấy bà vợ. Mà, trong 13 ủy viên hắn có thể bãi bình được mấy phiếu. Diệp Phàm muốn khống chế ủy ban quản lý, thì đồng chí Nhậm thời mãn thì sao? Phỏng chừng, sau này có kịch hay để xem rồi. Nghiêu Đắc Toàn gật đầu cười nói. Chương 3369. Thời kỳ đầu thành lập. Khu kinh tế Hoành Không thời kỳ đầu thành lập tồn tại rất nhiều vấn đề. Những cái khác không nói, ngay như phương diện quyền nhân sự cũng là một ngân phiếu khống. Ông xem,
tỉnh ủy xuống có nói khu kinh tế Hoành không có quyền miễn nhiệm đối với nhân sự của tập đoàn và các khu vực trực thuộc hay không? Dương Chí Thăng nói, không đề cập đến chuyện này, như vậy xem ra, khu kinh tế Hoành không nà cũng chỉ là lập ra cho đẹp mà thôi. Đã không có quyền điều chỉnh nhân sự thì quyền hành chính cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Đến lúc đó, các đồng chí phía dưới không nghe lời cũng chẳng làm gì được. Bởi vì, mình đâu có quyền bãi nhiệm đối với bọn họ. Đồng chí ở tỉnh Thiên Vân còn đỡ một chút, dù sao Diệp Phàm là phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân. Những cán bộ trong phạm vi tương ứng ở tỉnh Thiên Vân vẫn kiêng nể hắn. Nhưng đối với đồng chí ở Điền Nam, đồng chí ở tập đoàn cơ khí TQ thì sao? Người ta không coi chủ nhiệm ra gì thì cũng đâu làm gì được, có đúng không? Ngưu Đắc Toàn cười nói. Còn nữa, ông ngẫm lại xem, đồng chí Nhậm Thời Mãn ở khu kinh tế quản cái gì? Dương Chí Thăng cười nói. Bí thư quản mảng nhân sự, ai mà không biết chuyện này chứ? Ngưu Đắc Toàn nói. Đúng thế, bí thư quản lý nhân sự, nhưng khu kinh tế Hoành không có nhân sự gì đáng quản thì anh quản cái gì? Chẳng lẽ đường đường là bí thư mà suốt ngày đều ngồi trong phòng uống trà hút thuốc hay sao? Dương Chí Thăng cười nói. Cũng phải, nếu không có gì làm thì cũng chán, cuối cùng cũng phải tìm việc mà làm thôi. Mà quyền uy của bí thư chủ yếu thể hiện ở mảng nhân sự. Mất đi lợi khí này thì chức bí thư kia cũng chỉ là đặt ra cho đẹp mà thôi. Nếu bí thư Nhậm không muốn trở thành đồ trang trí, thì bắt buộc phải tìm việc để làm. Mà ông ta muốn thể hiện quyền uy của mình thì phải bắt tay vào làm từ ủy ban quản lý. Nhân sự không quản được thì phải nhúng tay vào các sự vụ hành chính. Nhưng mảng này lại thuộc phạm vi của Diệp Phàm. Đến lúc đó, bí thư Nhậm muốn đi quá giới hạn, Diệp Phàm chắc chắn sẽ không chịu. Hai hổ đánh nhau, đúng là rất thú vị đấy. Ngưu Đắc Toàn ha hả cười nói. Còn nữa, bí thư Nhậm nguyên là cán bộ cấp thứ trưởng. Hiện tại đi xuống vẫn là bí thư đảng ủy cấp thứ trưởng. Ông có nhìn ra điều đặc biệt trong đó hay không? Dương Chí Thăng cười nói. Người này có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Hình như là được điều ngang. Hơn nữa, thông thường các đồng chí ở các bộ ban được điều xuống nhậm chức đều được tăng thêm một cấp, trừ phi là chỗ béo bở. Còn lần này thì không như vậy, đúng là có chút kỳ lạ, chẳng lẽ bí thư Nhậm bị ép xuống? Ngưu Đắc Toàn có chút nghi hoặc. Ép thì chắc là không phải đâu, tuy nhiên tôi cũng không rõ là có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, việc bí thư Nhậm đến ủy ban quản lý nhậm chức rốt cuộc là thuộc sự quản lý của ai cũng chưa làm rõ. Ông xem, khi tuyên bố chỉ nói là ông ta được bổ nhiệm làm ủy viên đảng ủy, bí thư ủy ban quản lý khu kinh tế. Cũng không chỉ điểm ra là ông ta có quan hệ với tỉnh Thiên Vân hay là quốc vụ viện. Nếu như là tạm giữ chức thì cũng phải nói một chút chút chứ có đúng không? Dương Chí Thăng nói. Đúng là kỳ lạ, vậy bí thư Nhậm có việc muốn báo cáo lên trên thì báo cáo cho ai? Như Diệp Phàm thì chắc chắn phải báo cáo cho tỉnh Thiên Vân rồi. Chẳng lẽ kêu bí thư Nhậm báo cáo cho cả một bộ hai tỉnh sao? Đây không phải mệt chết ông ta sao? Còn nữa, chẳng lẽ cấp trên cho ông ta xuống chỉ để bày cho đẹp? Bởi vì không có quyền nhân sự, thì ông ta cũng chỉ như một pho tượng của ủy ban quản lý mà thôi. Ngưu Đắc Toàn nói. Đúng là chưa rõ ông ta sẽ báo cáo cho ai, khi gặp chuyện thì sẽ tìm ai. Có lẽ chỉ có thể gặp chuyện gì thì tìm cấp trên liên quan đến việc đó mà thôi. Ví dụ như gặp chuyện liên quan đến địa khu Giang Hoa thì sẽ tìm tỉnh Điền Nam. Gặp chuyện liên quan đến tập đoàn cơ khí TQ thì gặp ủy ban quốc tư. Nhưng như vậy rồi sẽ loạn mất thôi. Dương Chí Thăng nói, nếu như y nghe được lời của Kim Thụ Dương thì đã không võ đoán như vậy. Buổi tối vốn Lam Tồn Quân đề nghị bày mâm rượu gặp gỡ anh em ở khách sạn Hoành không để ăn mừng một phen. Tuy nhiên lại bị Diệp Phàm phản đối. Lúc này, tốt nhất không nên bày vẽ ra quá công khai. Dù sao, có rất nhiều người đỏ mắt đối với việc mình được đề bạt lên chức phó chủ tịch tỉnh. Cuối cùng, lại đổi chỗ ở Chu Tước Sơn Trang. Đã gọi mấy người, Ngũ Vân Lượng, Khương Quân, Bao Nghị, Cung Nam Quân đã đến, còn đám người Vương Nhân Bàng, Phí Nhất Độ và Vương Long Đông, Đường Thành cũng lặng lẽ chạy xuống. Các anh em, tối nay chúng ta tự do một chút. Ai mà gọi tên chức quan thì phạt một chai. Diệp Phàm nhìn mọi người một cái, cười nói. Được, được, Vương Nhân Bàng cười to. Đầu tiên, đám đàn em này cùng chúc mừng đại ca Diệp đẻ trứng. Nào, một ly, cùng cạn Lam Tồn Quân cười nói. Tiếng chạm ly cách cách, tiếng rót rượu không dứt bên tai. Các cậu ấy à, tôi biến thành gà mái từ lúc nào vậy? Diệp Phàm cười nói. Anh là gà trống, em mộc bên cạnh là gà mái được chưa? Hai người hợp tác với nhau không phải có thể đẻ trứng được hay sao?
Vương Nhân Bàng cười gượng một tiếng. Mộc Nguyệt Nhi mặt hơi đỏ, ánh mắt tức giận nhìn Vương Nhân Bàng. Hừ nói, nếu không thì dẫn cô bé người Pháp kia đến cùng chúc mừng đi. Cô bé người Pháp nào? Mau khai ra đi đồng chí Bàng. Phí Nhất Độ ồn ào. Đúng đúng, mau nói đi. Cô bé kia liên quan gì tới anh? Bao Nghị cười nói. Đừng nghe em Mộc nói lung tung, cô bé người Pháp ở đâu ra chứ? Đó là hàng Tây, chúng ta không nuôi được đâu, cứ nuôi hàng nội cho dễ, mức sống của nước ta còn thấp mà. Vương Nhân Bàng chuyển mục tiêu. Anh ấy nuôi được tôi sao? Nực cười, Mộc Nguyệt Nhi hừ lạnh. Đúng thế, với chút lương ít ỏi như chúng ta đây thì đâu nuôi nổi một cô vợ tỷ phú chứ đúng không? Diệp Phàm vội gật đầu. Đổi cách nói đi, cô ấy nuôi anh mới đúng. Vương Long Đông cười nói. Tôi đâu nuôi nổi phó chủ tịch tỉnh Diệp chứ? Người ta đã sớm có thái thái rồi. Người ta không ăn tôi đã là tốt lắm rồi. Mộc Nguyệt Nhi nói, lời này giống như đang ghen vậy. Phạt phạt Bao Nghị chỉ tay vào Mộc Nguyệt Nhi nói. Dựa vào cái gì mà phạt tôi? Mộc Nguyệt Nhi trừng mắt hỏi. Đúng đúng, phạt một chai rượu. Vương Nhân Bàng cũng góp lời. Em Mộc, vừa rồi anh Diệp nói là không được gọi chức quan rồi còn gì. Em gọi phó chủ tịch tỉnh Diệp không phải là tên chính thức sao? Uống đi, một chai. Vương Long Đông tay lắc lắc chai rượu đỏ trong tay. Tôi không nghe thấy, Mộc Nguyệt Nhi mặt càng đỏ hơn, cãi bừa. Hai, cứng đầu quá. Diệp Phàm thở dài. Anh còn dám nói, Mộc Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Vui nhỉ, lúc này một giọng nói nữ như chuông bạc truyền đến. Ai, Diệp Phàm đứng lên rồi đi ra ngoài cửa, bởi vì giọng nói kia trung khí 10 phần, tuyệt đối là cao công cảnh giả. Trả tiền cho ta. Trả tiền ta không ngờ từ cây phía sau truyền đến giọng nói, Diệp Phàm mới phát hiện sau thân câu có một cô gái toàn thân mặc đồ tím, hình như không phải là người TQ, bởi vì giọng nói kia mang chút lơ lớ của người nước ngoài. Tóc cô gái này được kẹp rất nhiều kẹp tóc bằng ngón tay út, đeo vòng tai lớn màu đen. Nhìn qua có vẻ chừng 20 tuổi. Tiền cái gì, anh Diệp, anh nợ tiền người ta à? Vương Nhân Bàng cười gượng một tiếng. Lại một cô gái nữa đến. Hơn nữa còn là người nước ngoài cơ đấy, hình như là người Hàn Quốc phải không? Xem ra, Diệp Tổng của chúng ta đa tình quá rồi, Mộc Nguyệt Nhi châm chọc nói. Trả tiền cho tôi, cô gái này lại kêu lên một tiếng, đột nhiên một chưởng chém thẳng vào mặt Diệp Phàm. Gạch lát của Chu Tước Sơn Trang đột nhiên bị lật lên, bay tứ tung như hoa vũ. Diệp Phàm vội dồn khí vào trong, một cơn cuồng phong nổi lên, hắn muốn thu toàn bộ số gạch này lại. Tuy nhiên, ba vài tiếng. Cuốn một phần, còn lại toàn bộ dồn về hướng mọi người. Nhất thời, mọi người đều không ngăn nổi sự công kích này. Ba một trận, sau đó mặt đất như rung lên, mọi người trở tay không kịp, ai nấy để mặt xám mày cho. Khi mọi người đưa mắt nhìn, thì bóng dáng cô gái cũng biến mất. Đuổi theo. Vương Nhân Bàng kêu lên. Không cần, cô ta đi rồi. Diệp Phàm khoát tay, vẻ mặt âm trầm. Mẹ kiếp, lực quá lớn, thiếu chút nữa thì ngã. Đường Thành mắng. Đúng vậy, đến giờ cánh tay của tôi vẫn còn run run. Vương Nhân Bàng nói. Anh Diệp, người này công cảnh rất cao. Chúng ta hợp lực chống lại mà không nổi. Lam Tồn Quân nói. Tuyệt đối là cao thủ, vừa rồi tôi cũng phải lui lại mấy bước mới ổn định lại thân mình được. Không ngờ lại có một nhân vật lợi hại như vậy xuất hiện, hình như còn mạnh hơn cả tôi. Diệp Phàm nói, rồi phủi bụi trên người. Chúng ta hình như đâu có kết một kình địch đến từ Hàn Quốc như vậy. Đường Thành có chút nghi hoặc, có phải người nào đó của Phác Tín Đông hay không? Vương Nhân Bàng hỏi. Cái này khó đoán lắm, tuy nhiên, ở Hàn Quốc chúng ta đã đấu với Phác Gia và Kim Gia. Không phải họ Phác thì chính là họ Kim. Tuy nhiên, bên Phác Tín Đông khả năng cao hơn, Phác Nguyên Thông chắc sẽ không đến chọc giận chúng ta đâu. Nếu Phác Nguyên Thông có cao thủ lợi hại như vậy, thì nhất mạch của bọn họ không cần phải lo lắng Phác Tín Đông. Cần gì phải làm giao dịch với chúng ta? Diệp Phàm phân tích nói. Ừ, có chút quái lạ. Cô ta dường như là đến quấy rối vậy. Lam Tồn Quân gật đầu nói. Chúng ta tắm rửa rồi về uống tiếp, việc này cũng phải thương lượng một chút. Diệp Phàm khoát tay nói. Chương 3370, sự kiện văn phòng. Không lâu sau lại ngồi vào bàn, tuy nhiên, không khí có chút trùng xuống. Người phụ nữ cứ kêu trả tôi tiền, câu này chẳng hiểu có ý gì. Vương Nhân Bàng không nhịn được hỏi. Việc này đúng là lạ, chúng ta ngồi đây theo anh Diệp đều có kiếm chút tiền, tiền đối với chúng ta không còn quan trọng nữa, chúng ta đâu có nợ tiền ai đâu. Phí Nhất Độ nói,
thiếu tiền là chuyện bình thường, điều lạ là công lực của người phụ nữ đó, theo như anh Diệp nói thì công lực của ả còn mạnh hơn cả anh ấy, điều này sao có thể chứ? Hơn nữa, hình như đang theo dõi chúng ta vậy, liệu có bị điên không, lại còn là con điên đến từ Hàn Quốc nữa chứ? Đường Thành nói, nếu nói công lực còn cao hơn Diệp Phàm thì tôi không tin cho lắm. Cô gái đó chỉ tầm hơn 20 tuổi, điều này sao có thể chứ? Vương Nhân Bàng nói, đúng vậy, làm sao có thể? Tuy nhiên, mặc dù là kém hơn so với anh Diệp thì cũng còn mạnh hơn chúng ta nhiều. Một cú đạp của ả thôi chưa chắc chúng ta đã chịu nổi, phỏng chừng ả vẫn còn chưa xuất hết lực, nếu không chúng ta đã bị thương rồi. Vương Long Đông nói, cũng chẳng có cách nào, đến anh Diệp cũng không đuổi kịp cô ta cơ mà. Tuy nhiên, từ hành vi của cô gái đó có thể thấy rằng chắc cô ta không dám ra tay mạnh với chúng ta đâu, mà chỉ quấy rối thôi. Chúng ta phải tìm ra căn nguyên mới được, Vương Nhân Bàng nói. Căn nguyên cái con khỉ, vậy thì đi tìm đi, Đường Thành Hừ nói. Không sao, nếu cô ta xuất hiện lần đầu tiên, thì không lâu sau sẽ xuất hiện lần thứ hai, phải tìm ra được nguyên nhân, đến lúc đó bốc thuốc đúng bệnh là được. Diệp Phàm khoát tay nói. Chúng ta không nói đến chuyện này nữa, chẳng thú vị gì cả. Không nói nữa, bây giờ nói chuyện khu kinh tế Hoành không đi. Khương Quân nói. Anh Diệp thăng quan tất cả mọi người đều vui mừng, tuy nhiên, khu kinh tế mới được thành lập, cấp trên cũng không có mục tiêu rõ ràng gì cả. Việc này, anh Diệp phải nắm chắc quy hoạch của khu kinh tế mà làm. Thực ra mảng kiến thiết này không có gì để nói. Quy hoạch Hoành không đa đủ hoàn mỹ rồi, chẳng qua hiện tại chỉ là phải làm ra được thành tích mà thôi. Lam Tồn Quân nói, phát triển hài hòa các mặt mới là điều quan trọng nhất, hiện tại hoàn toàn không giống với trước kia. Trước kia anh Diệp chuyên chú vào việc phát triển của tập đoàn Hoành không. Hiện tại phải quan tâm đến phát triển toàn diện, chẳng những tập đoàn Hoành không phải phát triển, mà hai địa khu thành phố và tập đoàn cơ khí TQ cũng trở thành nhiệm vụ của anh Diệp. Chức quan lên rồi, thì trọng trách cũng nặng hơn. Hơn nữa, bộ máy ủy ban quản lý cũng ngày càng phức tạp. Tuyệt đại bộ phận các đồng chí đều là nhân vật số 1 số 2 của hai thành phố địa khu, tập đoàn. Ai nấy đều rất coi trọng thể diện, không dễ khống chế đâu. Lam Tồn Quân nói. Đúng vậy, Nhậm Thời Mãn sẽ phục sao? Còn Phong Hồ Ninh nữa? Vương Nhân Bàng nói. Hiện tại đối với anh Diệp mà nói chính là vấn đề quản lý của các vị ủy viên khá là khó giải quyết. Việc này đến lúc đó do Nhậm Thời Mãn sắp xếp hay là do anh Diệp sắp xếp? Trong này liên quan đến rất nhiều mặt. Theo lý mà nói anh Diệp quen thuộc với khu kinh tế, Nhậm Thời Mãn vừa xuống còn lạ nước lạ cái. Việc này nên do anh Diệp sắp xếp. Tuy nhiên, cấp trên lại không có chỉ thị rõ ràng. Nhậm Thời Mãn phải thể hiện quyền lực của mình. Lam Tồn Quân nói, Cung Chí Quân vẫn chưa khôi phục lại bình tĩnh đối với thân thủ của Diệp Phàm ban nãy. Cung Chí Quân cũng biết vì sao cha mình lại giao cho mình theo sát bước đi của Diệp Phàm. Vốn Cung Chí Quân cũng có chút không phục, hiện tại đã chịu phục rồi. Gã cũng đã cân nhắc rất nhiều, phỏng chừng vị Diệp đại sư này có chút quan hệ với tổ A. Buổi sáng hôm sau, vì trụ sở làm việc của Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế Hoành không vẫn chưa được xây dựng xong. Cho nên, tạm thời Ủy ban Quản lý vẫn đặt tạm ở Tổng bộ Tập đoàn Hoành không. Diệp Phàm vừa vào văn phòng thì Khổng Ý Hùng đến. Ý Hùng, có hứng làm chủ nhiệm văn phòng ủy quan bản lý không? Diệp Phàm cười ha hả nói. Đương nhiên là có hứng rồi, Phó Chủ tịch tỉnh Diệp đã phân công thì tôi phải cố gắng làm tốt thôi. Chức chủ nhiệm văn phòng tập đoàn Hoành không tôi có thể làm tốt. Chức chủ nhiệm văn phòng ủy ban quản lý khu kinh tế tôi cũng có khả năng làm tốt. Khổng Ý Hùng cười nói, người này tâm trạng cũng rất tốt. Việc này một thời gian nữa tôi sẽ đề nghị. Diệp Phàm cười nói. Cảm ơn Phó Chủ tịch tỉnh Diệp. Khổng Ý Hùng vẻ mặt cung kính đứng lên. Ngồi đi, Diệp Phàm nói, Khổng Ý Hùng lại cung kính ngồi xuống. Chủ tịch tỉnh Diệp, trụ sở ủy ban quản lý vẫn chưa được quy hoạch. Trước mắt tuy rằng các vị lãnh đạo rất ít đến, nhưng văn phòng của mỗi lãnh đạo đều phải định ra. Hiện tại vấn đề mấu chốt là văn phòng của Bí thư Nhậm nên đặt ở chỗ nào. Đêm qua tôi đã giao cho các đồng chí thiết kế một địa điểm tạm thời để giải quyết công việc. Tuy nhiên, tầng thứ tư của Phó Chủ tịch tỉnh Diệp các bộ phận không dễ chuyển đi. Nếu như chuyển đi thì không tiện cho việc phân công công tác nhanh chóng của anh. Khổng Ý Hùng nói, tầng mấy trống nhiều, Diệp Phàm hỏi. Tầng 2, tầng này thời gian trước vì vấn đề xin hạng mục nên trống rất nhiều phòng. Chỉ cần sắp xếp lại một chút thì hoàn toàn được, Khổng Ý Hùng nói. Vậy thì quyết định ở tầng 2 đi, Diệp Phàm nói. Cái này,
những đồng chí khác đều dễ sắp xếp, thế văn phòng của bí thư Nhậm thì sắp xếp ở đâu? Khổng Ý Hùng hỏi, không phải tầng 2 trống nhiều phòng hay sao? Diệp Phàm hỏi, nếu đặt phòng ở tầng 2 liệu bí thư Nhậm có thoải mái không? Khổng Ý Hùng sửng sốt hỏi, có gì mà không thoải mái? Diệp Phàm hỏi, cái này Khổng Ý Hùng không tiện mở miệng. Có gì cứ nói thẳng đi. Diệp Phàm hừ nói, vậy tôi nói, Chủ tịch tỉnh Diệp đừng có tức giận nhé. Khổng Ý Hùng nói, nói đi, tôi đâu có dễ nổi nóng như vậy đâu. Diệp Phàm nói, Nhậm Thời Mãn là bí thư ủy ban quản lý, mà Chủ tịch tỉnh Diệp là phó bí thư kiêm chủ nhiệm. Theo quy củ mà nói, văn phòng của bí thư phải ở trên chủ nhiệm. Nhưng, tầng 5 của tổng bộ chúng ta không thể đặt văn phòng được nữa. Nếu để chủ nhiệm và bí thư cùng một tầng lầu thì bình thường phải là bí thư bên trái, chủ nhiệm bên phải. Nhưng bên trái tầng thứ tư đặt văn phòng cũng không hợp lý, bởi vì bên đó đều là phòng lớn, phòng họp của Chủ tịch tỉnh Diệp cũng đều sắp xếp trên đó. Nếu phải sửa làm văn phòng cho bí thư Nhậm, chắc cũng phải mất cả nửa tháng. Hơn nữa, bọn họ chỉ là tạm thời đặt ở đây, nếu như chuyển đi, thì chúng ta phải khôi phục lại. Hơn nữa, nếu như không có phòng hội nghị thì họp thế nào được? Khổng Ý Hùng nói, vậy không cần phải động vào nữa, cứ sắp xếp ở tầng thứ hai đi. Diệp Phàm nói, việc sửa chữa này hao tài tốn của không nói, hơn nữa cảm giác rất lộn xộn. Tập đoàn không có phòng họp là không được. Diệp Phàm nói, cái này có khiến mọi người dị nghị không, bọn họ sẽ nói chủ nhiệm ở trên bí thư. Điều này có chút không hợp với quy củ. Khổng Ý Hùng mạnh dạn nói, gì mà quy củ với không quy củ, ở đây là tổng bộ tập đoàn Hoành Không, chứ không phải tổng bộ của ủy ban quản lý. Cho ủy ban quản lý mượn một tầng đã là thể hiện tình nghĩa huynh đệ của tập đoàn Hoành Không rồi. Nếu vị nào không thích thì có thể ra ngoài. Diệp Phàm mặt nghiêm, khí phách 10 phần. Khổng Ý Hùng vội đi làm, mà đồng chí Nhậm Thời Mãn vì có một vài công việc cần chuyển giao nên hôm qua đã trở về thủ đô. Trước khi về thủ đô, có nói với các đồng chí khác là 5 ngày sau quay lại sẽ mở một cuộc họp. Tuy nhiên, buổi chiều ngày thứ tư đã Nhậm Thời Mãn đã về rồi. Mà Khổng Ý Hùng cũng làm rất tốt. Đúng hôm đó Diệp Phàm có việc xuống thị trấn bên dưới, Nhậm Thời Mãn vừa đến huyện Hoành Không đã bảo thư ký Trương Kiệt gọi điện cho các thành viên trong bộ máy. Yêu cầu mọi người trở về xem văn phòng của mình. Trương Kiệt là người Nhậm Thời Mãn đưa từ văn phòng quốc vụ viện xuống. Bởi vì các ngành phía dưới của ủy ban quản lý còn chưa được thành lập chính thức, chủ nhiệm văn phòng này chắc chắn chưa định ra, vì vậy đành phải giao cho thư ký đi làm những việc này. Thư ký Trương dẫn đường. Nhậm Thời Mãn đã đến tổng bộ tập đoàn Hoành Không trước, Khổng Ý Hùng đi lên chào đón. Chủ nhiệm Khổng, bí thư Nhậm nói là sắp đến thăm văn phòng của các đồng chí, còn nữa, nghe nói văn phòng của bí thư Nhậm anh đã chuẩn bị xong rồi. Thư ký Trương nói, qua mấy ngày gấp rút chuẩn bị, hiện tại đã chuẩn bị xong rồi, tôi dẫn hai vị đi xem. Khổng Ý Hùng gật đầu nói, sau đó dẫn hai người đi lên tầng 2. Thấy Khổng Ý Hùng dẫn lên tầng 2, Nhậm Thời Mãn nhướng mày. Nhìn thư ký một cái, hỏi, địa điểm làm việc ở tầng thứ 2 sao? Đúng vậy, tầng 2 rất tốt, vừa mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy cây xanh, hoa tươi. Hơn nữa, xuống tầng 1 cũng rất tiện lợi. Khổng Ý Hùng nói, Chủ tịch tỉnh Diệp cũng ở tầng 2 à? Nhậm Thời Mãn vẻ mặt tùy ý hỏi. Cái này Khổng Ý Hùng không dám mở miệng. Chắc là không chứ, Nhậm Thời Mãn hỏi. Vâng, Chủ tịch tỉnh trước kia đều ở tầng thứ 4 làm việc. Nếu chuyển xuống khá phức tạp, cho nên vẫn ở tầng thứ 4. Khổng Ý Hùng kiên trì nói. Chương 3371, ai không có liên quan đi ra ngoài. Ha ha, ánh sáng trên tầng 4 có vẻ kém hơn ở tầng 2. Nhậm Thời Mãn cười nói. Đó là điều chắc chắn, hơn nữa, tầng 4 nhìn có vẻ cao hơn. Ở tầng 2 sẽ tiện lợi hơn trong việc đi lại, thư ký Trương nói có chút kỳ quặc. Ánh sáng ở tầng 4 và tầng 2 không khác nhau là mấy. Chỉ hơn một chút thôi. Tuy nhiên, vừa rồi tôi cũng nói, Chủ tịch tỉnh Diệp vẫn làm việc ở tầng 4. Hơn nữa, Chủ tịch tỉnh Diệp còn kiêm chức bí thư, tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không. Khổng Ý Hùng nói, có phải đồng chí Ý Hùng có ý muốn nói tập đoàn Hoành Không không phải là tập đoàn trực thuộc của ủy ban quản lý đúng không? Vẻ mặt Nhậm Thời Mãn có chút chìm xuống. Khẳng định là không phải, tập đoàn Hoành Không là đơn vị cấp dưới của khu kinh tế Hoành Không. Nếu là đơn vị cấp dưới, trụ sở chính của tập đoàn Hoành Không cũng là trụ sở chính của ủy ban quản lý. Việc này tôi cũng không rõ lắm, Khổng Ý Hùng nói. Không rõ lắm, không rõ chủ nhiệm văn phòng của tập đoàn Hoành Không làm gì.
Ngay cả tòa nhà trụ sở chính thuộc về ai cũng không biết được, nhiệm vụ của anh là gì. Nếu như chủ nhiệm Khổng không hiểu rõ việc này, vậy chúng ta cũng không thể làm việc ở trong này. Tiểu Kiệt, thông báo cho các đồng chí đi đến phòng họp khách sạn Hoành Không. Trao đổi một chút về chỗ làm việc của chúng ta. Nhậm Thời mãn giận, vung tay áo, đi xuống lầu. Khổng Ý Hùng nhanh chóng đem việc này hồi báo cho Diệp Phàm. Cũng tốt ạ, khách sạn Hoành Không càng có tiền lãi thôi. Diệp Phàm cười lạnh nói, yên tâm, ông ta không ở trụ sở tập đoàn Hoành Không càng tốt, cậu lập tức giao cho ông ta chuyển hết đi đi. Việc này có khiến ông ta không thoải mái hay không? Khổng Ý Hùng sợ tới mức mồ hôi toát ra, không thể tưởng tượng được hai vị chủ nhân đều là hạng người ngang ngược, không thể ngồi cùng nhau cũng bởi vì vấn đề địa điểm làm việc. Đương nhiên, Khổng Ý Hùng cũng hiểu, tuy nói chỉ là vấn đề chỗ làm việc thấp hay cao, cũng thể hiện sự quyền uy của lãnh đạo. Diệp Phàm sắp xếp như vậy, cũng là muốn đè ông ta xuống dưới một chút. Mà Nhậm Thời Mãn chắc chắn cũng đã nhìn thấu vấn đề then chốt đó, cho nên lập tức quay về để xử lý. Không lâu sau, 3, 5 người trong nhóm ủy viên đi tới khách sạn Hoành Không. Khách sạn Hoành Không có đầy đủ các phòng họp lớn nhỏ, còn có mấy phòng nhỏ. Có thể so với khách sạn 5 sao. Không lâu sau, Diệp Phàm cũng trở về gấp. Vừa đi vào văn phòng, thấy tất cả mọi người đã tới rồi. Diệp Phàm nhiệt tình đón tiếp, thấy Lam Tồn Quân, Cung Chí Quân cùng Diệp Phàm đều rất vội vàng, Nhậm Thời Mãn ngồi ở vị trí chính giữa vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, đến đông đủ rồi thì họp thôi. Thấy Diệp Phàm còn chưa có ý muốn ngồi xuống, Nhậm Thời Mãn ho khan, đem đầu thuốc lá rụi nào gạt tàn. Được rồi. Diệp Phàm cười cười ngồi xuống vị trí của mình, vị trí đó ở bên trái Nhậm Thời Mãn. Ai không có liên quan thì đi ra ngoài, đây là cuộc họp của các thành viên ủy ban quản lý khu kinh tế. Nhậm Thời Mãn nhìn một lượt, đột nhiên mặt nghiêm lại, mở miệng nói. Khổng Ý Hùng đã chuẩn bị giấy bút để ghi chép, Nhất Thời mặt đỏ bừng đứng lên. Anh ta liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, Diệp Phàm không hé răng, Khổng Ý Hùng chịu nhục đi ra ngoài. Chúng ta họp thôi, Nhậm Thời Mãn cố tình liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Ai không có liên quan đi ra ngoài, đây là cuộc họp của các thành viên ủy ban quản lý khu kinh tế. Một chút quy củ cũng đều không hiểu được, vừa rồi bí thư Nhậm cũng đã nói, chẳng nhẽ thư ký của bí thư Nhậm cũng không nghe ra sao. Đột nhiên Diệp Phàm nói, khiến mọi người không hiểu được tại sao đều liếc mắt nhìn nhau. Im lặng một chút Nhậm Thời Mãn hỏi, đồng chí Diệp Phàm, vừa rồi anh nói có ý gì? Tất cả những người ngồi trong phòng họp này đều là thành viên trong bộ máy, cũng không có ai là không có liên quan có phải không? Có một số việc nên chú ý, bằng không, các đồng chí ngồi ở đây không có liên quan sẽ bị coi thường. Đồng chí là cấp trên trực tiếp mới được bổ nhiệm. Không phải ở góc kia vẫn còn một vị sao? Diệp Phàm nhìn Nhậm Thời Mãn chỉ về phía thư ký Trương Kiệt. Cậu ta là thư ký của tôi, anh cũng biết mà. Mấy ngày trước tôi đã giới thiệu qua với các đồng chí Trương Kiệt là người trực văn phòng quốc vụ viện của tôi. Cũng đã theo tôi không ít năm, là một vị đồng chí không tồi. Nhậm Thời Mãn nói, tôi biết đồng chí Trương Kiệt là thư ký của ông, tuy nhiên, anh ta không phải là thành viên trong ủy ban quản lý. Chẳng lẽ chỉ trong mấy ngày mà trong tổ của chúng ta lại tăng thêm một vị thành viên, cho đến bây giờ, tôi thực sự không hiểu được việc này. Vẻ mặt Diệp Phàm cười nói. Nhất Thời Nhậm Thời Mãn nghẹn lại. Bí thư Nhậm, ngài ngồi họp, tôi đi ra ngoài trước. Mặt Trương Kiệt so với Khổng Ý Hùng còn đỏ hơn, đứng lên nói. Tôi bảo cậu đi ra ngoài sao? Cậu là thư ký của tôi, văn phòng ủy ban quản lý bây giờ còn chưa thành lập, hôm nay tôi chỉ định cậu tạm thời viết biên bản của buổi họp. Làm tốt công việc của cậu là được. Nhậm Thời Mãn nói xong, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Việc thành lập văn phòng ủy ban không sớm thì muộn cũng sẽ thành lập. Các đồng chí, tôi có đề nghị này, khi chưa thành lập đồng chí Trương Kiệt sẽ chịu trách nhiệm làm mọi việc của văn phòng ủy ban. Ha ha, chủ nhiệm văn phòng của tập đoàn Hoành Không đồng chí Khổng Ý Hùng làm việc rất xuất sắc. Đồng chí Trương Kiệt là thư ký của bí thư Nhậm. Nếu như làm công việc của văn phòng đến khi bí thư Nhậm có chuyện anh ta sẽ không có biện pháp làm. Hơn nữa, đối với nghiệp vụ của khối văn phòng đồng chí Khổng Ý Hùng hẳn là sẽ quen thuộc hơn anh ta. Hơn nữa, khách sạn Hoành Không cũng là đơn vị cấp dưới trực thuộc sự quản lý của đồng chí Ý Hùng. Lam Tồn Quân nói đầu tiên. Đúng vậy, hơn nữa, chức chánh văn phòng của đồng chí Ý Hùng ngang với cấp phó giám đốc sở khác. Mà cơ cấu trong ủy ban quản lý, chủ nhiệm văn phòng ủy ban phải do đồng chí chủ nhiệm hoặc cấp phó giám đốc sở trở lên đảm nhiệm. Nghe nói đồng chí Trương Kiệt hiện tại mới là phó chủ nhiệm văn phòng,
xét về mọi mặt anh ta không bằng đồng chí Ý Hùng. Bởi vì, cho đến bây giờ, Ủy ban Quản lý không ai có quyền bổ nhiệm miễn nhiệm. Nếu phải xác nhận đồng chí Trương Kiệt là chủ nhiệm văn phòng, tôi đây liền không hiểu được rốt cuộc là do bộ phận nào bổ nhiệm. Cung Chí Quân nói, hai vị đồng chí, vừa rồi Bí Thư Nhâm nói là chủ nhiệm văn phòng nhưng cũng chưa nói là đã chính thức bổ nhiệm chưa. Chẳng lẽ Bí Thư Nhâm lại không thay mặt được? Hôm nay là các thành viên trong đảng ủy ban họp, không phải là các thành viên trong bộ máy ủy ban họp. Dương Chí Thăng bắt đầu nói, thành viên bộ máy đảng ủy viên quản lý khác thành viên bộ máy quản lý, cũng giống như Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy vậy. Sau đó Diệp Phàm còn khẳng định nhóm quản lý và nhóm đảng ủy là không giống nhau. Không thể không nói, Dương Chí Thăng là người thật lợi hại, lại có thể đánh trúng được điểm yếu. Bởi vì, hôm nay là họp bộ máy các thành viên đảng ủy ban, đương nhiên đảng là to nhất, thì phải là đồng chí Nhậm Thời Mãn là nhân vật chính rồi. Ha ha, tuy nói trước mắt Ủy ban Quản lý còn không có quyền bổ nhiệm, nhưng mà có quyền đề xuất. Tuy nhiên, nếu là đề xuất, có thể đề xuất đồng chí Trương Kiệt là chủ nhiệm văn phòng ủy ban. Tuy nhiên, nếu là tổ đề nghị, đương nhiên phải do các đồng chí thành viên trong đảng ủy ban thông qua mới được. Mà Bí Thư Nhậm mới chỉ nói là đề nghị thôi có phải không? Phó Chủ tịch tỉnh Phong Hồ Ninh hừ một tiếng, cũng không hiểu được người này định bàn tính cái gì, lần đầu tiên họp lại muốn khơi mào rắc rối. Nhất thời Nhậm Thời Mãn có chút trầm mặc, vốn việc này không nghĩ rằng ngay mở đầu hội nghị đầu tiên đã phải nói ra. Bởi vì, dù sao mình cũng vừa mới xuống dưới, còn chưa thăm dò tình hình thực tế qua các thành viên. Cơ sở chưa làm xong, Diệp Phàm là một vị tướng, đã bị buộc phải đặt những điều này ở trên bàn. Như vậy có vẻ khá bị động. Bởi vì, Phó Chủ tịch tỉnh Trường nói nhất định hôm nay ủy ban phải thảo luận xong chuyện của Trương Kiệt. Đến lúc đó, thảo luận không được chẳng phải sẽ giơ tay biểu quyết, đối với việc này trong lòng Bí Thư Nhâm không thể biết trước được. Nếu buổi họp đầu tiên liền phủ quyết ngay quyền của Bí Thư, vậy tỏ ra mình quá thấp rồi. Nếu dùng bất động, đề nghị của mình bị mọi người phủ quyết, chẳng phải mình càng mất mặt hơn. Hơn nữa, thái độ của Diệp Phàm hôm nay đến đây chính là có ý muốn đánh nhau. Việc sắp xếp văn phòng là một cách thể hiện, còn có một cách khác, để cho ông ta tự đề nghị đưa đồng chí Khổng Ý Hùng đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng. Nếu gặp may có thể anh ta sẽ thông qua, mình có thể không cần dùng đến quyền phủ quyết của Bí Thư, lại càng làm mất mặt hơn. Lúc này Nhậm Thời Mãn khá hối hận về việc mình đã đối xử với Khổng Ý Hùng như vậy. Vốn là muốn nói Khổng Ý Hùng trước mặt các thành viên trong ủy ban để biểu hiện uy tín của Bí Thư, chèn ép chủ nhân của Khổng Ý Hùng là Diệp Phàm. Không thể ngờ được Diệp Phàm lại phản ứng mạnh như vậy, thiếu chút nữa khiến mình sượng cả mặt. Nhậm Thời Mãn công tác ở trên đã nhiều năm, đối với tình hình ở phía dưới còn có chút không lắm rõ. Hơn nữa, Nhậm Thời Mãn còn không hiểu được bản tính của Diệp Phàm. Hơn nữa, trong tiềm thức Nhậm Thời Mãn coi thường Diệp Phàm, cho rằng người này toàn dựa vào quan hệ thôi. Tuy nhiên, Nhậm Thời Mãn vẫn chỉ là Nhậm Thời, người này cũng đanh đá chua ngoa. Hơn nữa cũng nghĩ Phong Hồ Ninh mượn chuyện đơn giản để khơi mào chuyện khác, làm cho Diệp Phàm hỏa biện một chút. Sau đó ông ta ngồi trên xem cuộc vui. Cho nên, Nhậm Thời Mãn quyết định thật nhanh, đem chuyện buồn bực nuốt vào bên trong. Bởi vậy, nét mặt dần dịu xuống, cười nói, đây là cuộc họp đảng ủy ban quản lý đầu tiên của chúng ta. Lần họp này trên cơ bản là không có chương trình hội nghị chính thức. Dù sao, khu kinh tế Hoành Không vẫn chưa có quyết định thành lập chính thức. Đảng ủy ban quản lý đã ra đời, nhưng các đơn vị trực thuộc cấp dưới còn chưa xác định. Cho nên, buổi họp hôm nay để cho các đồng chí biết về nhau một chút, về sau mọi người còn biết nhau. Không thể gặp mặt còn không biết có phải không, các đồng chí ở dưới nhận biết nhau một chút, cứ nói chuyện thoải mái. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm chiều nói chuyện phiếm với nhau một chút. Việc Bí Thư Nhậm vừa đề nghị đồng chí Trương Kiệt giữ chức chánh văn phòng để trao đổi sau có phải không? Phong Hồ Ninh cười ha hả nói, người này đanh đá chua ngoa và nham hiểm. Chương 3372, đọ sức lần thứ hai. Ha hả, chuyện này để nói sau. Tuy nhiên, tôi muốn tuyên bố với mọi người một chút. Việc bổ nhiệm chủ nhiệm văn phòng khu quản lý còn chưa có quyết định, tạm thời đồng chí Trương Kiệt sẽ đảm đương việc ghi chép biên bản. Đồng chí Nhậm Thời Mãn tràn ngập khí phách. Về việc này Diệp Phàm cũng không phản đối, đây là phạm vi quyền lực của Nhậm Thời Mãn. Đương nhiên, vừa rồi nhìn Nhậm Thời Mãn một chút, cũng làm cho người này biết mình không là người tốt. Tác dụng như vậy là đủ rồi, đương nhiên, Khổng Ý Hùng tủi thân một chút. Các đồng chí,
hôm nay cho dù có chuyện gì mọi người cũng phải thương lượng cùng nhau một chút. Ban quản lý khu kinh tế thành lập, tuy nhiên, địa điểm xây dựng trụ sở đến giờ vẫn chưa thu xếp được. Hy vọng trong các đồng chí có thể can đảm hiến kế. Thật ra chuyện này rất khó, tất cả mọi người chỉ cần tự giới thiệu đơn giản một chút thôi. Bí thư Nhậm, trụ sở tập đoàn Hoành không còn có rất nhiều phòng để trống. Không bằng chúng ta mượn để dùng trong khi chờ xây dựng trụ sở của chúng ta có phải không? Dương Chí Thăng nói. Diệp Phàm nghe rõ, phỏng chừng người này luôn lặng lẽ theo dõi hướng đi của tập đoàn Hoành không. Buổi sáng xảy ra việc chắc chắn người này sớm đã biết rồi. Hiện tại muốn cho mình và Nhậm Thời Mãn phải giao chiến với nhau mới được. Đúng vậy, lúc trước quy hoạch Hoành không xin 5 trong 11 hạng mục công trình trọng điểm quốc gia. Hai tỉnh có xin tạm thời để tất cả nhân viên tạm thời ở tổng bộ tập đoàn Hoành không? Ngoại trừ trụ sở chính của tập đoàn Hoành không ra, dường như các địa điểm khác đều không thích hợp. Hiện tại thị trấn Hoành không đang xây dựng, trên cơ bản các đơn vị đều được mở rộng. Lấy bừa một mảnh để xây dựng là không được, nhưng thật ra điều kiện của trụ sở cũng không tồi, sắp xếp xử lý để chờ cũng tương đối là thích hợp. Trợ lý chủ tịch tỉnh Điền Nam Mộc Hùng Phi cười nói. Lần này đồng chí ở tỉnh Điền Nam vào ban quản lý có ý gì không Diệp Phàm vẫn chưa biết được, tuy nhiên, Diệp Phàm cảm giác lần trước bọn họ muốn xử phạt mình so với thái độ bây giờ dường như có chút thay đổi. Cho nên, vị trợ lý Mộc này phỏng chừng tiếp cận mình hơi khó. Diệp Phàm cũng có chút buồn rầu, đảng ủy ban quản lý không cẩn thận sẽ trở thành một nồi lẩu thập cẩm. Đơn vị khu vực nào cũng có, sẽ rất rối loạn. Phải nắm các đồng chí trong đảng ủy ban quản lý là việc rất khó khăn. Cho nên, trong bàn bạc công việc phỏng chừng đều có chút hiếu chiến. Vấn đề mấu chốt là đồng chí Diệp Phàm một tay đảm nhiệm tập đoàn Hoành không, hiện tại lại kiêm chức phó bí thư đảng ủy ban quản lý. Cho nên, chúng ta muốn dùng nhờ một chút cũng phải nói chuyện với phó chủ tịch tỉnh Diệp có phải không? Hơn nữa, còn có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn. Nếu tìm chỗ khác, còn phải mất thời gian để sửa chữa. Nạp Mãi Đề Lâm nói. Ha ha, đương nhiên là tôi không có ý kiến. Vốn tôi đã giao cho đồng chí Khổng Ý Hùng toàn bộ tầng 2 của trụ sở. Mà trước khi xin địa điểm tạm thời cũng thiết lập tại tầng 2. Hơn nữa, còn giao cho đồng chí Ý Hùng, có nói là buổi sáng hôm nay bí thư Nhậm có đến đây. Không hiểu được là bí thư Nhậm có nhìn qua không, hoặc là xem qua cảm thấy không hài lòng. Việc này đơn giản thôi, tôi có thể giao cho đồng chí Ý Hùng chỉnh đốn và sửa sang là được. Đương nhiên. Nếu bí thư Nhậm cho rằng ở chỗ khác để làm việc tôi cũng không có ý kiến gì cả. Diệp Phàm cười nói. Nghe Diệp Phàm nói, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Nhậm Thời Mãn. Buổi sáng tôi đã nhìn qua, tổng thể có thể nói là được. Tuy nhiên, cho chúng tôi sử dụng một tầng, sẽ mang đến cho tập đoàn Hoành không rất nhiều bất tiện. Hơn nữa, phòng họp còn ở trên tầng 4, mà địa điểm làm việc của chúng tôi ở tầng 2. Cũng có chút không tiện, cho nên muốn tới khách sạn Hoành không. Ở chỗ này lại có đầy đủ thiết bị phục vụ cho công việc. Hơn nữa, sau giờ làm việc buổi trưa đại bộ phận các đồng chí trong ủy ban quản lý đều phải nghỉ ngơi, có một số đồng chí còn muốn ngủ một chút. Trong khi chưa tìm được trụ sở, khách sạn Hoành không là rất thích hợp, ăn ngủ, làm việc đều ở một chỗ. Nhậm Thời Mãn nói đến đây liếc mắt nhìn mọi người một cái, cười nói, các đồng chí, mọi người có thấy đúng không? Có phải như vậy sẽ tiện hơn nhiều so với làm việc ở trụ sở của tập đoàn Hoành không? Hơn nữa, tập đoàn Hoành không vẫn có thể triển khai công việc một cách bình thường có phải không? Thành viên của ủy ban quản lý là không ít, một ngày vừa phải thuê văn phòng làm việc vừa phải thuê chỗ ở, như vậy ủy ban quản lý lại phải mất thêm một khoản tiền. Mà chúng ta xây dựng trụ sở mới không thể dưới một năm được. Hiện tại ngay cả địa điểm để xây dựng còn không có. Tính tiền thuê một năm không phải là số tiền ít, nếu như dùng chỗ tiền đó vào việc khác cho ủy ban quản lý, chẳng phải là sẽ tạo ra hiệu quả trong việc tăng thu giảm chi sao? Bằng không, ủy ban quản lý chúng ta vừa mới thành lập cũng có thể tạo ấn tượng tốt cho người dân. Lam Tồn Quân nói. Đương nhiên, sau một hồi nói cuối cùng cũng là muốn đẩy Nhậm Thời Mãn vào trụ sở của tập đoàn Hoành không, làm cho lão già này cảm thấy buồn bực. Đúng vậy, hơn nữa, không phải chỉ có những việc đó đâu đồng chí Tồn Quân. Chu Gia Sinh bỗng nhiên nói. Ừ, chuyên viên Chu còn cho rằng có việc gì cần suy xét nữa, mời nói ra. Lam Tồn Quân có vẻ khá khách sáo. Tuy nói bây giờ khách sạn có thể đồng ý cho chúng ta làm việc ở khách sạn. Tuy nhiên, phỏng chừng, không đến nửa tháng, có phải sẽ thành lập các bộ phận trực thuộc ủy ban quản lý hay không? Ví dụ,
văn phòng ủy ban quản lý, ban tuyên giáo ủy ban quản lý, phòng tổ chức ủy ban quản lý, cục công an ủy ban quản lý, phòng bảo vệ ủy ban quản lý. Nhiều đồng chí như vậy lấy đâu ra chỗ để làm việc, phòng trưng tạm thời chúng ta cứ cùng ở chung một chỗ. Đến lúc đó, sẽ rất đông người vào trong khách sạn Hoành không? Đến lúc đó, có phải sẽ đổi địa điểm có phải không? Mà ở trụ sở tập đoàn Hoành không có những ưu thế này, tòa nhà trụ sở lớn như vậy, một tầng còn có trên 100 phòng. Các đồng chí có đông đến mấy, cho thêm 3-4 phòng vào cùng lúc cũng được, mười mấy phòng cũng có thể có phải không? Hơn nữa, tiền thuê phòng trừng bí thư Diệp cũng sẽ không lấy, cũng có thể giúp tỉnh chúng ta bớt một số tiền lớn. Ở khách sạn thì đương nhiên là thoải mái, làm việc, họp hành, ăn ngủ đều theo dây chuyền, tuy nhiên, chỉ sợ không chịu nổi tiền. Chu Gia Sinh nói, các bộ phận khác có thể ra ngoài được, ví dụ, cục công an có thể mượn tạm cục công an của tập đoàn Hoành không? Hơn nữa, phòng trừng cục công an của ủy ban quản lý sẽ lấy các thành viên trong cục công an tập đoàn Hoành không làm nòng cốt. Còn các ngành khác cũng có thể thử làm theo. Còn khách sạn chỉ là chỗ ăn ở, họp hành, làm việc cho các thành viên trong bộ máy ban quản lý. Đồng chí Bành Nhất Khải, trợ lý chủ nhiệm quốc tự ủy nói. Ha ha, cái chính là các đồng chí không nghĩ tới một vấn đề tối quan trọng. Lúc này, Phong Hồ Ninh ha ha cười nói. Ý của Phó Chủ tịch tỉnh Phong là gì? Bành Nhất Khải ngạc nhiên, hỏi. Toàn bộ các thành viên trong bộ máy ủy ban quản lý chúng ta ăn ở tại khách sạn, còn kéo theo người phục vụ. Còn các đồng chí phía dưới lại không được như vậy. Việc đãi ngộ như vậy là khác nhau, hơn nữa, nếu như việc này rơi vào cấp trên, lãnh đạo cấp trên sẽ nói chúng ta thế nào? Có thể cho rằng đồng chí như chúng ta xa rời quần chúng. Có địa điểm làm việc không làm lại còn ở khách sạn. Ở khách sạn đương nhiên là thoải mái, nhưng trong lòng lãnh đạo cảm thấy thoải mái sao? Trong lòng các đồng chí thoải mái sao? Trong lòng quần chúng nhân dân thoải mái sao? Phong Hồ Ninh hỏi liên tiếp 3 câu. Đúng rồi, có thể còn nói chúng ta rất xa hoa. Ngày mai báo chí sẽ viết, Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế vừa thành lập, các thành viên trong bộ máy không nghĩ đến tiết kiệm chi tiêu để dành tiền cho xây dựng, mà tất cả chỉ đều chú trọng đến sự hưởng thụ của bản thân. Ăn ở, làm việc, họp hành ở khách sạn 5 sao. Cũng có người hiểu chuyện thậm chí có thể nói ở khách sạn để tìm hoa gì đó. Vậy là chúng ta sẽ có thể gặp phiền toái. Lời nói Dương Chí Thăng sắc bén, người này ra vẻ ép Nhậm Thời Mãn quay về tòa nhà trụ sở của Diệp Phàm. Như vậy chỉ cần đồng chí Nhậm Thời Mãn nghĩ đến văn phòng, nghĩ đến Diệp Phàm ngồi ở trên tầng 4 cao hơn, tự nhiên bí thư ông ta sẽ tức giận. Sẽ tìm ra rất nhiều lý do để thả. Đồng chí Chí Thăng, nói rất có lý. Việc ở khách sạn quả là hoang phí, sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Khách sạn Hoành không là đơn vị trực thuộc tập đoàn Hoành không. Là khách sạn của một tập đoàn lớn. Là khách sạn 5 sao, chỉ dùng để đón tiếp lãnh đạo nghỉ ngơi và để tạm thời làm việc, hội nghị. Không có rối loạn gì cả. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, nói. Ha ha, tôi chỉ suy nghĩ theo cách khác, cũng không phải ý muốn nói khách sạn Hoành không có rối loạn gì cả. Dương Chí Thăng cười gượng hai tiếng. Có điều chính là không thể nói linh tinh, nếu chuyển đi ra ngoài còn gì nữa. Đồng chí Chí Thăng. Điểm này anh cần phải chú ý. Nhâm Thị Mãn thản nhiên hừ một tiếng. Liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói, như vậy xem ra, ở khách sạn để làm việc có chút vấn đề. Các đồng chí cho rằng đi đâu làm việc thì thuận tiện hơn. Ngoài trụ sở tập đoàn Hoành không ra còn có chỗ nào dễ dàng hơn. Hơn nữa, người ta rất nhiệt tình, nhường cả một tầng, có trên 100 phòng. Điều kiện lại không tồi, còn không lấy tiền. Đây đã là sự giúp đỡ rất lớn của tập đoàn Hoành không đối với ủy ban quản lý. Chẳng qua là phòng họp ở trên tầng 4, việc này có cái gì bất tiện chứ? Việc chúng ta đi cầu thang không phải là một cách để chúng ta thư giãn sau thời gian làm việc sao? Cung Chí Quân hừ một tiếng. Địa điểm làm việc ở tập đoàn Hoành không thích hợp hơn so với ở trấn Hoành không? Lam Tồn Quân cũng gật đầu đồng ý nói. Văn phòng sẽ được đặt ở trụ sở chính của tập đoàn Hoành không, tuy nhiên, văn phòng có chỗ đứng. Vấn đề địa điểm vẫn là một vấn đề lớn, không thể ở khách sạn lâu dài, sẽ có những tin đồn ở bên ngoài. Nhậm Thời Mãn không thể không gật đầu, nếu không gật đầu chẳng phải sẽ đối đầu với mọi người trong cuộc họp lần đầu tiên. Ha ha, ở khách sạn một tháng cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, ủy ban quản lý còn chưa có quyết định thành lập. Phỏng chừng các đồng chí sẽ về, chỉ có họp mới có thể ở lại đây. Thời gian ở cũng không nhiều,
chỉ có vài vị là ở đây một thời gian dài, cũng không phải quá khó khăn để giải quyết. Diệp Phàm cười nói. Chương 3373, đấu tranh âm thầm. Ừ, việc này cứ quyết định như vậy đi. Nếu như không có việc gì khác kết thúc buổi họp ở đây chuẩn bị ăn cơm. Buổi tối có 4 món ăn, 1 món canh, không có rượu. Ảnh hưởng sẽ không tốt. Thứ hai, trong giai đoạn đầu ủy ban quản lý mới thành lập, tất cả lấy tiết kiệm là việc chính. Nhậm Thời Mãn nói mọi người ngồi cùng nhau để tâm sự, nhất định là có thịt cá. Bây giờ đổi thành 4 món ăn cơm rau dưa, đương nhiên là có thể thấy được sự khó chịu của ông ta. Thêm 2 món ăn nữa, hôm nay là lần họp đầu tiên, hay là uống một chút rượu có phải không? Tất nhiên, tiền rượu sẽ khấu trừ vào tiền lương của Diệp Phàm tôi là được. Đồ ăn sẽ do bộ phận hành chính tổng hợp của tập đoàn Hoành Không chi trả. Các đồng chí đến đây đều là khách của tập đoàn Hoành Không. Chúng ta đều làm việc trong khu kinh tế Hoành Không, xem như là nói chuyện tào lao đi. Diệp Phàm đứng lên cười nói. Nếu đồng chí Diệp Phàm tốt với khách như vậy, cứ như vậy đi. Tuy Nhậm Thời Mãn vừa nói vừa cười, nhưng mà, trong lòng ông ta bị kích thích rất lớn. Đương nhiên, bữa cơm cũng mang thêm thức ăn và rượu lên. Tuy nhiên, Nhậm Thời Mãn từ chối nói là hơi mệt về nghỉ ngơi trước một chút. Còn Dương Chí Thăng và Phong Hồ Ninh đều đi rồi. Tuy nhiên, vẫn còn một bàn người tiếp tục dùng bữa uống rượu nói chuyện tào lao với nhau. Gọi điện thoại cho đồng chí Ý Hùng, gọi anh ta đến đây cùng ngồi một chút. Diệp Phàm nói. Ngay lập tức thư ký Đỗ Vệ Quốc liền gọi điện thoại, Khổng Ý Hùng đến nơi, đôi mắt cũng có chút hơi hơi đỏ. Đồng chí Ý Hùng đến rồi, ngồi bên cạnh tôi đi, chúng ta cùng nhau uống một lý. Anh vội vàng đến không ngại vất vả, tôi đại diện cho ủy ban quản lý cảm ơn anh. Diệp Phàm cầm chén rượu đứng lên trước mặt mọi người, Đỗ Vệ Quốc vội vàng chạy tới rót một chén rượu đỏ đưa cho Khổng Ý Hùng. Cảm ơn Chủ tịch tỉnh Diệp, tôi không vất vả gì cả. Chỉ cần là công việc của tập đoàn, cho dù vất vả mấy Khổng Ý Hùng tôi cũng không thấy mệt. Đôi mắt Khổng Ý Hùng đỏ hơn, dường như có phần ươn ướt. Đồng chí Ý Hùng ngồi xuống đi, Lam Tồn Quân lại gần bảo Khổng Ý Hùng ngồi xuống ghế. Ngày mai anh lại phải vất vả rồi, bởi vì mọi người quyết định sẽ chuyển đến tầng 2 để làm việc. Buổi tối nay anh dẫn người đi kiểm tra qua một chút. Sáng sớm ngày mai các vị lãnh đạo đều đến đây xem văn phòng của chính mình. Diệp Phàm nói. Tôi sẽ lo liệu theo ý của Phó Chủ tịch tỉnh Diệp. Vẻ mặt Khổng Ý Hùng cung kính đứng lên. Đồng chí Ý Hùng, anh vất vả rồi. Về sau chúng tôi có thể nhận được bảo hiểm, bằng không, chiếc ghế có hỏng chúng tôi cũng không thay được. Chu Gia Sinh vui vẻ hớn hở cầm chén rượu cười nói. Chuyên viên Chu, đừng nói như vậy, tôi nào dám làm tốt như vậy. Phục vụ lãnh đạo là việc tôi nên làm. Về sau có chuyện gì mọi người cứ sai bảo tôi là được, coi như Khổng Ý Hùng tôi ăn tạp, nên thế nào cũng làm được hết. Hai tay Khổng Ý Hùng đang cầm chén rượu, cảm thấy xúc động. Ha ha, Ý Hùng, chén rượu này hẳn là anh phải uống. Chỉ cần phục vụ tốt các vị lãnh đạo, bọn họ hẳn sẽ cảm tạ cậu đó. Diệp Phàm ha hả cười nói. Khổng Ý Hùng vừa nói, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Anh ta cúi xuống trộm lau, sau đó ngẩng đầu lên, hít một hơi rồi nói cảm ơn. Bí thư Nhậm, Diệp Phàm kia quá kiêu ngạo, bình thường như hôm nay đã khiến cho người ta khó chịu. Trương Kiệt giận dữ nói. Ha hả, không có việc gì, làm việc thôi mà, đều đã gặp phải vấn đề như vậy rồi. Con người sinh ra chính là không ngừng giải quyết những vấn đề như vậy. Nhậm Thời Mãn có vẻ rộng lượng, tuy nhiên, Trương Kiệt mới thông tin. Việc như vậy mà ngài cũng có thể nhịn được sao? Tuy nhiên, có một số đồng chí không hợp cũng phải mỉa mai một chút. Bí thư Nhậm, việc ủy ban quản lý hình như rất phức tạp, Trương Kiệt nói. Ừ, hai tỉnh thành lập thành một bộ máy đảng ủy. Nhân viên đến từ các ngành khu, không phức tạp là điều không thể. Tuy nhiên, mọi chuyện phức tạp chúng ta đều phải tự thoát ra. Làm lãnh đạo chính là làm việc này thôi. Nhậm Thời Mãn nói xong liếc mắt nhìn thư ký một cái. Cười nói, Tiểu Trương, cậu thử nhận xét một chút theo cách nhìn của cậu về bộ máy đảng ủy ban quản lý. Không sao cả, không phải lo ngại điều gì cả, cứ mạnh dạn nói ra. Chúng ta là người một nhà mà. Tôi không dám nói, tuy nhiên, nói chuyện tào lao một chút thì được. Tôi cảm thấy được mỗi thành viên trong bộ máy ủy ban quản lý đều rất bí hiểm. Tuy nhiên, nhìn biểu hiện hôm nay, hai đồng chí Cung Chí Quân cùng Lam Tồn Quân có vẻ như là người rất gần gũi của Diệp Phàm. Trương Kiệt nói, ừ, tôi cũng biết điều đó, trước kia Lam Tồn Quân và Diệp Phàm làm việc với nha, có quan hệ với nhau không tồi.
Còn Cung Chí Quân thật làm người ta khó hiểu, đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu vì cái gì mà anh ta lại giúp đỡ Diệp Phàm. Nhậm Thời Mãn nói, tuy nhiên, mọi thứ trong thế giới này đều có nguồn gốc. Chỉ cần chúng ta chịu khó tìm hiểu, chỉ cần sau vài lần họp đảng ủy ban có thể làm rõ ràng. Hơn nữa, thế giới này cũng không thể phân cách được sự gắn bó. Chỉ cần tìm được đường đi, có thể có lời giải đáp. Vì sao đao pháp pháo binh giải như mượt mà như thế, là bởi vì tìm được thép nhập khẩu. Nếu quan giả đều có thể tìm được pháo đinh như vậy, đó là cách êm dịu nhất của quan chức. Bí thư Nhậm thật đúng là người kiến thức sâu rộng, Trương Kiệt nói. Cậu lại bắt đầu nịnh hót rồi, Nhậm thì mãn cười nói. Thật mà, tôi cảm thấy những lời bí thư Nhậm nói rất có lý, cho nên cái nịnh hót kia tôi thấy rất có lý. Trương Kiệt cười nói. Ha ha a Nhậm Thời Mãn sờ cằm cảm thấy mãn nguyện. Cậu cứ nói tiếp đi. Phỏng chừng đồng chí Phong Hồ Ninh ở trong phòng sẽ rất buồn. Trương Kiệt nói. Làm sao cơ, Nhậm Thời Mãn hỏi. Ngoài bí thư Nhậm ra Phong Hồ Ninh là người già nhất trong ủy ban quản lý, người ta chính là phó chủ tịch tỉnh, còn Diệp Phàm mới vừa lên thôi. Các đồng chí khác không phải trợ lý cho chủ tịch tỉnh cũng đều phó bộ tham chiếu, thấp hơn nữa là các đồng chí cấp giám đốc sở. Cho nên, tôi suy nghĩ, nếu muốn Phong Hồ Ninh sang đây phỏng chừng là rất khó khăn. Bởi vì, đây là địa bàn của ông ta. Hơn nữa, mọi người đều muốn làm bá chủ, chắc chắn Phong Hồ Ninh cũng không ngoại lệ. Hội nghị hôm nay có thể nhìn thấy được điều đó. Ngay từ đầu Phong Hồ Ninh đã châm dầu vào lửa. Ông ta mong muốn ngay cuộc họp đầu tiên bí thư Nhâm và Diệp Phàm đối đầu nhau. Ông ta đã làm ngư ông thành công, tuy nhiên, không thể tránh được mắt thần của bí thư Nhậm. Tự nhiên được hóa giải khéo léo, cho nên, tôi cho rằng phó chủ tịch tỉnh Phong Hồ Ninh sẽ rất buồn bực. Trương Kiệt cười nói. Ừ, nên đồng chí nghĩ muốn trở thành kẻ thứ ba thôi cũng bình thường. Nhậm Thời Mãn gật gật đầu, tuy nhiên, cậu nói, anh ta muốn trở thành kẻ thứ ba, vậy sẽ lựa chọn ai để hợp tác đây? Dương Chí Thăng kia cũng có chút kỳ lạ, nghe nói người này không thể nào đối phó được Diệp Phàm. Đã nhiều lần đấu với Diệp Phàm ở thành phố Hạng Nam, tuy nhiên, đều thất bại. Tôi chắc chắn trong lòng ông ta sẽ cháy mạnh. Bí thư Nhậm có thể ra tay thu nạp người này hay không? Tuy nhiên, cũng sẽ rất khó khăn, Trương Kiệt nói. Cây súng này rất sắc nhọn, không cẩn thận cũng sẽ tự làm mình bị thương. Người này là bí thư thành phố Hạng Nam, không phải dễ dàng cúi mình như vậy. Nếu anh ta muốn hợp tác cùng tôi, anh ta vẫn còn chưa đủ phân lượng. Tuy nhiên, người này thực sự có thể hợp tác cùng với Phong Hồ Ninh. Hai người ở cùng một tỉnh, việc hợp tác là có cơ sở. Nhậm Thời Mãn gật đầu nói. Mà mỗi tỉnh có thể trở thành một phe, ví dụ như, tỉnh Điền Nam có ba đồng chí sẽ cùng hợp tác với nhau. Quốc Tư ủy có hai đồng chí cũng phối hợp với nhau. Loạn nhất tôi nghĩ chính là tỉnh Thiên Vân. Tập đoàn Hoành không có ba đồng chí, Diệp Phàm, Dương Chấn Đông cùng với Cung Chí Quân ba người này là một, ngoài trừ Lam Tổn Quân của Hạng Nam. Còn thật ra Dương Chí Thăng không có người cùng hội cùng thuyền, đành phải kết nhóm với đồng chí Phong Hồ Ninh. Trương Kiệt nói, cậu đã quên một đồng chí, anh ta chính là đồng chí Kiều Báo Quốc. Nghe nói anh ta có quan hệ đặc biệt với Diệp Phàm, phỏng chừng người này sẽ gia nhập vào phe của Diệp Phàm. Như vậy xem ra, phe Diệp Phàm sẽ nắm giữ 5 phiếu, căn bản là không rõ ràng, thực lực của hắn là hùng hậu nhất. Nhậm Thời Mãn nói, mặt trở nên có chút u ám. Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên, tôi thấy điệu bộ Dương Chấn Đông kia có vẻ như cây cỏ thôi. Hôm nay có vẻ không thực sự quyết tâm đi theo Diệp Phàm. Có thể nghĩ biện pháp để kéo anh ta sang được không, như vậy có thể tạo ra sự chia rẽ làm giảm hiệu quả của tập đoàn Diệp Phàm. Trương Kiệt nhìn bí thư, thực ra anh ta còn một người tham mưu. Hơn nữa, đang là cán bộ. Ừ, Tiểu Trương, tôi nhìn không ra, cậu nhận xét vậy thật là hợp lý. Hoàn toàn đủ tư cách để làm tránh văn phòng ủy ban quản lý. Nhậm Thời Mãn cười nói. Cảm ơn bí thư Nhậm đã khích lệ, tuy nhiên, muốn làm chủ nhiệm văn phòng, tôi còn phải học hỏi nhiều. Bởi vì, tôi vẫn muốn đi theo phục vụ bí thư Nhậm. Vẻ mặt Trương Kiệt kính cẩn. Không thể đi lên ngay được đâu, còn phải từ từ quan sát đã. Cuộc họp hôm nay tôi muốn thử mọi người một chút. Phản ứng vẫn là khá mạnh mẽ. Nhậm Thời Mãn bấm vào huyệt trên thái dương, dường như là bị đau. Bí thư Nhậm, nhất định chuyện văn phòng có phần khó giải quyết. Nếu như định ở tập đoàn Hoành không, chúng ta sẽ khá phải chịu nín nhịn. Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Diệp Phàm đang vi phạm điều tối kỵ của quan trường. Đây là hắn đang khiêu chiến mọi người,
muốn thể hiện quyền uy là chủ nhân của tập đoàn Hoành Không. Tôi nghĩ phải kiên quyết chèn ép, bằng không, cái đuôi sẽ ngày càng lớn lên. Trương Kiệt giận dữ. Đừng lo lắng, đồng chí Diệp Phàm sắp xếp như vậy không chỉ riêng một mình tôi không thoải mái, mà còn có rất nhiều đồng chí đều không phục. Đến lúc đó, oán hận có thể khiến hắn rơi từ tầng 4 xuống. Nhậm Thời Mãn cười nói. Ừ, nói về địa vị ở Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân, chắc chắn Diệp Phàm xếp sau Phong Hồ Ninh. Tin chắc rằng trong lòng đồng chí Phong Hồ Ninh sẽ bất mãn. Còn đồng chí Nạp Mãi Đề Lâm cũng là người có uy tín ở nhà máy cơ giới Trung Hoa. Còn có trợ lý tự ủy ban quốc tư, Điền Nam, chắc chắn trong lòng trợ lý Môn cũng không thoải mái. Trương Kiệt nói, buổi sáng ngày hôm sau, các thành viên trong bộ máy đều tới trụ sở chính của tập đoàn Hoành Không xem văn phòng của mình. Bề ngoài nhìn tất cả mọi người đều hòa hợp êm thấm. Không tồi không tồi, đồng chí Khổng Ý Hùng sắp xếp rất cẩn thận. Phó Chủ tịch tỉnh Phong vừa xem phòng, vừa cười nói. Ừ, đúng là không tồi. Chúng ta gắn bó với đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Thiên Vân. Vẻ mặt Nhậm Thời Mãn vui vẻ nói. Tôi thấy trong lời nói này có chút khó hiểu bí thư Nhậm à, muốn gắn bó tất cả mọi người phải gắn bó với anh mới được. Phong Hồ Ninh cười nói. Chương 3374, tham dự cạnh tranh. Nói kiểu gì vậy, tôi mới từ trên xuống. Mà tổng bộ tập đoàn Hoành Không này nằm ở địa bàn tỉnh Thiên Vân là chủ, chúng tôi có phải đứng sang bên anh không? Và lại. Đồng chí Khổng Ý Hùng là cấp dưới của anh Nhậm Thời Mãn cười nói. Chủ tịch tỉnh Phong, cấp dưới của anh đúng thật là hiểu lòng người. Phỏng chừng là sợ anh đi cầu thanh bộ mệt nhọc, nên sắp xếp cho ở tầng 2 đấy mà. Bản thân cậu ấy muốn leo lên tầng 4, cấp dưới có thể suy nghĩ cho lãnh đạo như vậy, tôi thật sự rất hâm mộ chủ tịch tỉnh Diệp đấy. Có một cấp dưới tốt như vậy thật là tốt, Bành Nhất Khởi tự ủy ban quốc tư vừa nói, Phong Hồ Ninh liền muốn xông lên đấm cho ông ta một nhát. Tuy nhiên, Phong Hồ Ninh vẫn mỉm cười nói, đúng đúng, chúng ta đều hâm mộ đồng chí Diệp Phàm. Tuy rằng tôi cũng là lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng đồng chí Khổng Ý Hùng là cấp dưới trực tiếp của đồng chí Diệp Phàm. Hơn nữa, đồng chí Ý Hùng cũng là suy nghĩ đến tuổi tác của thành viên bộ máy Ủy ban Quốc tư, các đồng chí cũng không còn trẻ tuổi nữa. Đương nhiên, trừ đồng chí Diệp Phàm ra, mà người cậu ấy thông cảm nhất chính là Bí Thư Nhậm rồi. Bí Thư Nhậm là nhân vật số 1 của Ủy ban Quốc tư. Chúng tôi đều là cấp dưới của anh. Đồng chí Ý Hùng dù sao cũng phải suy nghĩ thế nào để tiện lợi cho anh trước, có đúng không? Phong Hồ Ninh đáp trả lại Nhậm Thời Mãn, khiến ông ta tức giận nghiến răng. Hai, văn phòng của chúng ta ở đây, mà văn phòng của thành viên bộ máy đảng ủy tập đoàn Hoành Không nghe nói ở lầu 4. Vậy về sau như đồng chí Cung Chí Quân, Dương Chấn Đông đều ở lầu 4. Chúng ta có việc gì thì đi bộ lên, như vậy cũng là cơ hội rèn luyện sức khỏe mà. Dương Chí Thăng cười nói, đi cầu thang bộ là phương pháp rèn luyện sức khỏe tốt nhất mà, cũng giống như leo núi vậy, có đúng không nào? Bành Nhất Khải cười nói, các vị lãnh đạo chê cười tôi rồi, Ý Hùng đâu dám để các vị lãnh đạo mệt nhọc, chủ tịch tỉnh Diệp nói rồi, về sau có chuyện gì các vị lãnh đạo gọi điện qua, thành viên bộ máy tập đoàn Hoành Không đều sẽ đến hậu mệnh. Chủ tịch tỉnh còn nói, việc này bao gồm cả anh ấy, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi chỉ thị của cấp trên. Cũng là vì nhân dân phục vụ thôi. Khổng Ý Hùng cười nói. Ha ha, đồng chí Ý Hùng nói hay lắm, đều là vì nhân dân phục vụ. Giọng nói của Diệp Phàm từ trên cầu thang tuyển xuống. Vừa mới nhận được chỉ thị của lãnh đạo một bộ hai tỉnh, yêu cầu bộ máy ủy ban quản lý chúng ta hãy nhanh chóng xây dựng ngành trung tâm lên. Ví dụ, văn phòng ủy ban quản lý, ban tuyên truyền, ban bảo vệ phải nhanh chóng để ủy ban quản lý đi vào quỹ đạo, thời gian không đợi người mà. Thành lập là được. Tuy nhiên, việc lựa chọn nhân viên, bổ nhiệm chức vụ do ai phụ trách? Lãnh đạo có chỉ thị, do tập thể bộ máy đảng ủy ban quản lý quyết định. Diệp Phàm mỉm cười đưa tài liệu qua, Khổng Ý Hùng sau khi nhận được liền phát cho mọi người. Các vị lãnh đạo, chủ tịch tỉnh Diệp có giao cho chúng tôi, cho nên chúng tôi đã làm một phòng nhỏ trên tầng 2 làm phòng họp. Khổng Ý Hùng nói, đương nhiên, điều kiện đơn sơ một chút, chưa kịp trang trí gì cả. Vậy chúng ta đi lên phòng họp mới ngồi một chút, tiện thể xem tài liệu này. Nhậm Thời Mãn cười nói. Các ủy viên thong thả đi lên phòng họp. Sau khi ngồi xuống liền mở tài liệu ra. Xem xong, Nhậm Thời Mãn vẻ mặt nghiêm túc nói, từ tài liệu có thể thấy, ý của lãnh đạo cấp trên là phải tinh giản cơ cấu khu kinh tế, không thể để như cơ cấu chính phủ, như vậy quá nhiều lãng phí. Mà việc bố trí một số cơ cấu phải tiến hành theo giai đoạn.
trước mắt quan trọng nhất chính là xây dựng ra những ban trực thuộc cần thiết. Ví dụ văn phòng khu kinh tế, ban tuyên giáo, bảo vệ tròn nhan viên thì chọn trong phạm vi tương ứng của khu kinh tế. Đúng vậy, lãnh đạo cấp trên đồng ý để người phụ trách các ban trực thuộc của khu kinh tế Hoành Không là cấp phó giám đốc sở. Về việc này cũng nói rõ rồi, tuy rằng ban ngành trực thuộc của Hãng Nam và Giang Hoa là cấp giám đốc sở, nhưng ban ngành trực thuộc của Hoành Không và tập đoàn cơ khí TQ lại là tiêu chuẩn phó giám đốc sở tham chiếu. Mà khu kinh tế còn quản lý hai tập đoàn này, cho nên người phụ trách bắt buộc phải là cấp phó giám đốc sở. Bằng không, không thể quản lý được. Cấp trên còn có chỉ thị rõ ban ngành trực thuộc, ví dụ như chủ nhiệm văn phòng cấp phó giám đốc sở ủy ban quản lý khu kinh tế chúng ta chỉ có quyền kiến nghị chứ không có quyền quyết định. Từ tài liệu mà Quốc vụ viện gửi xuống có thể thấy được, ban ngành cấp trên chủ yếu của ủy ban quản lý khu kinh tế là tỉnh Thiên Vân. Cho nên, việc miễn nhiệm đối với những đồng chí cấp phó giám đốc sở này phải do ban tổ chức tỉnh ủy Thiên Vân quyết định. Mà tỉnh Điền Nam và ủy ban quốc tư chỉ cần lập hồ sơ là được. Cái này giúp bớt đi các đầu mối quản lý, dẫn đến cãi cọ nhau. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, liên quan đến việc miễn nhiệm đối với các đồng chí cấp phó giám đốc sở sẽ do ban tổ chức trực thuộc khu kinh tế phụ trách. Cho nên, ban tổ chức khu kinh tế cũng phải thuộc nhóm ban ngành xây dựng đầu tiên. Tuy nhiên, ban tổ chức này không phải nhỏ, người phụ trách phải do một tỉnh hai bộ quyết định. Còn nhân viên thì chủ yếu chọn trong tỉnh Thiên Vân, nhưng tỉnh Điền Nam và ở bộ cũng phải có cán bộ tương ứng tham gia. Ủy ban quản lý không vận hành được, thể hiện hiệu lực làm việc của chúng ta. Tôi nghĩ, lãnh đạo cấp trên không muốn nhìn thấy một bộ máy ủy ban quản lý lại trầm lắng, thiếu sức sống như vậy. Mà các đồng chí ủy viên đều có hàng đống việc của mình phải làm, cho nên phải sớm thực hiện mới được. Nhậm Thời Mãn vẻ mặt nghiêm túc nói. Bí thư Nhậm, nói đến vấn đề này tôi muốn nhắc đến một chuyện, là một việc quan trọng đối với khu kinh tế Hoành Không chúng ta trong thời gian đầu thành lập. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm, nếu là việc lớn thì mời anh trao đổi với các đồng chí ở đây một chút. Nhậm Thời Mãn gật gật đầu. Việc xây dựng cảng Tân Môn cần một số lượng máy móc thiết bị rất lớn, mà cạnh tranh thì khoảng 10 ngày nữa là bắt đầu rồi. Mà việc tuyển chọn các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh thì 5 ngày nữa là tiến hành. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt là quyết định nhân viên tham dự cạnh tranh. Còn về doanh nghiệp tham dự cạnh tranh thì đã quyết định rồi, là tập đoàn Hoành Không và tập đoàn cơ khí TQ cùng liên thủ tham dự. Lần cạnh tranh này sẽ liên quan đến lợi ích thiết thân của cả hai tập đoàn lớn này. Bởi vì máy móc mà cảng Tân Môn cần có số lượng rất lớn. Nếu như có thể giành được thắng lợi, thì đơn hàng sẽ không dưới 1 tỷ mấy, thậm chí còn hơn. Diệp Phàm nói, khu kinh tế thành lập rồi, đương nhiên cũng phải làm ra được thành tích. Việc này hai tập đoàn đang ngồi với nhau bàn bạc chưa? Nhậm Thời Mãn hỏi, ngồi thương lượng với nhau rồi, hôm đó tôi và đồng chí Cung Chí Quân cùng ngồi với Bí Thư Nạp và Tổng Giám đốc Kiều thương lượng rồi. Cuộc cạnh tranh này do hai tập đoàn cùng cử người tham dự. Còn bên tập đoàn Hoành Không là do đồng chí Cung Chí Quân và Trần Viên Kiều dẫn đầu. Đương nhiên, tổng bộ công ty cũng sẽ sắp xếp những đồng chí liên quan tham dự. Diệp Phàm nói. Còn tập đoàn cơ khí TQ, tình hình thế nào thì xin mời Kiều Tổng trình bày. Về việc chọn người tham dự cạnh tranh, tôi đã thương lượng với Bí Thư Nạp và Ủy viên Đảng ủy tập đoàn, nhân viên thì cũng như tập đoàn Hoành Không, còn người phụ trách chủ yếu là TPPO. Kiều Báo Quốc nói. Tập đoàn Hoành Không và cơ khí TQ là hai tập đoàn độc lập, tuy rằng đều là trực thuộc khu kinh tế, nhưng không phải là một tập đoàn. Mà tham dự cạnh tranh chắc chắn phải có sự phân biệt chủ thứ. Nếu hai tập đoàn mà không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu thì sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Tôi cho rằng nên định ra chủ yếu và thứ yếu trước đã. Các đồng chí, bất kể làm việc gì thì cũng cần phải có một đồng chí nắm giữ ấn soái có đúng không? Nếu không đến lúc đó không có người gánh vác trách nhiệm. Nếu việc cạnh tranh lần này là một đại sự đầu tiên của Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế sau khi thành lập thì chúng ta phải hết sức coi trọng, làm cho thật đẹp. Nhậm Thời Mãn nói, đúng vậy, tuy rằng thành viên tham gia cạnh tranh đến từ tập đoàn khác nhau, nhưng trước mắt phải có người phụ trách nhóm này. Nếu không rất khó tập hợp sức mạnh, rồi sau này lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Dương Chí Thăng nói, đồng chí Diệp Phàm, ý của anh thế nào? Nhậm Thời Mãn tỏ ra khách khí. Thật ra Diệp Phàm cũng cảm giác được chuyện này phỏng chừng còn gặp một phen trắc trở. Lần này cạnh tranh chủ yếu ở phương diện máy móc, mà tập đoàn Hoành Không tuy rằng cũng có một công ty con sản xuất những thiết bị này. Nhưng, từ hiện trạng của tập đoàn Hoành Không mà nói, về nghiệp vụ so với tập đoàn cơ khí TQ vẫn có sự chênh lệch nhất định.
nguyên nhân thì tôi không dài dòng, các vị ngồi đây đều biết. Tập đoàn cơ khí TQ là một tập đoàn lớn sản xuất thiết bị máy móc, còn của Hoành không chỉ là một công ty con, cho nên, tổ trưởng của tổ tham dự cạnh tranh này nên giao cho đồng chí Kiều Báo Quốc là thích hợp nhất. Còn tổ phó là đồng chí Cung Chí Quân, và thành viên có đồng chí Trần Viên Kiều Diệp Phàm nói. Chương 3375, khởi đầu tốt đẹp. Ha ha, do đồng chí Kiều Báo Quốc giữ ấn soái cũng rất thích hợp. Tuy nhiên, đồng chí Báo Quốc trước kia công tác ở cơ cấu chính phủ. Mới được điều đến xí nghiệp công tác chưa được 3 tháng. Đối với phương diện máy móc, phỏng chừng chuyên môn của đồng chí ấy không thể bằng được các đồng chí phụ trách lâu năm. Đương nhiên, ý tôi không phải nói là đồng chí Báo Quốc không am hiểu về phương diện này. Mà chỉ là so với các nhân sĩ chuyên nghiệp khác còn khiếm khuyết chút ít mà thôi. Và lại cuộc cạnh tranh lần này là một việc lớn, nhất định phải thành công. Bành Nhất Khải nói. Ha ha, đúng là như thế, tôi không thể không thừa nhận. Tuy nhiên, đồng chí Bành cho rằng những nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây là ai? Có thể nói rõ chút được không? Nếu không chúng ta sẽ không tìm ra được nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy đâu. Kiều Báo Quốc cười nói. Nếu phải nói cái này thật sự tôi không thể nói ra nhân sĩ cụ thể được, dù sao, tập đoàn Hoành Không và cơ khí TQ nhân tài thế nào thì tôi không hiểu rõ lắm. Tuy nhiên, những điều tôi nói là sự thật. Bành Nhất Khải nói, hai người dần dần có chút mùi thuốc súng rồi. Không biết thì còn nói làm gì, đây không phải là vô nghĩa sao? Kiều Báo Quốc hừ nói. Đồng chí Báo Quốc, tôi chỉ nói đến phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp của hai tập đoàn mà thôi, chứ những lời tôi nói có lời nào không phải sự thật. Điểm này đồng chí Báo Quốc liệu có tán thành hay không? Đây là chính miệng anh nói mà, chính miệng anh thừa nhận rồi thì chúng ta ngồi đây cùng thảo luận một chút, xem chọn ra người chuyên nghiệp như thế nào có phải không? Bành Nhất Khải hừ lạnh nói. Hơn nữa, tôi không hiểu không có nghĩa là các đồng chí ngồi đâu cũng không hiểu có đúng không? Cách nói của Bành Nhất Khải căn bản là để tâm vào chuyện vụn vặt, vị trí chủ soái của tổ cạnh tranh này chỉ là treo để đấy mà thôi, còn công việc cụ thể đương nhiên phải do những người chuyên nghiệp sắp xếp, tác dụng của người nắm vị trí chủ soái cũng không phải là lớn lắm. Theo cách nói của Bành Nhất Khải thì chính là phản đối việc Kiều Báo Quốc làm tổ trưởng. Ha ha, nhân tài ở phương diện này đương nhiên là có. Nếu như không có thì hai tập đoàn chúng ta sao phát triển được. Tuy nhiên, ở trong tổ cạnh tranh cũng phải sắp xếp những nhân tài rồi. Ví dụ như tập đoàn cơ khí TQ, đồng chí Giang Tùng Lâm chính là nhân tài ở phương diện này. Còn đồng chí Trần Viên Kiều của tập đoàn Hoành Không cũng là một cao thủ của lĩnh vực này. Có sự phối hợp với bọn họ, vấn đề của đồng chí Kiều Báo Quốc không phải quá lớn. Mà đồng chí Kiều Báo Quốc từng công tác ở hệ thống chính phủ, năng lực cũng thể hiện ra phong cách đại soái. Người phụ trách cũng không nhất thiết phải là nhân tài chuyên nghiệp của phương diện này có đúng không? Như Bí Thư Nạp chẳng hạn, ông ấy là nhân vật số 1 của tập đoàn cơ khí TQ. Nhưng chuyên môn về máy móc của Bí Thư Nạp liệu có cao hơn những nhân sĩ chuyên nghiệp hay không? Ngay như tôi chẳng hạn, tôi là Bí Thư kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Hoành Không, mà cấp dưới của tập đoàn Hoành Không rất nhiều, nghiệp vụ cũng rất rộng, chẳng lẽ tôi phải là chuyên gia của các phương diện đó hay sao? Nếu như vậy thì chẳng ai làm được đâu. Diệp Phàm cười nói, trong nụ cười có dấu đao. Nếu hai đồng chí Giang Tùng Lâm và Trần Viêm Kiều là vừa nhân tài của phương diện này vừa là lãnh đạo thì tại sao không chọn một trong hai người bọn họ làm người đứng đầu? Dương Chí Thăng đột nhiên giật một phát súng. Ha ha, cái này gọi là thể hiện tính nghệ thuật của lãnh đạo mà. Những doanh nghiệp tham dự cạnh tranh khác cũng là do Tổng Giám Đốc tự mình nắm giữ ấn soái, chúng ta đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Như vậy là để thể hiện sự coi trọng đối với cuộc cạnh tranh lần này. Độ coi trọng, chắc đồng chí Chí Thăng hiểu rõ chứ. Diệp Phàm bình tĩnh nói, việc này Kiều Báo Quốc là đương sự, không tiện nói, đành phải dựa vào cậu em rể này. Đồng chí Giang Tùng Lâm và Trần Viên Kiều không phải là lãnh đạo sao? Hai người này đều là phó tổng giám đốc, quá đủ tư cách rồi. Dương Chí Thăng cười lạnh nói, lãnh đạo cấp bậc càng cao càng thể hiện sự coi trọng. Lần cạnh tranh này chúng ta nhất định phải giành thắng lợi, để tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho khu kinh tế. Diệp Phàm nói, chủ tịch tỉnh Diệp cho rằng hai đồng chí kia không được. Dương Chí Thăng đúng là rất âm hiểm, lời này khiến cho Diệp Phàm rất khó trả lời. Đột nhiên Nạp Mãi Đề Lâm nói, đồng chí Lâm tuy là phó tổng của tập đoàn cơ khí TQ, cũng có kiến thức sâu về phương diện máy móc này. Tuy nhiên, điểm thiếu chính là đại khí của người giữ ấn soái. Còn đồng chí Báo Quốc vừa đến tập đoàn cơ khí TQ không lâu, ý của đảng ủy tập đoàn là cho cậu ấy một thể nghiệm thực địa, để tăng cường ý thức cạnh tranh của xí nghiệp.
dù sao công tác ở doanh nghiệp và công tác bên chính quyền hoàn toàn khác nhau. Thực nghiệm nhiều hơn một chút có lợi cho việc dẫn dắt doanh nghiệp càng ngày càng huy hoàng hơn. Tự ý của Nạp Mãi Đề Lâm đương nhiên là muốn Kiều Báo Quốc có thể làm tổ trưởng của nhóm cạnh tranh lần này. Nếu như thành công, có công thì tập đoàn cơ khí TQ cũng chiếm phần lớn. Còn ông tuy không đích thân tham gia nhưng cũng cảm thấy vinh dự. Từ khi Diệp Phàm xuống, tập đoàn cơ khí TQ luôn bị tập đoàn Hoành Không chèn ép, Nạp Mãi Đề Lâm đương nhiên cũng muốn lấy lại chút thể diện. Ha ha, mặt thành viên tham DJW là đồng chí Diệp Phàm quản lý, tôi thấy không cần thiết phải thảo luận ở cuộc họp đảng ủy này. Chỉ cần quyết định nhân sự rồi báo lên trên là được rồi. Nhậm Thời Mãn cười nói. Dương Chí Thăng nghe thấy liền uất nghẹn, bí thư Nhậm, cấp trên yêu cầu chúng ta xây dựng một số ban quan trọng. Tôi thấy nhân sự của văn phòng ủy ban quản lý nên được xây dựng đầu tiên. Nếu không, thu được tin tức gì sẽ không thông báo kịp thời cho các đồng chí lãnh đạo được. Nếu cứ để thư ký Trương làm mãi thì cũng phiền phức có đúng không? Phong Hồ Ninh đột nhiên nói ra việc này. Đúng vậy, văn phòng rất quan trọng. Hơn nữa sớm định ra chủ nhiệm văn phòng cũng dễ dàng cho ủy ban quản lý triển khai công tác hơn. Diệp Phàm bổ sung một câu, hai người liên thủ ép Nhậm Thời Mãn. Ha ha, hôm nay vừa nhận được chỉ thị cấp trên. Nhân viên hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm, nếu hôm nay quyết định thì hơi nóng vội. Tuy nhiên, các đồng chí có ý kiến gì thì xin mời đề nghị trước. Nhậm Thời Mãn cũng không phải cây đèn cạn dầu, biết tránh không thoát, mà trốn thì lại thể hiện mình không có năng lực. Nhưng ông ta cũng là vì sau này dễ làm. Hơn nữa, ông ta biết nếu như hôm nay quyết định thì mình chắc chắn sẽ thua. Chức chủ nhiệm văn phòng này phải giành bằng được, Nhậm Thời Mãn đưa Trương Kiệt xuống cũng chỉ có mục đích như thế. Ha ha, nếu bí thư Nhậm đã nói vậy thì để sau đi. Phong Hồ Ninh cười nói, vẻ mặt thân thiết. Tan họp, Diệp Phàm cùng mấy người Nạp Mãi Đề Lâm, Kiều Báo Quốc cùng ngồi với nhau để quyết định người đi Tân Môn tham dự buổi cạnh tranh. Sáng sớm hôm sau, Kiều Báo Quốc dẫn người đi thẳng Tân Môn. Buổi tối, tại một quán rượu nhỏ ở thị trấn Hoành Không, hai người Nhậm Thời Mãn và Bành Nhất Khải của Ủy ban Quốc tư ngồi với nhau. Hai người này sao lại ngồi với nhau? Nếu như Diệp Phàm trông thấy nhất định sẽ rất kinh ngạc. Thật ra, Bành Nhất Khải cũng là người được Nhậm gia nâng đỡ. Lần này Nhậm Thời Mãn xuống, biết chức bí thư này không dễ làm. Cho nên phải có cơ sở, đó chính là Bành Nhất Khải. Ít nhất còn có người kiên định ủng hộ mình. Lão Nhậm, đảng ủy này thật phức tạp. Bành Nhất Khải thở dài, bình thường hai người này cũng khá thân thiết, xưng hô cũng tùy tiện. Chuyện này tôi cũng nghĩ tới rồi, Diệp Phàm là địa chủ ở đây, hắn tất nhiên không phục tôi rồi. Mà Phong Hồ Ninh từ tỉnh Thiên Vân, coi như là nửa địa chủ. Ông ta không phục Diệp Phàm, nhưng cũng muốn bắt nạt tôi. Người nào cũng muốn làm chủ, chuyện phiền toái đương nhiên phải nhiều rồi. Nhậm Thời Mãn bình tĩnh nói. Trước mắt vấn đề quan trọng nhất của chúng ta chính là đồng chí quá ít, phải nhanh hành động. Nếu không, không thể chiếm được ưu thế đâu. Hôm nay Phong Hồ Ninh đưa ra vấn đề chọn người vào vị trí chủ nhiệm văn phòng, ông cảm thấy kỳ quái không? Bành Nhất Khải hỏi, tôi cũng cảm thấy tâm cơ người này khó đoán lắm, theo lý mà nói nếu như sáng nay thảo luận vấn đề chọn chủ nhiệm văn phòng. Nhậm Thời Mãn tôi không thể chiếm được ưu thế, Phong Hồ Ninh cũng chẳng nắm chắc được điều gì. Mà người đắc lợi chính là Diệp Phàm. Ông ta tại sao lại đưa ra đề nghị ngu xuẩn như vậy? Nhậm Thời Mãn nói, trước mắt đảng ủy sẽ ủng hộ Diệp Phàm nhiều hơn một chút. Những điều này là vì hắn là người khởi xướng cho khu kinh tế Hoành Không mà. Mà tỉnh Thiên Vân cũng ủng hộ hắn, hơn nữa đồng chí cao nhất thiên của Ủy ban Quốc tư cũng phụ họa, cho nên việc chọn người này giao cho cấp dưới, cho Diệp Phàm quyền lực rất lớn. Có quyền lực đương nhiên là hắn sẽ dùng. Ba người của tập đoàn Hoành Không gia nhập ủy ban quản lý khu kinh tế chắc chắn cũng phải có bàn tay của Diệp Phàm. Nghe nói lúc sơ tuyển có đề nghị lên tỉnh ủy 4 người, cuối cùng tay cốt cán là Ngũ Vân Lượng bị gạt ra. Nếu không, thực lực của Diệp Phàm sẽ càng mạnh hơn. Phỏng chừng tỉnh Thiên Vân cũng không muốn nhìn thấy ủy ban quản lý bị Diệp Phàm nắm trong tay ngay từ đầu. Bành Nhất Khải nhấp một ngụm rượu nói. Chương 3376, khởi động sớm. Suy tính của tỉnh ủy Thiên Vân rất nhiều, những đồng chí lão thành đều là những con cáo giả thành tinh. Có trời mới biết trong đầu họ nghĩ cái gì, mà sự ủng hộ của đồng chí Ninh Chí Hòa đối với Diệp Phàm là rất lớn. Trước mắt đối thủ lớn nhất của chúng ta là Diệp Phàm, còn Phong Hồ Ninh thì chẳng đáng ngại lắm. Cho nên, tạm thời có thể hợp tác với Phong Hồ Ninh một chút. Nếu không, tạm thời chúng ta không có khả năng dùng lực đối với Diệp Phàm. Nhậm Thời Mãn thần tình có vẻ lo lắng.
trước mặt Bành Nhất Khải, Nhậm Thời Mãn thường không giấu cảm xúc của mình. Sức mạnh của bên Diệp Phàm là rất lớn, mấy người đó ai cũng có khả năng. Bành Nhất Khải nói, việc chọn chủ nhiệm văn phòng không thể kéo dài được nữa, mà ý của cấp trên là chúng ta đề cử người. Điều này, phỏng chừng lại là vở kịch của đồng chí Phong Hồ Ninh rồi. Nếu do tỉnh ủy bổ nhiệm trực tiếp thì dễ giải quyết, chỉ cần lo mấy đồng chí bên tỉnh ủy là xong ngay. Tuy nhiên đằng này lại do cấp dưới đề cử lên trên, chúng ta tạm thời rất khó để giới thiệu Trương Kiệt lên. Ninh Chí Hòa rõ ràng là muốn người của Diệp Phàm lên vị trí chủ nhiệm văn phòng này rồi, ông ta như vậy chẳng khác nào đánh vào cột sống của tôi. Nhậm Thời Mãn tôi làm bí thư đảng ủy ban quản lý, chức chủ nhiệm văn phòng này lại do Diệp Phàm khống chế thì bảo tôi triển khai công tác thế nào. Việc này tuyệt đối không thể để Diệp Phàm thực hiện được. Nhậm Thời Mãn nói đến đây, sát khí hiện rõ trên khuôn mặt. Chắc là họ tính sẽ đưa Khổng Ý Hùng lên đây mà. Bành Nhất Khải hừ lạnh nói. Tôi sẽ dùng quyền phủ quyết của bí thư để không cho Khổng Ý Hùng lên. Nhậm Thời Mãn nói. Đây cũng không phải là kế sách lâu dài, cấp trên thúc ép yêu cầu chúng ta nhanh chóng thành lập văn phòng ủy ban quản lý, có thể phủ quyết một lần, nhưng không thể phủ quyết nhiều lần được. Bành Nhất Khải nói. Vấn đề này tôi sớm nghĩ tới rồi, dùng quyền phủ quyết chỉ là tạm thời. Chúng ta chưa nghĩ ra cách gì hiệu quả để xử lý vi hệ này mà. Nhậm Thời Mãn chau mày. Liên thủ với Phong Hồ Ninh và các đồng chí bên Điền Nam là điều bắt buộc. Bành Nhất Khải nói. Buổi trưa ngày thứ ba, Cung Chí Quân gọi điện thoại đến, cười nói. Lần này đúng là may mắn. Ha ha, vận khí của chúng ta luôn tốt mà. Diệp Phàm cười nói. Ồ, việc này Chủ tịch tỉnh Diệp đã biết rồi. Xem ra có đồng chí đã báo cáo trước tôi rồi. Cung Chí Quân cười nói. Không có. Diệp Phàm cười. Là tôi đoán đấy, có phải thành phố Tân Môn kết đối tác với chúng ta, dùng việc đặt hàng cơ khí cần thiết trong xây dựng mở rộng thành phố để giúp đỡ chúng ta không? Hai, tôi đang vội vàng muốn báo cáo chuyện này với Chủ tịch tỉnh Diệp, vậy mà chuyện này Chủ tịch tỉnh Diệp đã sớm bày mưu nghĩ kế chu đáo như vậy rồi. Cung Chí Quân hiểu ra, Diệp Phàm đã giải quyết xong chuyện này rồi. Lúc này Cung Chí Quân mới chính thức có chút tâm phục Diệp Phàm. Sao có thể, vận khí chúng ta tốt thôi. Diệp Phàm cười sảng khoái. Đúng vậy, vận khí tốt, Thành ủy Tân Môn đã mở hội nghị đánh nhịp đối với chuyện này rồi. Nghe nói, Chủ tịch thành phố Lam và Bí thư Phượng nhất trí. Về việc này tại cuộc họp thường ủy căn bản không hề có chút gợn sóng nào. Cung Chí Quân cười nói. Biết việc này không những vì quan hệ của ba Lam Tồn Quân Lam Bình Phong. Mà nhân vật số một của Tân Môn Phượng Triều Phong kia mới là quan trọng. Cung Chí Quân không thể rõ được do dùng thủ đoạn nào để tác động tới nhân vật ủy viên cục chính trị như Phượng Triều Phong được. Xem ra, khu kinh tế Hoành Không đã kết đúng đối tác rồi có phải không đồng chí Quân? Diệp Phàm cười nói. Kết đúng cái con khỉ, còn không phải giao tình của anh sao? Trong lòng Cung Chí Quân bực tức, sau đó nói. Cuộc cạnh tranh sắp bắt đầu rồi, lần này thu hoạch của chúng ta chắc cũng không ít. Việc thành lập khu kinh tế Hoành Không này bước đã thành công. Tôi muốn chúc mừng Chủ tịch tỉnh Diệp trước một chút. Là mọi người vất vả, tôi chỉ ngồi trong nhà nghe báo cáo. Công việc chủ yếu vẫn là nhóm các cậu làm ra mà. Diệp Phàm nói giọng quan. Không lâu sau, Kiều Báo Quốc cũng gọi điện đến nói về chuyện này. Người này phỏng chừng rất hưng phấn, bởi vì gã chính là tổ trưởng của tổ cạnh tranh lần này. Buổi tối, Diệp Phàm lặng lẽ đi đến Chu Tước Sơn Trang. Xin lỗi, ban ngày công tác bận quá, không có thời gian đến chơi với mọi người. Diệp Phàm vẻ mặt xin lỗi nói với trưởng môn phái Hoa Sơn Tiêu Thanh Hồng. Không sao, Chủ tịch tỉnh Diệp là người bận rộn mà. Tiêu Thanh Hồng mặt đỏ, tùy ý nói. Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh Diệp, việc này có thể nắm chắc mấy phần. Hiện tại tôi cũng không thể khẳng định là nắm chắc mấy phần, nhưng, việc này đối với hai vị trưởng lão của phái các vị mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Mặc dù không thể nhanh chóng khôi phục thương thế, nhưng cũng không tổn thương đến bọn họ có phải không? Diệp Phàm nói, nếu không tin người như vậy thì đừng có đến nữa, để cho chúng tôi phí sức hao tâm chữa bệnh cho rồi còn chê này chê nọ như vậy nữa. Hồng Tà ngồi bên cạnh hừ lạnh nói, Hồng tiền bối, không phải chúng tôi không tin ngài, chủ yếu là chúng tôi lo lắng quá mà thôi. Tiêu Thanh Hồng thở dài, ha ha, lão phu hy vọng chờ đợi bảo kiếm tùy thân đã mấy chục năm. Cho dù vết thương có nặng hơn một chút cũng không sao. Nếu như có thể thành công thì không lâu nữa chúng ta có thể lên Đại Tuyết Sơn rồi,
tin rằng có sự tham gia của Hồng tiền bối và Lệ tiền bối, cơ hội của chúng ta sẽ nhiều hơn. Tiêu Dương Thiên cười nói. Thật ra ông ta cũng trạc tuổi Hồng Tà, thậm chí còn lớn hơn một chút. Nhưng Hồng Tà là một trong 11 người, danh tiếng lẫy lừng Tiêu Dương Thiên không so sánh được, cho nên còn kêu tiền bối. Địa điểm chúng tôi đã xem qua rồi, rất tốt, mà tiếng kêu ầm ầm của thác nước cũng là thủ đoạn che giấu rất tốt. Bằng không, tiếng động trong đêm rất dễ bị người khác phát hiện. Tiêu Sắt Nhất nói, các vị tiền bối đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Phàm hỏi, xong rồi. Mấy người đồng thanh nói, vậy thì xuất phát. Diệp Phàm vung tay lên, giống như một tướng quân dẫn binh vậy. Đoàn người lặng lẽ đi thẳng về phía ma quỷ bộc bên cạnh núi Thiên Thông Sơn. Thời điểm lượng mưa nhiều, tiếng thác nước ở ma quỷ bộc rất lớn, đây cũng là nơi đẹp nhất núi Thiên Thông. Để đảm bảo tính tinh khiết của nó, nên khi quy hoạch không tác động gì nhiều. Tuy nhiên vốn không có đường, hiện tại công nhân đang mở một con đường để đảm bảo an toàn cho du khách. Đương nhiên, để cho tiện, Bao Nghị đã điều nhóm công nhân kia đi. Đêm khuya, nơi này ngoài tiếng thác đổ rầm rầm thì không còn những âm thanh khác. Đoàn người Diệp Phàm đến nơi này, còn Mỹ Nhân Ngư đã sớm đến đây để tham quan thác nước. Tứ tượng trận cải tam tượng trận của Diệp Phàm hiện tại đã tương đối thành thục, hơn nữa sự phối hợp với Hồng Tà và Lệ Vô Nhai cũng vô cùng ăn ý. Đầu tiên là con rơi đem nội khí của ba người dung hợp lại, về sau là dịch thể của Tiêu Dương Thiên điều chế từ Yêu Xâm Vương. Không lâu sau khi dược lực hành khai, lại có sự tương trợ của nội khí. Trên đầu của Tiêu Dương Thiên khí trắng bốc lên. Một giờ sau Tiêu Dương Thiên thành công rồi. Cảm giác thế nào? Tiêu Thanh Hồng có chút lo lắng hỏi. Rất tốt, tôi cảm giác đã khôi phục được một nửa nội kinh lúc bình thường rồi. Tiêu Dương Thiên ha hả cười nói, một trường bổ về phía hồ nước, nhất thời nước trong hồ dựng lên hơn 10 thước. Mỹ Nhân Ngư đang vùng vẫy trong nước tức giận bổ nhào lên không trung, cắt tiêu chiếc quần của Tiêu Dương Thiên. Tiêu Dương Thiên sửng sốt, nhanh chóng lui về phía sau. Tuy nhiên, vẻ mặt cũng bừng bừng, bởi vì lão cảm giác được nguy cơ. Tuy nhiên lại không hiểu được nguy cơ từ đâu đến, mà lưng quần lại bị cắt đứt, nhất thời lộ ra quần đùi bên trong. Mọi người đều trợn tròn mắt, chỉ có Diệp Phàm trong lòng cười trộm. Hung hăng trừng mắt nhìn Mỹ Nhân Ngư một cái. Trưởng lão! Hiện tại ông khống chế nội kình vẫn chưa được tốt, dùng lực mạnh quá đúng không? Tiêu Thanh Hồng lo lắng hỏi. Ha ha, đã lâu không luyện nên hơi cứng tay, nhưng cứ luyện là tốt thôi. Tiêu Dương Thiên thực ra đã cảm giác được có cao thủ ẩn náu, nhưng tạm thời chưa phát hiện nên đành phải nói như vậy. Tuy nhiên, Mỹ Nhân Ngư đã sớm quay trở lại hồ nước rồi. Thật lâu sau, Tiêu Dương Thiên cười khổ lắc đầu, nhìn mọi người một cái, hỏi. Hồng tiền bối có cảm giác được trong hồ nước có tiếng động kỳ lạ không? Tiếng động kỳ lạ, không, tôi thấy ông thần hồn nát thần tính rồi đấy, có tiếng động gì lạ đâu. Hồng ta cười gượng một tiếng. Bởi vì lão già này cũng hiểu được, vừa rồi phỏng chừng là Mỹ Nhân Ngư dở trò quỷ, còn nhìn Diệp Phàm một cái, nhưng Diệp Phàm cũng chỉ cười cười. Xem ra, chắc là vì khôi phục công lực nên tôi có cảm giác mê loạn chút thôi. Tiêu Dương Thiên lắc đầu cười nói. Tiếp theo là hành động cho Tiêu Sắt Nhất. Tuy nhiên, vừa được một nửa dị trạng lại xảy ra. Giờ phút này tiếng thác nước đổ xuống phát tán ra một cách quỷ dị. Hình thành từng mũi tên nước, có cái to như cánh tay, nhưng cũng có cái chỉ như sợi lông, hàng mấy trăm cái bắn về phía đám người Diệp Phàm. Đừng có làm bừa nữa, không biết là tôi đang làm chính sự hay sao. Diệp Phàm tức giận, dùng truyền âm mật để giáo huấn Mỹ Nhân Ngư. Không phải tôi. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, tôi cũng không có năng lực để hình thành những mũi tên nước như vậy. Tôi chỉ biết dùng kéo cắt vài cái thôi. Giọng nói của Mỹ Nhân Ngư truyền đến tai Diệp Phàm, giống như thực sự ủy khuất. Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng nhìn xung quanh, còn Tiêu Dương Thiên dùng song trưởng để cản mũi tên nước. Bởi vì, Diệp Phàm và hai lão đang hành động cho Tiêu Sắt Nhất, nên không tiện ngăn cản. Bụp tương đương một tiếng giòn tan. Tiêu Dương Thiên đột nhiên bị mũi tên nước đánh bay đi mấy chục thước, còn Tiêu Thanh Hồng và cái phi dương đều bị đạp cho phải lùi lại mấy chục bước. Mà mũi tên nước đánh người xong, lại hội tụ lại với nhau, hình thành nên một cột nước lớn vây xung quanh Diệp Phàm mà đánh tới. Tránh mau! Đám người Tiêu Dương Thiên sợ ngây người, nhưng không kịp cứu viện. Diệp Phàm trở thành vật trung tâm, nếu hắn bị thương, phỏng chừng nội khí bị loạn, có thể sẽ đoạt mạng của Tiêu Sắt Nhất. Mỹ Nhân Ngư quên mình đánh tiếp. Xích,
Diệp Phàm nhìn thấy mỹ nhân ngư bị cột nước đánh xa cả trăm mét, trên người còn toát ra một chất lỏng màu xanh. Diệp Phàm biết, đó là máu của mỹ nhân ngư. Chương 3377, chắc chắn anh đã nợ tiền của người ta. Mẹ nhà mày chứ? Diệp Phàm tức giận đỏ mắt, vừa chuyển tay, dùng ba cỗ lực từ người thiêu sắt nhất kéo ra tấn công về phía cột nước. Thủy công đi ra, ba cỗ lực lớn lôi nước từ trong đầm lên hình thành nên một ngọn thương dài, to như chiếc đèn dầu đập về phía cột nước. Tiếng động quái dị truyền đến. Ngọn thương chỉ đi vào cột nước được chừng nửa mét rồi như bị một vật gì đó cứng rắn chặn lại. Ba người Hồng Tà, Lệ Vô Nhai và Diệp Phàm dồn lực cho ngọn thương bằng nước, nhưng vẫn không thể tiến vào sâu hơn. Nhất thời, hình như cầm cự được. Tiêu Dương Thiên chạy nhanh qua kéo Tiêu Sắt Nhất sang bên cạnh, nhưng vừa đến chỗ cách người Tiêu Sắt Nhất 10 thước, một cỗ lực truyền đến, ba tương đương mấy tiếng giòn tan. Cột nước phân ra hình thành nên một bàn tay liên tục tát vào mặt Tiêu Dương Thiên, mặt mũi lão già này nhất thời sưng vù. Cuối cùng ba tương đương vài tiếng, Tiêu Dương Thiên bị đạp cho bay xa cả trăm mét. Trả tiền cho ta, trả tiền cho ta. Lúc này truyền đến giọng nói lần trước của cô gái kia. Mọi người đều hướng mắt đến chỗ phát ra tiếng nói, nhất thời trợn tròn mắt. Vẫn là cô gái đêm hôm trước, nhưng lúc này cô gái mặc một bộ quần áo giống như con gái nông thôn, trên đầu gài bím tóc, đứng trên cột nước. Giống như một long nữ vậy. Tiền gì mà tiền, ông đây không biết cái gì cả. Diệp Phàm mắng. Trả tiền cho ta. Cô gái căn bản không phản ứng Diệp Phàm, vẫn tiếp tục nói câu đó. Cô gái, cô phải nói rõ một chút. Chúng ta không biết tiền gì cả. Hồng Tà trên đầu bốc khói trắng, thở hổn hển nói. Trả tiền cho ta. Cô gái hình như tức giận, đá một chân xuống cột nước. Nhất thời, cột nước tản ra, giống như hoa trên trời tung bay xuống. Ba tương đương. Nhất thời đám người Diệp Phàm đều bị ướt sũng. Vẫn là ba cỗ lực lớn hợp lại, dùng tám thành công lực để tấn công lại, nếu không, tất cả mọi người đều đã bị thương. Trả tiền cho ta. Cô gái tiếp tục hỏi, bọt nước vẫn tiếp tục bắn lên mọi người. Ha ha, cô gái này thật kỳ lạ, hình như vẫn còn thủ hạ lưu tình đối với mấy người, ta nói này Diệp Phàm, có phải ngươi nợ tiền cô ta thật hay không? Lúc này truyền đến tiếng cười nói của Lô Định Tông, hơn nữa khẩu khí còn như thể đang vui mừng trước nỗi đau của người khác vậy. Tiền bối, mau giúp một tay, nếu không, chúng tôi chắc mệt chết với cô gái này. Diệp Phàm vội nói. Rốt cuộc ngươi có nợ tiền của cô ta không? Lô Định Tông tiếp tục cười hỏi. Nợ cái gì mà nợ, tôi có tỷ mấy, đâu nợ tiền cô ta, đúng là vớ vẩn mà. Diệp Phàm hừ nói. Đúng là kỳ lạ, thôi được rồi, ta giúp cậu một phen. Sự trợ giúp này có thể sẽ tổn thất một thành hồn khí của ta. Lô Định Tông thở dài. Một luồng lực mạnh mẽ truyền đến, Diệp Phàm nhất thời cảm giác được trên người mình tràn ngập sức mạnh. Lần này đã dung hợp kinh lực của Lô Định Tông. Diệp Phàm một lần nữa ngưng tụ dồn lên ngọn thương nước, ba tương đương một tiếng. Lần này đã hiệu quả, quanh mình không khí đều đang run rẩy. Ngọn thương nước thế như trẻ tre, xuyên thấu lên cô gái đang đứng lên cột nước mà đi. Rầm. Diệp Phàm một chưởng đập qua, cột nước nhất thời bị đánh tan, còn cô gái kia phải lui lại mấy chục bước. Trong mắt cô ta hiện lên một tia sợ hãi, sau đó quay đầu lại. Rồi theo cột nước định tấn công lại. Người đánh ta, Hạ U, người đánh ta phải tìm người ca ca tốt kia. Cô gái bỗng khóc lên. Cuối cùng một chưởng đập vào mặt mà đến. Tiếng rầm lớn vang lên, cô gái bị đánh cho lui lại mấy trăm mét đập vào vách đá sau thác nước. Cô gái kêu khóc nói. Trả tiền cho ta, người đánh ta, ngươi là người xấu, ta muốn tìm người ca ca tốt. Sau mấy phút, không thấy bóng người đâu cả. Đúng là vớ vẩn. Tiền gì mà tiền, vớ vẩn. Diệp Phàm vuốt tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Phàm với ánh mắt kỳ lạ. Khụ khụ, Diệp tiên sinh, có nhiều không, phái Hoa Sơn chúng tôi vẫn còn tiền, có thể góp cho cậu mượn. Tiêu Dương Thiên ho khan vài tiếng, hỏi. Ông nghĩ tôi giống một con nợ lắm sao? Diệp Phàm có chút buồn bã nói. Diệp tiên sinh đương nhiên không thiếu tiền. Lần trước không phải vừa lấy đi 300 triệu từ phái chúng tôi hay sao? Tiêu Thanh Hồng châm chọc nói. Đó là vì các người đáng phải trả như vậy mà, nếu không phục thì lúc nào chúng ta luận bàn chút là được. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Tiêu Thanh Hồng sửng sốt, liền im miệng, mọi người của phái Hoa Sơn đều lộ vẻ phẫn nộ. Được rồi Thanh Hồng, đừng nói đến chuyện cũ nữa. Tiêu Dương Thiên cười nói.
đợi đến lúc vết thương của Tiêu Sát Nhất tốt hơn một chút thì trời đã sáng rồi. Hai bên cùng hẹn 2 tháng sau sẽ đi Đại Tuyết Sơn, Diệp Phàm sau đó trở về khách sạn. Quá kiêu ngạo, tên này kiêu ngạo quá mức rồi. Tiêu Tuế Tùng phẫn nộ nói. Kẻ nào nắm đấm mạnh thì kẻ đó có đạo lý, thử nghĩ xem, trong phái chúng ta liệu ai có thể đánh thắng được cô gái ngốc kia? Tiêu Dương Thiên hừ lạnh nói. Chẳng có ai cả, cô ta quá lợi hại. Diệp Phàm hợp lực của hai lão già mới đánh thắng được. Cô ta rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào chứ, thật đáng sợ. Cái Phi Dương bộ dáng phát hoảng nói. Đúng vậy, người ta có thể đánh thắng cô gái đó nên còn có tư cách để mà kiêu ngạo. Hai lão già đi theo Diệp Phàm các người cũng biết lai lịch rồi đấy, chúng ta một chọi một cũng chưa chắc đã thắng. Còn về cô gái ngốc kia, tôi nghi không chỉ là đạt tới tiên thiên đại viên mãn đâu. Tiêu Dương Thiên nói. Chẳng lẽ là bán niệm khí? Tiêu Sắt Nhất hỏi. Rất có thể. Tiêu Dương Thiên nói. Cô ta rốt cục là từ đâu đến, đúng là quá kỳ lạ. Diệp Phàm vừa ngồi xuống ghế trong đại sảnh liền buồn bực hỏi. Cậu thật sự không nợ tiền cô ta chứ? Hồng ta cũng dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn Diệp Phàm. Tôi nói này hai vị, đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn tôi, không phải tôi đã nói nhiều lần rồi sao? Diệp Phàm thực sự có chút khó chịu. Đúng là kỳ lạ, một cô gái Hàn Quốc, thân thủ cao như vậy, còn ngốc nghếch nữa chứ? Sao lại lợi hại hơn cả chúng ta nhỉ? Diệp Phàm không nợ tiền rồi, không phải nợ tình chứ? Lệ Vô Nhai nói. Tôi sẽ coi trọng cô gái ngốc này, tôi nói này Lệ tiền bối, ông dùng ánh mắt gì vậy? Diệp Phàm nhất thời phát hỏa. Ha ha, cô gái này trông cũng không ra sao cả, bị cô ta dính vào như vậy thì cũng phiền toái đấy. Cũng may mà có hai chúng tôi ở đâu, nếu không không biết đã có kết quả gì rồi. Hồng Tà nói, chắc Lô Định Tông cũng tương trợ cậu chứ, nếu không, ba chúng ta chắc cũng không đủ tầm. Cô ta ít nhất cũng phải đạt đến bán niệm khí. Trên đời này xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy, đúng là quỷ dị. Lệ Vô Nhai thở dài. Diệp Phàm gật đầu. Quả nhiên như vậy. Hồng Tà thở dài, vẻ mặt khá buồn bực. Vào ngày trôi qua, tất cả mọi thứ đều bình an. Mà Kiều Báo Quốc vội dẫn đoàn trở về, hơn nữa đồng thời lấy được đơn hàng 2 tỷ. Đương nhiên, Kiều Đại Anh Hùng trở về đã nhận được sự nhiệt liệt hoan nghênh. Khoe khoang cái gì chứ? Ô Vân Sơn của Điện Khí Tây Nam hừ lạnh nói, vẻ ghen ghét hiện rõ trên khuôn mặt, ai cũng có thể nhìn ra. Người ta có tư cách để khoe khoang mà, lần này Cơ Khí TQ và tập đoàn Hoành Không liên thủ giành được đơn hàng 2 tỷ. Mà Cơ Khí TQ chiếm 60%, lấy về đơn hàng 1,6 tỷ. Chỉ với số tiền đó thôi cũng đủ để bọn họ sản xuất một thời gian rồi. Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ một quý của Cơ Khí TQ. Tôi thấy liệu có phải dính đến tập đoàn Hoành Không hay không? Tuy rằng bề ngoài đó là công lao của Kiều Báo Quốc. Trên thực tế tôi thấy căn bản là không phải, nghe nói bên tân môn đầu tiên đã đặt đơn hàng mấy trăm triệu cho tập đoàn Hoành Không. Bởi vì, Hạng Nam trước kia chính là thành phố chi viện của tân môn. Hiện tại Hạng Nam quy về khu kinh tế Hoành Không, đương nhiên khu kinh tế được lợi. Cha của Lam Tồn Quân ở cảng tân môn, cha dùng quyền lực để cho con lập chiến tích là chuyện bình thường mà. Ô Vân Sơn nói. Chiến tích lần này không trực tiếp rơi lên người Lam Tồn Quân, phỏng chừng khu kinh tế nhất định sẽ bù đắp cho y. Sẽ ủng hộ Lam Tồn Quân ở một phương diện khác. Cố Hữu Toàn nói. Sau khi Kiều Gia Đại Viện nhận được tin tức này đương nhiên cũng vui mừng. Vợ của Kiều Báo Quốc là Tô Hương Linh vừa về nhà đã thông báo tin này cho mọi người. Nhìn thấy không, Báo Quốc vừa xuống đã đánh được một trận đẹp rồi. Vợ Kiều Viễn Sơn Diệp Dung cười nói. Ừ, tuy nhiên. Cũng không thể vì thế mà lên mặt được. Mà phải tiến thêm một bước nữa. Kiều Viễn Sơn nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói. Cái ông này, vẫn cứ cái giọng đấy. Báo Quốc giành được thành tích thì ông cũng được nở mày nở mặt chứ sao? Phải cổ vũ nó mới đúng chứ? Diệp Dung có chút bất mãn nói. Bà thì biết cái gù, chuyện lần này Diệp Phàm đã chiếu cố nó rất nhiều. Kiều Viễn Sơn hừ nói. Ba, lần này là Báo Quốc dẫn đội đi mà. Diệp Phàm ở tổng bộ chứ không đi tân môn, tại sao lại nói cậu ấy giúp đỡ chứ? Tô Hương Linh nói. Không đi tân môn, lúc nó đi phải để cho con nhìn thấy à? Con có biết chủ tịch thành phố tân môn Lam Bình Phong là cha của Lam Tồn Quân, bạn tốt của Diệp Phàm không? Được rồi, không nói nữa. Kiều Viễn Sơn khoát tay nói. Viễn Sơn, vậy ông không được bạc đãi Diệp Phàm. Trước kia chúng ta có thành kiến với nó, hiện tại đã là người một nhà, phải giúp nó mới được.
Nó cũng không dễ dàng, từ một người không có bối cảnh mà có được ngày hôm nay, thật không dễ dàng gì. Diệp Dung nói. Về sau, hai anh em nó còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Đúng vậy, ba. Tô Hương Linh cũng nói xen vào. Sự bày tỏ của Kiều gia đại viện không lâu sau đã đến rồi. Chương 3378, sự bày tỏ của Kiều gia. Hai ngày sau, em họ của Kiều Viễn Sơn, cũng chính là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Viễn Đông đồng chí Kiều Chính Hòa, cười nói. Chủ tịch tỉnh Diệp, đầu tiên chúc mừng cậu thăng quan, thời gian này bận quá nên hôm nay mới biết tin tức này, thật xin lỗi. Ha ha, cái này cũng bất ngờ mà. Diệp Phàm cười nói. Được thăng quan bất ngờ thì càng vui chứ sao? Kiều Chính Hòa cười nói, sau đó nói tiếp. Chủ tịch tỉnh Diệp, gần đây nhà nước ta có một hạng mục lớn ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo, các cậu có hứng thú không? Hạng mục lớn đương nhiên là hứng thú rồi, chúng cháu có hứng thú với tất cả các hạng mục lớn. Chú Kiều, chú nói mau đi. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, là thế này. Châu Phi từ trước năm 2007 không có hiện tượng dư thừa điện lực. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Năng lượng của Nam Phi trong hội nghị đầu tư năng lượng tài nguyên phát triển cộng đồng có nói, tương lai của miền Nam Châu Phi đều dựa vào kế hoạch phát điện thủy lực. Bà chỉ ra trọng điểm nguồn nước ở Angola, Zambia và Dân chủ Congo. Bà ta cũng nhấn mạnh, sau năm 2007 hàng loạt các nước ở Nam Châu Phi đều xuất hiện tình trạng thiếu hụt nguồn điện, mà phải tuân thủ pháp lệnh bảo vệ môi trường của các nước. Các nước miền Nam Châu Phi cũng đồng thời ý thức được thời đại dùng điện giá rẻ đã chấm dứt rồi. Kiều Chính Hòa nói, Nam Phi là nước dùng điện lực lớn nhất Châu Phi, lượng phát điện chiếm 2/3 của toàn Châu Phi, bán điện cho không ít các nước Châu Phi khác, giá điện của nước này cũng thấp nhất thế giới. Diệp Phàm nói, đúng vậy, kinh tế Nam Phi mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, đột nhiên lượng điện cung ứng không đủ, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân chính là họ xem nhẹ việc xây dựng những nhà máy thủy điện lớn trong khi kinh tế liên tục phát triển. Cho nên, việc xuất khẩu điện của họ sang các nước khác cũng dần ít đi, khiến cho các nước khác ở miền Nam Châu Phi trở nên thiếu điện trầm trọng. Gần đây thông qua hiệp thương, năm nước gồm Nam Phi, Botswana, Lesotho, Namibia, Trung Quốc cùng bỏ vốn xây dựng nhà máy thủy điện trên sông Congo, tổng đầu tư khoảng 12 tỷ. Tỷ lệ bỏ vốn thế này, Nam Phi chiếm phần lớn với 3 tỷ. TQ bỏ ra 2,5 tỷ, còn lại là ba nước kia gánh vác. Mà Tập đoàn Quốc hữu Điện lực Viễn Đông cũng có tham gia xây dựng. Kiều Chính Hòa nói, việc này có chút kỳ lạ, chúng ta sang bên đó đầu tư điện lực làm gì? Hơn nữa, giá điện bên đó còn rất rẻ, có khi còn lỗ vốn ấy chứ. Diệp Phàm nói, nhìn thì như vậy thôi, nhưng năm nước cùng nhau đầu tư nhất định là có nguyên nhân cả đấy. Theo một số tin vỉa hè thì đây là phương thức đầu tư nửa quyên tặng của chúng ta. Thật ra nhìn vào lâu dài mà nói, tuy rằng hiện tại tình trạng khan hiếm điện ở Châu Phi chưa đến mức quá nghiêm trọng. Nhưng, một số người đoán rằng, với sự vùng lên của kinh tế Châu Phi, tình trạng khan hiếm điện sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên, suy nghĩ lâu dài, thông qua việc đầu tư này có thể làm tốt quan hệ với chính phủ bốn nước kia, tăng cường tình cảm cũng là một trong những nguyên nhân mà nhà nước phải chú trọng mà. Tuy rằng việc đầu tư này mấy năm đầu chúng ta phải chịu thiệt một chút, nhưng những lại có thể mang lại lợi ích từ nhiều phương diện khác. Châu Phi đất đai rộng lớn, tài nguyên khoáng sản phong phú. Họ có những khoáng sản mà chúng ta không có. Từ mặt chiến lược tài nguyên, thì đó rất đáng để đầu tư. Kiều Chính Hòa nói. Nghe nói bên đó rất loạn, cháy lo chúng ta đi qua đó sẽ không kiếm được tiền. Diệp Phàm nói. Cậu còn sợ điều này sao? Kiều Chính Hòa cười nói. Cũng có lý. Diệp Phàm cười nói. Đầu tiên, khoản đầu tư 2.5 tỷ kia chắc chắn là do một doanh nghiệp trong nước tiếp nhận nghiệp vụ này. Số tiền đó là ván đã đóng thuyền, có thể lấy lại được. Mà hàng chục tỷ khác chúng ta cũng có thể phân thành nhiều công trình, nghe nói còn phải xây dựng một con đường nhựa, khoản đầu tư này khoảng 3 tỷ. Nếu như có thể tranh thủ được, tập đoàn Hoành Không các cậu không phải còn có một công ty công trình kiến trúc sao? Hoàn toàn có thể đảm nhiệm được việc xây dựng con đường này có đúng không? Hơn nữa, theo hiệp thương của năm nước, bọn họ sẽ đem phần lớn các công trình giao cho TQ chúng ta. Đó cũng là một trong những điều kiện mà nước ta muốn đầu tư. Đương nhiên tạm thời nhà nước ta chịu thiệt một chút, nhưng các doanh nghiệp của chúng ta lại kiếm được tiền. Xem ra cũng không phải lỗ vốn, có đúng không? Kiều Chính Hòa nói. Hạng mục này có phải phân chia theo chỉ tiêu không? Diệp Phàm hỏi.
đương nhiên là sẽ chia theo chỉ tiêu rồi. Tuy nhiên, chắc nhà nước phải đánh giá lại một lần nữa. Kiều Chính Hòa nói, việc này có phải tập đoàn Viễn Đông của chú chủ trì không? Diệp Phàm hỏi, không phải, là Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia chủ trì. Tập đoàn Viễn Đông có tư cách cạnh tranh chỉ tiêu phương diện này, nhưng cậu cũng biết rồi đấy, nước ta đâu phải chỉ có một tập đoàn điện lực chúng tôi không đâu, bên ca còn có mấy con hổ như đang rình mồi kia. Kiều Chính Hòa nói, ý của chú Kiều là việc này vẫn chưa nắm chắc được. Diệp Phàm hỏi, đúng vậy, đích xác là chưa chắc chắn giành được, mà hiện tại mấu chốt nằm ở tay Ủy ban Cải cách Phát triển. Vậy thì tranh thủ để giành lấy. Diệp Phàm đã cảm giác được, có lẽ Kiều Chính Hòa có yêu cầu bên mình đi làm điều gì đó. 2. Kiều Chính Hòa đột nhiên thở dài, trầm mặc một chút mới lên tiếng. Hạng mục này tuy nói tập đoàn Viễn Đông chúng tôi nắm chắc phần lớn. Nhưng các tập đoàn khác cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, nghe nói cậu có bạn ở Ủy ban Cải cách Phát triển, mà vị trí còn tương đối cao nữa. Chú Kiều có gì cứ nói thẳng, chúng ta là người nhà mà. Diệp Phàm ha hả cười nói. Vậy tôi sẽ nói thẳng, các cậu giúp chúng tôi nắm lấy hạng mục này. Về sau chúng ta cùng tổ chức nhân mã đi châu Phi đãi vàng. Kiều Chính Hòa nói. Ha ha, việc phân chia thế nào? Diệp Phàm hỏi. Bởi vì việc này là tổng bộ giao cho tôi quyền phụ trách, các cậu có thiết bị điện lực, mảng này toàn bộ do các cậu sản xuất, việc xây dựng nhà máy điện, chúng tôi có thể chia 20% lượng công trình cho các cậu. Về phần xây dựng đường nhựa 2 tỷ kia sẽ do công ty kiến trúc công trình của các cậu đảm nhiệm. Kiều Chính Hòa nói. 20%, chú Kiều, cái này có phải hơi ít không? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Mảng thiết bị điện lực cũng là một miếng lớn mà, lại còn cả tuyến đường kia nữa. Lượng công trình đường 2 tỷ, thiết bị điện lực 1,5 tỷ. Còn 20% lượng công trình nhà máy điện kia quy ra tiền cũng đến 1 tỷ, như vậy tổng giá trị đã không dưới 4 tỷ rồi. Diệp Phàm, chúng ta là thân thích, nếu có thể chiếu cố thì tôi không làm sao. Dù sao đây cũng là tiền của công ty, cũng là tiền của nhà nước. Kiều Chính Hòa nói. Trong lòng Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, chú Kiều phụ trách hạng mục này, nếu không giành được thì chú cũng chẳng vinh quang gì. Nếu giành được thì đồng nghĩa với việc lập được chiến tích lớn. Lời thì nói hay lắm, thân thích đều lợi dụng để giành được. Chú Kiều, không thể nói vậy được. Nếu nhà máy điện trên sông Congo đạt 12 tỷ, cộng thêm con đường hơn 2 tỷ, thì tổng giá trị cũng gần 15 tỷ rồi. Mà lượng công trình của bọn cháu mới có 4 tỷ, liệu có phải ít quá không? Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm, hạng mục này lấy danh nghĩa của chúng tôi đi tranh thủ mà. Nếu không có chúng tôi, thì các cậu cũng không có tư cách để đi xin hạng mục này. Kiều Chính Hòa khẩu khí nặng hơn một chút. Ha ha, nếu các chú đã nắm chắc được thì còn nói làm gì nữa? Diệp Phàm cười cười. Nói thật với chú Kiều nhé, nếu muốn chúng cháu ra mặt đi tranh thủ, ít nhất phải phân chia 46, nghĩa là tổng giá trị lượng công trình của chúng cháu phải đạt 6 tỷ, các chú 9 tỷ còn lại. Tính ra các chú vẫn còn nhiều mà. Không thể tính như vậy được, các nước kia phỏng chừng cũng muốn giữ lượng công trình mà, dù sao cũng là xây dựng trên địa bàn của người ta. Kiều Chính Hòa nói. Ha ha, chú Kiều, cái này không thực rồi. TQ vì sao chịu dùng phương thức nửa quyên tặng này để đầu tư, chắc chắn đã ký phối hợp. Cũng chính là nhà máy điện này sẽ do phía TQ đảm nhiệm việc xây dựng, bao gồm cả con đường kia. Việc này tuy là lần đầu cháu nghe, nhưng có thể phỏng đoán được đại khái. Chú Kiều, những điều cháu nói đều là tình hình thực tế. Bởi vì nửa quyên tặng mà, những mấy tỷ lận, nếu như đến quyền xây dựng mà nước ta không giành được thì nói làm gì? Diệp Phàm cười nói. Cậu ấy à? Tôi đúng là không giấu được cậu cái gì. Những gì cậu nói đúng là tình hình thực tế, tuy nhiên vẫn phải nhượng cho địa phương họ chút công trình, chừng 10% gì đó. Như vậy tập đoàn Viễn Đông chỉ còn lượng công trình 7 tỷ. Hơn nữa ở nước ngoài, phí tổn cũng rất nhiều. Kiều Chính Hòa nói. Chương 3379, ép ra. Vậy cũng còn nhiều hơn bọn cháu mà. Chúng cháu cũng từ trong nước đi ra, hơn nữa, nghe nói nơi đó cũng không thái bình cho lắm. Nếu chẳng may công nhân bị thương hoặc bị gì đó thì còn phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Tiểu Diệp à Tiểu Diệp, cuối cùng ông chú này phục cháu rồi. Thôi được rồi, thì 46 vậy. Tuy nhiên, cháu phải nắm chắc, nếu chúng ta đã quyết rồi thì cháu cũng phải bắt tay vào làm luôn, bên Ủy ban Cải cách Phát triển có quan hệ đúng không? Kiều Chính Hòa nói. Chú Kiều,
việc này là đồng chí nào của Ủy ban Cải cách phụ trách? Cháu muốn hỏi trước chuyện này. Diệp Phàm hỏi. Phó chủ nhiệm Lưu. Kiều Chính Hòa nói. Lưu Trấn sao? Diệp Phàm hỏi lại. Đúng vậy, chính là ông ta. Bởi vì ông ta quản lý mảng đầu tư đối ngoại, Ủy ban Cải cách phát triển cũng vừa điều chỉnh các mảng phân công quản lý. Chủ nhiệm Lưu cũng vừa mới tiếp nhận mảng công tác này. Trước kia chú cũng có chút quan hệ, nhưng đồng chí cũng bị điều chuyển đi rồi. Còn chủ nhiệm Lưu này thì quan hệ chưa được tốt lắm. Nghe nói quan hệ giữa chủ nhiệm Lưu với Phí Gia rất tốt. Kiều Chính Hòa nói. Đúng là rất tốt, mấy năm trước cháu đã từng đi tìm ông ta. Nếu việc này là ông ta quản lý thì cháu sẽ cố thu xếp thời gian về thủ đô một chuyến, đến lúc đó nghĩ cách mời chủ nhiệm Lưu ra ngoài ăn bữa cơm, có được không? Diệp Phàm nói. Được được. Kiều Chính Hòa liên miệng nói, có thể thấy tâm trạng đang rất tốt. Sau đó, Diệp Phàm cúp máy xong lại gọi cho Kiều Báo Quốc, cười hỏi. Anh vợ, đường làm quan rộng mở nhé. Cậu lại giễu cợt tôi rồi đấy, cậu còn không rõ sao. Kiều Báo Quốc hôm nay tâm trạng cũng không tồi, câu đầu tiên đã nói đùa. Gần đây bên chỗ đồng chí Kiều Chính Hòa không phải có cơ hội sao? Diệp Phàm hỏi. Ừ, tập đoàn Viễn Đông bọn họ, phó tổng thường trực chuẩn bị về hưu, nên ông ấy cũng luôn nghĩ cách tranh thủ. Tuy nhiên, Kiều gia đại viện mới xong chuyện của tôi. Cho nên, chuyện lần này Kiều gia không nhúng tay vào được. Ba cũng nói rồi, nhúng tay nhiều quá sẽ bị người ta ghen ghét. Nhưng sao cậu tự nhiên lại hỏi làm gì? Kiều Báo Quốc hỏi. Ha ha, là thế này. Diệp Phàm cũng không giấu, liền nói lại một lượt. Thế thì ông ấy tìm đúng người rồi, chỉ dựa vào quan hệ của cậu với Phí Gia, thì việc này cũng không phải là lớn. Tuy nhiên điều đáng tiếc chính là máy móc trong xây dựng thủy điện này không nhiều lắm. Nếu không, thì phân chia một chút cho tập đoàn cơ khí TQ chúng tôi. Kiều Báo Quốc nói. Anh vợ, anh cũng đừng có tham quá như vậy chứ. Vụ ở Tân Môn bọn em đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Cũng một vừa hai phải thôi chứ đúng không? Cơ hội này cũng phải nhường cho em một chút. Hiện tại đang có người đánh cột sống em, nói Diệp Phàm em ăn cây táo rào cây sung đấy. Diệp Phàm cười nói. Cái gì mà rào cây sung, chúng ta là anh em. Nói thế nào cũng nên giữ lại bát cơm cho người nhà có đúng không? Việc này, tôi cũng biết các cậu nhượng bộ mà. Kiều Báo Quốc cười nói. Đương nhiên. Cậu cũng nên nghe ngóng một chút, nếu nước bên châu Phi kia cần máy móc gì thì cũng đừng quên chia cho ông anh này chén canh nhé. Tôi là anh vợ của cậu đấy, đừng quên. Đương nhiên, chuyện của chú Kiều, nếu giúp được thì cũng giúp đỡ ông ấy một chút nhé. Kiều gia chỉ có mấy người này là có thực lực thôi. Bà có lẽ chỉ như vậy thôi, muốn lên nữa e là rất khó. Khi về hưu rồi, Kiều gia này phải do tôi, cậu và chú Kiều chống đỡ thôi. Đặc biệt là cậu. Giờ là phó chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước rồi giờ đấy. Có bao nhiêu người hâm mộ, tuy nhiên cũng phải chú ý, nhiều đồng chí mắc bệnh đỏ mắt đấy, không tốt đâu. Kiều Báo Quốc hiện tại cũng hiểu chuyện rồi, không còn khó chịu như hồi Diệp Phàm mới được đề bạt lên phó chủ tịch tỉnh nữa. Ha ha, em là chuyên gia chữa bệnh đỏ mắt đấy. Diệp Phàm cười ha hả nói. Cậu ấy à, ngay cả tôi cũng có chút đỏ mắt ấy chứ. Kiều Báo Quốc nói đùa. Thì em cũng đỏ mắt với anh, chuyện ở Tân Môn làm tốt như vậy. Mà ngay cả lãnh đạo của Ủy ban Quốc tư cũng rất khen ngợi anh. Nói là đồng chí Báo Quốc tuy chưa công tác ở xí nghiệp, nhưng vừa xuống đã hòa nhập được ngay với công tác của doanh nghiệp, đồng chí này rất có thực lực. Diệp Phàm cười nói. Cậu lại nữa rồi, thế nào thì tôi cũng làm không lại cậu mà. Kiều Báo Quốc cười nói. Ha ha, em xuống xí nghiệp trước mà. Hơn nữa, chính là mở đường cho anh. Diệp Phàm cười gượng nói. Liên quan đến việc này Diệp Phàm giao cho thư ký Đỗ Vệ Quốc và Khổng Ý Hùng cùng đi điều tra một số tư liệu. Tiếp theo Diệp Phàm gọi điện cho Cung Khai Hà, nói về chuyện này. Nguy hiểm là có, tuy nhiên đây cũng là một cơ hội tốt cho Chí Quân. Tôi ủng hộ quyết định của cậu. Cung Khai Hà nói, bởi vì Diệp Phàm muốn sắp xếp Cung Chí Quân phụ trách dự án xây dựng thủy điện ở châu Phi. Nguy hiểm và cơ hội luôn tồn tại song song mà. Cho nên tôi mới bàn với ông một chút. Nếu sếp Cung đã đồng ý rồi thì tôi sẽ sắp xếp. Còn nữa, việc tôi được đề bạt còn phải cảm ơn sếp Cung nhiều. Diệp Phàm cười nói. Việc cậu được đề bạt đâu có liên quan gì đến tôi là thủ trưởng của tổ A mà, chứ đâu có quyền đề bạt cậu làm phó chủ tịch tỉnh chứ. Cho nên, đồng chí Diệp Phàm đừng cảm ơn tôi nhé. Cung Khai Hà ha hả cười nói.
Ngược lại tôi còn phải cảm ơn cậu thì có, chuyện ở Tân Môn là cậu đã đo Chí Quân cơ hội. Thứ hai là chuyện của phái Hoa Sơn tôi cũng phải cảm ơn cậu đã tiến cử nhân tài cho tổ A. Ha ha, tôi biết. Việc này tuy nói không liên quan trực tiếp đến xếp cung, nhưng tác dụng gián tiếp cũng là rất lớn. Diệp Phàm cười nói. Tôi thấy cậu càng ngày càng hồ đồ rồi đấy. Cung Khai Hà giả ngu. Xếp cung, tôi biết, thật ra chuyện tôi được đề bạt ông đã giúp tôi một đại ân. Việc này tuy nói là bất ngờ, nhưng nhân vật mấu chốt là chủ tịch Đường, mà bình thường tôi mấy khi có cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo tối cao có đúng không? Mà có thể trong lòng chủ tịch Đường có ấn tượng chính là do thông qua miệng của xếp cung. Trong lòng tôi biết rõ, lúc nào xếp cung cũng nói tốt cho tôi trước mặt thủ trưởng mà. Nếu không có như vậy thì dù Diệp Phàm tôi làm ra chiến tích lớn thì cũng chẳng đến lượt tôi được đề bạt. Tôi nghĩ, hôm đó chủ tịch Đường tùy tay lật tư liệu của tôi, nói ra những lời kia cũng là quy về sự chiếu cố hàng ngày của xếp cung đối với tôi. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Ha ha, tôi cũng không nói quá lên mà. Công của cậu đối với việc tiến cử nhân tài cho tổ A là rất lớn mà. Chẳng qua tổ không thể cho cậu điều gì, đề bạt cậu thì cậu lại không muốn trở lại tổ công tác. Tặng cậu vài chục ngàn tiền thưởng thì đối với cậu cũng chẳng có ý nghĩ gì lớn. Mà tổ A không thể nhúng tay vào chuyện bên chính quyền, còn nên đổi cách khác coi như sự bù đắp cho cậu đi. Cung Khai Hà cười nói, xem như mơ hồ thừa nhận rồi. Tuy nói xếp cung giúp tôi, nhưng, chuyện của phái Hoa Sơn ông làm cũng hơi quá. Diệp Phàm nói, tôi biết tổ cũng có chút quá mức, tuy nhiên cậu cũng biết hiện trạng của tổ mà, chức năng tạo máu của tổ không mạnh nữa, cho nên bất đắc dĩ mới phải làm vậy, mà trong việc đó cậu đã phát huy tác dụng rất lớn. Cung Khai Hà nói, bước tiếp theo tôi muốn nhờ cậu bồi dưỡng ra một vài cao thủ bán tiên thiên cho tổ. Đồng chí Xa Nhất Đao có thể thành công rồi, tiếp theo là đến đồng chí Điền Ly Thu, mà Chu trưởng lão của phái Côn Lôn là tiếp theo. Ha ha. Diệp Phàm tôi sắp thành cao thủ công binh xưởng rồi. Diệp Phàm châm chọc cười nói. Ai bảo cậu có năng lực như thế? Yên tâm đi, tất cả những điều cậu làm tôi đều sẽ báo cáo cho chủ tịch. Tổ luôn ghi nhớ công lao của mỗi đồng chí mà. Cung Khai Hà nói. Tôi hiểu, có cơ hội nhất định sẽ hỗ trợ bọn họ nâng cao công lực. Diệp Phàm nói. Không thể nói là có cơ hội mà hiện tại cậu đã có cơ hội rồi. Tôi muốn cậu trong vòng 2 tháng tương trợ đồng chí Điền Ly Thu nâng cao công lực. Giọng nói của Cung Khai Hà trở nên nghiêm túc. Không có dược liệu mà đồng chí xếp. Diệp Phàm kêu lên. Đừng có che mắt tôi mà. Cung Khai Hà nói. Che gì đâu, thật sự không có mà. Thế à, cậu đi Hàn Quốc làm gì? Yêu Sâm Vương lớn thế cậu dùng hết rồi à? Cậu đừng nói với tôi là cậu coi Yêu Sâm Vương như củ cà rốt nhé. Nếu cậu keo kiệt như vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa có đúng không? Cung Khai Hà cười gượng một tiếng. Có một miếng lớn, tuy nhiên, đã dùng cho Sa Thiên một phần lớn rồi. Còn tiếp theo tôi muốn cho Phí Thanh Sơn sư bá nâng cao công lực. Sư bá rất tốt với tôi cũng nên tri ân người ta một chút đúng không? Diệp Phàm nói. Thôi đi, Sa Thiên trước khi cậu đi Hàn Quốc đã bán tiên thiên rồi, cậu quên rồi hả? Cái này, tôi quên mất, tuy nhiên. Ông cũng biết dưới tay tôi còn một số người nữa mà. Diệp Phàm có chút xấu hổ. Ha ha, dưới tay của cậu có cao thủ, tôi đều biết. Tuy nhiên, tôi tin rằng, cho đồng chí Điền Ly Thu một miếng nhỏ Yêu Sâm Vương thì chắc không vấn đề gì chứ. Tôi tin đồng chí Diệp Phàm có tính giác ngộ chính trị và nhân cách giai cấp mà, có đúng không? Cung Khai Hà cười ép. Tôi cho. Diệp Phàm tức giận, sau đó cúp máy cái rụp. Thằng nhóc này. Không ép thì không chịu lôi hàng tốt ra. Cung Khai Hà cúp máy với Diệp Phàm xong, không chút tức giận nào, mà ngược lại còn rất vui vẻ. Thứ gì tốt thế? Kế Vĩnh Viễn cười hỏi. Yêu Sâm Vương, lão kế, tổ A chúng ta có Diệp Phàm là tiên thiên, đồng chí Xa Nhất Đào bán thiên thiên, sắp có vị bán thiên thiên cường giả nữa đó chính là đồng chí Điền Ly Thu. Chu trưởng lão là vị thứ tư, thực lực của đội ngũ chúng ta được gia tăng rồi, thật là vui mừng. Cung Khai Hà cười tủm tỉm, tâm trạng rất tốt. Yêu Sâm Vương, không phải nghe nói Diệp Phàm lấy được từ Hàn Quốc về sao? Tên đó bình thường rất rộng rãi, nhưng với thứ tốt này thì rất kỳ bo. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Không phải nói rồi sao? Ép mà. Cung Khai Hà nói. Chương 3380, cơ hội. Xếp cung, ép là có thể, nhưng cũng đừng chọc giận cậu ta. Nếu không, sẽ phản tác dụng đấy. Điều này tôi biết mà. Thằng nhóc này phải ép một chút,
và lại tôi hiểu lòng dạ của đồng chí Diệp Phàm mà. Vì hệ này liệu có nên báo cáo với thủ trưởng một chút không? Bồi dưỡng một cao thủ bán tiên thiên cũng không hề dễ dàng mà. Kế Vĩnh Viễn nói. Đương nhiên phải báo cáo rồi, đây đối với tổ A chúng ta mà nói là việc lớn mà. Cung Khai Hà gật đầu nói. Nghĩ ngợi một chút, liền cầm điện thoại lên gọi. Buổi chiều hôm sau, Diệp Phàm chủ trì mở cuộc họp bộ máy tập đoàn Hoành Không. Đã đến đông đủ chưa? Diệp Phàm hỏi Khổng Ý Hùng. Chủ tịch tỉnh Diệp, trừ đồng chí Tào Nguyệt chưa về ra, 12 đồng chí còn lại đều đã đến rồi. Khổng Ý Hùng tinh thần phấn chấn đáp. Hôm nay triệu tập mọi người đến, chủ yếu là bàn một việc quan trọng. Việc này hôm qua tôi đã giao cho chủ nhiệm Khổng điều tra qua rồi, sau đây xin mời đồng chí Khổng nói với mọi người một chút. Diệp Phàm nói xong, Khổng Ý Hùng vừa báo cáo vừa phát tài liệu cho mọi người. Chủ tịch tỉnh Diệp, việc xây dựng ở nước ngoài không giống như trong nước. Tập đoàn chúng ta tuy nói cũng thường xuyên xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng đó chủ yếu là những thiết bị điện lực, còn việc đưa công nhân ra nước ngoài làm việc thì cũng chỉ có một lần. Dương Chấn Đông có chút do dự, dù sao việc này nếu làm không tốt thì trách nhiệm phải chịu là rất lớn. Đúng vậy, nước ngoài và trong nước là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hơn nữa ở châu Phi này không hề thái bình. Nhiều doanh nghiệp lớn của chúng ta khi ra nước ngoài xây dựng đã bị phần tử võ trang địa phương công kích. Nếu là ở nước có nền trị an tốt thì không sao, nhưng cái nước ở châu Phi này thì rất phức tạp. Cung Trường Hỷ, người mới được điều xuống tiếp lời nói. Mạo hiểm đương nhiên là có, nếu sợ mạo hiểm mà không làm nữa thì không phải chúng ta mất đi cơ hội này sao? Tập đoàn Viễn Đông vẫn là chiếm phần lớn, hơn nữa còn là chủ thể chính phụ trách việc xây dựng thủy điện. Người ta dám đi thì chúng ta sợ cái gì? Định mức của chúng ta tuy nói là chiếm phần nhỏ hơn, nhưng cũng gần 6 tỷ cơ đấy. Hạng mục này nếu thành công, lợi nhuận có thể đạt tới 2 tỷ. Các đồng chí, năm ngoái tập đoàn chúng ta mới thu được bao nhiêu? Chỉ có mấy trăm triệu thôi, còn năm nay, chỉ riêng mối này thôi đã đủ rồi. Cung Chí Quân nói. Ha ha, đồng chí như thể là không dỡ điều này vậy. Vậy nếu làm thì đồng chí Cung Chí Quân có gan phụ trách hạng mục này, dẫn đội xuất ngoại không? Trần Nguyên Đông cười lạnh nói, người này trong lòng rất oán giận. Vốn tỉnh định sắp xếp Trần Nguyên Đông vào bộ máy ủy ban quản lý, nhưng về sau đã thay đổi, bị người khác thế chân. Cho nên trong lòng y không thoải mái chút nào. Nếu bộ máy đảng ủy cho rằng tôi có thể gánh vác được hạng mục này thì tôi sẵn sàng đi. Cung Chí Quân hừ lạnh nói. Đồng chí Cung Chí Quân, cậu chịu đi thật chứ? Dương Chấn Đông nói, dường như có ý ép Cung Chí Quân vậy. Nếu đồng chí Cung Chí Quân chịu đi, các đồng chí không có ý kiến gì chứ? Trần Nguyên Đông lại ép một câu nữa. Thật ra, Diệp Phàm trong lòng Diệp Phàm đã mừng thầm. Vốn tưởng rằng hạng mục này có người tranh, hiện tại xem ra mọi người đều e ngại tiếp nhận. Chiếc bánh ngon này trong mắt họ bỗng nhiên lại biến thành một củ khoai lang nóng phỏng tay, không ai dám nhận. Diệp Phàm biết, mọi người đều sợ ở nước ngoài không an toàn, đến lúc đó thành tích chưa lập được lại tự chuốc họa vào thân. Ha ha, mọi người không nói, có phải đã chấp nhận rồi không? Dương Chấn Đông cười nói, Cung Chí Quân được Diệp Phàm coi trọng như vậy, Dương Chấn Đông cho rằng vị trí của mình ở tập đoàn Hoành Không đang bị người mới đến này đe dọa. Ngay như chuyện ở Tân Môn để Cung Chí Quân là người dẫn đầu nhóm tập đoàn Hoành Không, trong lòng Dương Chấn Đông đã tức giận rồi. Cung Chí Quân mới đến, vậy mà lại cho gã một cơ hội để lập chiến tích như vậy, sao không khiến người khác đỏ mắt được? Tôi đồng ý đồng chí Cung Chí Quân tiếp nhận hạng mục này. Trần Viên Kiều đột nhiên nói. Cô đương nhiên cũng oán giận, bởi vì chuyện ở Tân Môn. Trần Viên Kiều cho rằng mình mới là người thích hợp để dẫn đội của nhóm tập đoàn Hoành Không. Ha ha, nếu ba vị đều cho rằng đồng chí Cung Chí Quân là người thích hợp để tiếp nhận hạng mục này, tôi cũng tin rằng đồng chí Cung Chí Quân sẽ làm tốt. Diệp Phàm liền tóm lấy cơ hội này. Kết quả, việc để Cung Chí Quân dẫn ấn soái phụ trách hạng mục này đã được thông qua ở cuộc họp bộ máy đảng ủy. Đồng chí Vệ Quốc cứ đi theo tôi mãi cũng lãng phí. Lần này ra nước ngoài dối với công ty chúng ta có ý nghĩa rất lớn. Đó là cột mốc mở ra một giai đoạn mới, tôi đề nghị để đồng chí Đỗ Vệ Quốc đảm nhiệm chức phó, hỗ trợ đồng chí Chí Quân làm tốt hạng mục này. Diệp Phàm nói. Bởi vì, Diệp Phàm mơ hồ cảm giác được thời gian của mình ở tập đoàn Hoành Không này không lâu nữa, cho nên Diệp Phàm cũng phải sắp xếp cho Đỗ Vệ Quốc một chút. Tôi đồng ý quyết định của Chủ tịch tỉnh Diệp. Cung Chí Quân nói. Đề nghị này của Diệp Phàm càng không có ai ngăn cản,
đối với bọn họ củ khoai lang nóng này không rơi vào đầu mình là tốt lắm rồi. Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, nói chuyện này với Chủ tịch tỉnh Khúc. Cơ hội rất tốt, nhưng trách nhiệm cũng rất lớn. Đồng chí Diệp Phàm, cậu phải nghĩ rõ ràng. Trách nhiệm an toàn nặng tựa Thái Sơn. Hạng mục lớn này số người chết và bị thương phải khống chế trong phạm vi nhỏ nhất, vượt quá thì đồng nghĩa với việc trách nhiệm sẽ rất lớn. Chủ tịch tỉnh Khúc Chí Quốc vẻ mặt nghiêm túc. Tôi biết, tuy nhiên, cơ hội lần này đối với tập đoàn Hoành Không mà nói là rất hiếm. Tôi nghĩ, tuy chúng ta lần đầu ra biên giới, nhưng đối với tập đoàn Điện lực Viễn Đông thì không phải lần đầu, kinh nghiệm phong phú của bọn họ chúng ta có thể học tập mà. Chúng ta hợp tác với họ, bọn họ cũng không gạt chúng ta sang một bên có phải không? Diệp Phàm nói. Ha ha, cậu nói cũng có lý, xảy ra vấn đề gì thì phải khiêm tốn thỉnh giáo người ta mới được. Đừng có sợ mất mặt, an toàn mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, khiêm tốn một chút cũng chẳng sao hết. Chủ tịch tỉnh Khúc nói. Xem như ông đã đồng ý rồi. Sau đó Diệp Phàm đi thẳng đến phòng của Ninh Chí Hòa. Cháu đã quyết định thì hãy làm đi, chuyện này đối với tập đoàn Hoành Không mà nói cũng là một bước nhảy vọt ở một phương diện khác, nếu thuận lợi nó sẽ mở đường cháu sau này. Nghe Diệp Phàm báo cáo xong, Ninh Chí Hòa liền nói. Một lúc sau lại nói tiếp. Thật ra, đối với những đồng chí không hiểu rõ công chí quân mà nói, đương nhiên cảm thấy việc này phiền toái, trách nhiệm lớn lao. Nhưng với đồng chí hiểu rõ cậu ấy, thì sự phiền toái này lại biến thành cơ hội. Hơn nữa, có một đại cao thủ như cháu trấn thủ thì còn sợ cái gì? Đương nhiên, phải làm cho thật đẹp, sự an toàn của công nhân mới là nhiệm vụ hàng đầu có đúng không? Cháu biết điều đó, vừa nhận được lời mời của tập đoàn Viễn Đông cháu đã suy nghĩ vấn đề này rồi. Tuy nhiên, bất kể là nói thế nào thì sự mạo hiểm lần này sẽ nhỏ hơn cơ hội. Diệp Phàm cười nói. Bọn họ mời cháu ra nước ngoài kiếm tiền nhiệt tình như vậy, phỏng chừng cũng bảo cháu đi làm điều gì đó đúng không? Ninh Chí Hòa đúng là lợi hại, liếc mắt một cái là nhìn ra được vấn đề. Bí thư Ninh đúng là lợi hại, liếc mắt đã nhìn ra rồi. Diệp Phàm cười nói. Đừng nịnh bợ nữa, nhưng, việc này cháu giải quyết được, nếu không đã sớm kêu lên rồi. Ninh Chí Hòa cười nói. Có lẽ là được, nếu không cháu phải đến tìm bí thư Ninh rồi. Diệp Phàm nói. Ủy ban quản ký khu kinh tế vẫn hoạt động bình thường chứ? Ninh Chí Hòa nói. Hoạt động bình thường, tuy nhiên đối với việc chọn người phụ trách các ban phía dưới vẫn tồn tại mâu thuẫn, điều này cũng bình thường thôi. Diệp Phàm nói. Ừ, có mâu thuẫn là bình thường, tuy nhiên cũng phải xem mức độ để thống nhất vấn đề. Chỉ có mâu thuẫn là không được đâu. Ninh Chí Hòa trở nên nghiêm túc hơn. Ăn cơm chưa xong, Diệp Phàm bay thẳng đến thủ đô. Phí Nhất Độ lái xe đón Diệp Phàm đến thẳng Phí Gia Trang. Thấy Diệp Phàm đến, người nhà Phí Gia đều rất vui mừng. Diệp Phàm, chúng ta ra phía sau uống trà đi. Phí Thanh Sơn cười nói, nhìn cháu gái liếc mắt một cái, cười nói. Điệp Vũ, mang đàn đến đàn một khúc đi. Ngón tay con bị thương, không đàn được. Không ngờ Phí Điệp Vũ lại nói như vậy. Ngón tay, đâu có nghe thấy con nói bị thương lúc nào. Lại đây ta coi xem nào, không ảnh hưởng đến kinh lạc chứ. Phí Thanh Sơn sửng sốt hỏi. Không sao ạ, chỉ là ngoài ra thôi, con xử lý rồi. Phí Điệp Vũ nói. Vậy thì không đàn nữa, con đi làm việc của mình đi. Phí Thanh Sơn nói. Thật sự xin lỗi Chủ tịch tỉnh Diệp, khi nào tay khỏi tôi nhất định sẽ đánh đàn cho anh nghe, đừng giận nhé. Phí Điệp Vũ nói, còn giơ ngón tay cái giật giật, Diệp Phàm vừa nhìn thấy liền ngại ngùng. Ngón tay người ta căn bản không bị thương mà. Ha ha, không sao, tay khỏi rồi thì gọi điện nhé, tôi nhất định sẽ tới nghe Điệp Vũ đánh đàn. Ngón tay con hình như đâu có bị thương. Phí Thanh Sơn đã sớm nhìn ra rồi. Ai nói không sao chứ, tổn thương bên trong mà. Phí Điệp Vũ hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Tổn thương bên trong, con bé này. Phí Thanh Sơn lắc đầu. Phí Nhất Độ đã pha xong trà. Sư bá, bá có cảm giác mình có thể đột phá lên bán tiên thiên không? Diệp Phàm hỏi. Chương 3381, nắm chắc chủ nhiệm Lưu. Con có cách à? Phí Thanh Sơn sửng sốt hỏi. Cách thì có, Sa Thiên cũng đột phá lên như vậy mà. Còn Lạc Phi con cũng tương trợ để đột phá. Sa Nhất Đao cũng vậy, đối với việc đột phá lên bán tiên thiên của cậu ấy, con cũng có chút nắm chắc. Hơn nữa, đúng lúc hai vị tiền bối Hồng Tà và Lệ Vô Nhai còn đang ở biệt thự,
còn nếu hai người họ tách ra thì không thể làm được đâu. Diệp Phàm nói, ừ, con dùng dược liệu gì để phụ trợ? Phí Thanh Sơn nói, yêu sâm vương lấy từ Hàn Quốc về con vẫn còn một chút, chỉ sợ sau này sơ bá có cơ hội lại không còn thứ tốt như vậy nữa thôi. Đồ tốt để trong nhà, cũng có nhiều người nhòm ngó mà. Diệp Phàm cười nói, chắc lại là đồng chí cùng ở tổ A kia chứ gì. Phí Nhất Độ cười nói, ha ha, biết làm thế nào được, nhà nước cần nhân tài mà, ích kỷ cũng không được, nếu không cho thì lại nói mình không yêu nước, chẳng thà cứ cho một chút đi là xong, có phải không? Diệp Phàm cười nói, chia một chút cho thằng em này có được không? Tuy rằng tôi vừa mới đột phá nhưng để lại sau này dùng cũng được. Phí Nhất Độ vẻ mặt hiện lên sự tham lam. Nhất Độ, đừng có đưa ra yêu cầu như vậy, phí gia chúng ta không được như thế. Phí Thanh Sơn mặt nghiêm lại, Phí Nhất Độ có chút sợ hãi, vội cười nói. Đại bá, con chỉ nói đùa thôi mà, đâu dám xin xỏ anh Diệp chứ. Cho cậu một chút, để mấy năm nữa giúp cậu đột phá lên 10 đẳng cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, cậu vừa mới đột phá, không được ăn đâu đấy. Diệp Phàm nói. Nhìn thấy chưa, vẫn là anh Diệp tốt bụng. Phí Nhất Độ thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Nhưng đồ của tôi không lấy không được đâu. Diệp Phàm đột nhiên cười gượng một tiếng. Tôi biết, tôi cũng không dám lấy không đồ của người khác mà. Phí Nhất Độ đã sớm chuẩn bị nghe điều kiện mà Diệp Phàm đưa ra. Nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Anh nói xem có chuyện gì, chỉ cần không phải là vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc thì đều dễ làm cả. Cũng không có gì, buổi tối cậu ra mặt mời phó chủ nhiệm ủy ban cải cách phát triển Lưu Trấn đi ăn cơm cho tôi là được. Diệp Phàm cười nói. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Phí Nhất Độ tỏ vẻ không tin. Việc này đối với anh ta mà nói đương nhiên là việc nhỏ, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận đồng chí khác của nước Cộng Hòa này thì lại là chuyện khó như lên trời. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Diệp Phàm cười nói. Ok. Phí Nhất Độ vui vẻ đồng ý, lập tức đi gọi điện thoại. Sư bá, Thái Sư Thúc hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Diệp Phàm hỏi. Liên lạc không được. Lúc đi có mang theo di động, nhưng về sau mất liên lạc rồi. Không biết Trương đại sư của võ đăng kia có động tĩnh gì không? Phí Thanh Sơn có chút lo lắng, nhíu mày nói. Bên võ đăng con hỏi qua rồi, nói là cũng không có tin tức gì của Trương sư huynh, hai, chẳng biết rốt cuộc bọn họ đi làm cái gì. Diệp Phàm cũng có chút lo lắng. Chúng ta không có chút manh mối nào, muốn tìm cũng không biết bắt đầu từ đâu. Phí Thanh Sơn nói. Hay là tối nay đột phá luôn có được không? Vẫn đến Hàn Đàm. Diệp Phàm hỏi. Có thể thử xem, ta cũng cảm giác trạng thái tinh thần đều tốt, tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong. Phí Thanh Sơn tin tưởng. 5 giờ chiều, bên ngoài khách sạn Hoàng Thành Căn, Kiều Chính Hòa sớm cùng Diệp Phàm đứng ngoài cổng rồi. Sao chưa đến nhỉ, chẳng lẽ bị kẹt xe à? Phí Nhất Độ nhìn đồng hồ, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Giờ này ở thủ đô kẹt xe là chuyện bình thường. Đồng chí Tiểu Phí, kiên nhẫn một chút. Diệp Phàm vỗ vỗ vai Phí Nhất Độ. Thảo nào mọi người đều nói người làm quan đều có tính nhẫn nại tốt, đây là điều phải rèn luyện trong quan trường. Phí Nhất Độ cười nói. Đang nói, Diệp Phàm nhìn thấy Phó chủ nhiệm Lưu Trấn xuống xe. Tuy nhiên, bên cạnh còn có một người trẻ tuổi đi cùng, trông cũng khá giống Phó chủ nhiệm Lưu, có lẽ đó là con trai ông ta. Mấy người liền đi lên phía trước nghênh đón. Vừa nhìn thấy Kiều Chính Hòa, Phí chủ nhiệm Lưu đã sớm biết là ó chuyện gì. Qua sự giới thiệu của Phó chủ nhiệm Lưu, người trẻ tuổi đi cùng kia đúng là con trai ông ta, tên là Lưu Hải Bình. Chú Lưu, Hải Bình công tác chỗ nào vậy, cháu không nghe nói gì cả. Hơn nữa, cháu đến nhà chú Lưu cũng chưa nhìn thấy Hải Bình bao giờ. Phí Nhất Độ hỏi. Nó vừa về nước là chú sắp xếp cho xuống dưới rèn luyện luôn mà. Đầu tiên là ở Ủy ban Thương mại tỉnh Nam Phúc mấy năm. Sau đó lại xuống tạm giữ chức phó chủ tịch huyện Cổ Xuyên. Lưu Trấn cười nói, dường như rất tự hào về cậu con trai này. Phong cách làm việc của chú Lưu khác hẳn các đại gia tộc khác ở thủ đô. Phí Nhất Độ cười nói. Ồ, có gì khác? Con cháu của các đại gia tộc khác, bình thường sau khi trở về thì đều công tác ở Trung ương, bởi vì ở đó có cơ hội đề bạt nhiều, tốc độ đề bạt cũng nhanh hơn. Không thấy mấy ai cho con xuống cơ sở rèn luyện như chú Lưu cả. Phí Nhất Độ nói, người trẻ tuổi mà, học ở nước ngoài về xuống dưới rèn luyện cũng rất tốt. Ở dưới sẽ học được rất nhiều cơ hội, tuy là tốc độ đề bạt chậm hơn một chút,
Ở bộ rèn luyện tuy nói cục diện rộng hơn, nhưng không thực bằng phía dưới. Hơn nữa sớm hình thành thói quen không tốt, một khi xuống dưới lại luống cuống chân tay. Lưu Trấn nói. Mọi người nghe xong đều mỉm cười, hàn huyên một chút rồi đi vào phòng riêng. Sau khi ngồi xuống, Diệp Phàm hỏi. Chủ nhiệm Lưu, có thể mang đồ ăn lên được chưa? Khách thuận theo chủ mà, Diệp Tổng quyết định là được. Lưu Trấn cười nói. Chú Lưu, anh Diệp giờ đã là phó chủ tịch tỉnh rồi. Phí Nhất Độ cười nói, Lưu Hải Bình vừa nghe thấy trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Phó chủ tịch tỉnh rồi à, khi nào vậy? Xin lỗi, Lưu Trấn tôi thất lễ rồi. Dù Lưu Trấn chức vị cao nhưng cũng không khỏi sửng sốt, liền vội nói. Cũng chỉ may mắn thôi, không có gì. Tôi vẫn còn công tác ở khu kinh tế Hoành Không, quản lý tập đoàn Hoành Không, chức vị tổng giám đốc vẫn còn, cho nên gọi như vậy cũng không sao mà. Diệp Phàm tỏ ra rất thuận ý. Chủ tịch tỉnh Diệp, nhìn thấy cậu tôi thật sự cảm thấy sự đáng sợ của tuổi trẻ. Lưu Trấn lời này là xuất phát từ nội tâm. Đúng vậy, trong quan viên của nước ta, cũng không có mấy người trẻ tuổi như vậy đã lên chức phó chủ tịch tỉnh như chủ tịch Diệp đây. Kiều Chính Hòa cũng có chút cảm khái, bản thân mình phấn đấu đến bạc cả tóc, cho đến bây giờ cũng mới chỉ là đồng chí được hưởng đãi ngộ cấp thứ trưởng tham chiếu mà thôi. May mắn thôi mà. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Cùng vài ly xong, Diệp Phàm nói. Chủ nhiệm Lưu, lần này tập đoàn Viễn Đông và tập đoàn Hoành Không chúng tôi hợp tác tranh thủ hạng mục nhà máy phát điện ở châu Phi. Đây là hạng mục đầu tiên mà tập đoàn Hoành Không cử lực lượng ra nước ngoài làm việc. Đối với chúng tôi mà nói, nó mang một ý nghĩa rất lớn. Mà cơ hội lần này là do Kiều Tổng mang đến cho chúng tôi càng quý trọng hơn. Mà tôi cũng vừa mới đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân. Dù sao cũng phải làm được điều gì đó để các đồng chí ở tỉnh ủy coi. Vì vậy, chúng tôi không muốn mất đi cơ hội này. Vừa mới lên thì cũng phải có chút thành tích mà, đây là chuyện bình thường. Lưu Trấn gật đầu nói. Ha ha, mong chú Lưu sẽ cho anh của cháu một cơ hội. Phí Nhất Độ cười nói, xưng hô với Diệp Phàm cũng có vẻ đặc biệt thân thiết. Ha ha, chủ tịch tỉnh Diệp trẻ tuổi đầy hứa hẹn, cơ hội này nhất định là có, đúng không nào? Lưu Trấn mịt mờ trả lời việc này. Phí Nhất Độ tự thân xuất mã, Lưu Trấn dù sao cũng nể mặt một chút. Còn quan hệ giữa Diệp Phàm và Kiều Gia, cũng là vấn đề mà Lưu Trấn phải suy nghĩ. Hơn nữa, Diệp Phàm trẻ tuổi như vậy mà đã lên chức phó chủ tịch tỉnh, cũng là một vấn đề lớn mà Lưu Trấn phải lưu tâm. Những đồng chí như vậy, cơ hội đề bạt về sau là rất lớn. Và lại, Phí Nhất Độ ra sức như vậy, lại xưng hô rất thân thiết với Diệp Phàm. Điều này chứng tỏ quan hệ giữa Diệp Phàm và Phí Gia là rất tốt. Lúc tiễn chủ nhiệm Lưu, Diệp Phàm đột nhiên cười nói với Lưu Hải Bình. Chủ tịch huyện Lưu, cậu là quan phụ mẫu của tôi đấy. Chủ tịch tỉnh Diệp cứ nói đùa, một phó chủ tịch huyện còn con như tôi đâu quản được chủ tịch tỉnh Diệp chứ. Đó không phải là muốn ăn đòn hay sao? Lưu Hải Bình cũng nói đùa. Anh Diệp nói đúng đấy. Phí Nhất Độ cười thần bí. Tôi cũng thấy hồ đồ theo rồi đấy. Chủ tịch tỉnh Diệp công tác ở Thiên Vân, Hải Bình ở Nam Phúc, hai địa phương cách xa nhau mà. Lưu Trấn cười nói. Ha ha, quê của anh Diệp là ở huyện Cổ Xuyên mà. Hơn nữa, bác trai còn là trưởng phòng lao động huyện về hưu đấy. Còn bác gái cũng công tác ở bên giáo dục huyện về hưu. Hiện giờ hai bác ấy vẫn ở nhà cũ tại Cổ Xuyên. Anh Hải Bình hiện là một trong những quan phụ mẫu của Cổ Xuyên, sau này có thời gian thì đến chơi. Phí Nhất Độ cười nói. Ồ, phận làm con như tôi đôi khi cũng cảm thấy mình không được hiếu đạo cho lắm. Năm ngoái định về ăn Tết đấy, nhưng lại vì bận quá nên không về được. Diệp Phàm thở dài. Chủ tịch tỉnh Diệp cũng là vì công tác thôi mà, trung hiếu khó có thể lưỡng toàn được. Lưu Trấn nói. Chủ tịch tỉnh Diệp là địa chủ của Cổ Xuyên, người ngoại lai như tôi còn phải nhờ chủ tịch tỉnh Diệp chiếu cố nhiều. Lưu Hải Bình cười nói. Kiều Chính Hòa cũng cười tủm tỉm, vỗ vai Diệp Phàm nói. Không tồi, có tin tốt lành chú sẽ gọi điện cho cháu. Nhân mã bên cháu chuẩn bị thành lập được chưa nhỉ? Diệp Phàm hỏi. Được rồi, nếu thuận lợi chắc không lâu nữa phải lên đường rồi. Kiều Chính Hòa nói. Chú Kiều, có thể cử một số chuyên gia đến bồi dưỡng cho nhân viên của cháu một thời gian ngắn được không? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhân viên của tập đoàn Hoành không ra nước ngoài làm việc. Nghe nói nơi đó còn không được yên bình cho lắm, chuẩn bị trước cũng tốt. Diệp Phàm nói, không vấn đề gì,
sau khi về chú sẽ chọn cho cháu mấy chuyên gia. Cháu cứ chọn nhân viên xong là có thể triển khai huấn luyện. Kiều Chính Hòa nói. Vâng. Diệp Phàm cười nói. Chương 3382, cuộc đua chức vị. Vừa mới trở về tập đoàn Hoành Không, bỗng nhiên nhận được thông báo 9 giờ sáng mai họp đảng ủy ban quản lý. Ngày hôm sau, nhân mã đều đã tề tựu đông đủ. Các đồng chí, lãnh đạo cấp trên yêu cầu chúng ta nhanh chóng xây dựng các ban trung tâm trực thuộc ủy ban quản lý. Để phát huy tác dụng chỉ huy của ủy ban quản lý, hôm nay chủ yếu có 3 vấn đề cần thảo luận. Thứ nhất chính là đề cử chức chủ nhiệm văn phòng, thứ hai là thảo luận việc chọn người phụ trách ban tuyên truyền. Khu kinh tế muốn phát triển, tuyên truyền nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Vấn đề thứ ba là chọn người cho chức phó trưởng ban thường trực ban tổ chức. Ban tổ chức của khu kinh tế, chức chính sẽ do lãnh đạo cấp trên quyết định, còn chúng ta giới thiệu đề cử chức phó, cấp bậc của đồng chí này là phó giám đốc sở. Thật ra, 3 chức vị này đều là cấp phó giám đốc sở. Tối qua tôi đã gặp gỡ đồng chí Phong Hồ Ninh, đồng chí Diệp Phàm, đồng chí Mộc Hùng Phi, đồng chí Bành Nhất Khải. Đã đưa ra việc chọn người bước đầu, tiếp theo xin mời đồng chí Bành Nhất Khải đọc danh sách ứng viên. Nhậm Thời Mãn vẻ mặt nghiêm túc nói. Cuộc họp ban bí thư bộ máy đảng ủy khu kinh tế đã quyết định, bước đầu định ra 6 đồng chí có tên dưới đây để chọn 3 chức vụ này. Ứng viên cho chức chủ nhiệm văn phòng là đồng chí Trương Kiệt và Khổng Ý Hùng. Ứng viên cho chức trưởng ban tuyên giáo là đồng chí Đinh Hạo Nhiên và đồng chí Hứa Phi Đồng. Ứng viên cho chức phó trưởng ban thường trực ban tổ chức là đồng chí Thái Trung Thiên và đồng chí Trần Viên Đông. Đồng chí Trương Kiệt là từ văn phòng quốc vụ viện xuống, khi còn ở văn phòng quốc vụ viện phụ trách công tác tiếp đãi và liên lạc, rất thuần thục đối với công tác văn phòng. Còn đồng chí Khổng Ý Hùng là chủ nhiệm văn phòng tập đoàn Hoành Không, cũng rất nhiều kinh nghiệm đối với công tác văn phòng. Tôi không cần phải nói nhiều nữa. Đồng chí Đinh Hạo Nhiên vốn công tác ở ban tuyên giáo tỉnh Điền Nam, phụ trách mảng công tác tuyên truyền. Hơn nữa, đồng chí Đinh Hạo Nhiên bản thân tốt nghiệp chuyên ngành tin tức, khả năng viết rất tốt. Còn đồng chí Hứa Phi Đồng là phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo thành phố Hạng Nam, chiến đấu ở chiến tuyến đầu tiên của mảng tuyên giáo. Đặc biệt ở phương diện tuyên truyền cho đại quy hoạch Hoành Không, đồng chí Hứa Phi Đồng có thành tích rất lớn. Đồng chí Thái Trung Thiên là phó bí thư thành ủy phân quản công tác đảng quần chúng của thành phố Hạng Nam. Đồng chí này tác phong rất chuyên nghiệp, thành thục trong công tác tổ chức nhân sự. Còn đồng chí Trần Nguyên Đông là phó tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không, nguyên là phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Thiên Vân. Trước khi đảm nhiệm chức chánh văn phòng này, đồng chí Trần Nguyên Đông đã từng công tác ở mảng tổ chức cán bộ. Cho nên cũng nắm rất chắc công tác này, hơn nữa đồng chí này có tính giác ngộ cao, tư duy chính trị nhạy bén. Bành Nhất Khải tuy là giới thiệu 6 đồng chí này, nhưng cũng có chút nhấn mạnh trọng điểm mang tính cá nhân. Ví dụ như khi giới thiệu Trương Kiệt thì rất chi tiết, còn giới thiệu Khổng Ý Hùng thì rất qua loa. Tiếp theo, bắt đầu thảo luận vấn đề thứ nhất, chức chánh văn phòng ủy ban quản lý. Các đồng chí cứ mạnh dạn phát biểu, hai chọn một, ưu khuyết điểm thế nào? Một chánh văn phòng tốt đối với ủy ban quản lý mà nói là rất quan trọng. Đây là sợi dây liên hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Cũng là sợi dây để liên hệ các đồng chí. Nó giống như mạch máu trong cơ thể con người vậy. Tuy rằng khu kinh tế Hoành Không chưa xác định là khu kinh tế có cấp bậc thế nào, nhưng ít nhất cũng là phó tỉnh bộ tham chiếu, do đó mới đặt văn phòng ủy ban quản lý là cấp giám đốc sở. Nhậm Thời Mãn nói. Đúng vậy, khu kinh tế chúng ta sau này hướng đến chính là cơ cấu cao tầng cấp trung ương. Cho nên, chọn một đồng chí giữ chức chánh văn phòng khu kinh tế này là vô cùng quan trọng. Mà đồng chí Trương Kiệt là từ văn phòng quốc vụ viện xuống, đồng chí ấy từng tiếp xúc với rất nhiều lãnh đạo cao cấp. Hơn nữa, trải qua sự rèn luyện ở công tác văn phòng, khả năng bản thân không ngừng được tăng cường, về sau giao tiếp với văn phòng quốc vụ viện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Còn đồng chí Khổng Ý Hùng, tuy rằng cũng đã công tác ở văn phòng tập đoàn Hoành Không, nhưng chủ yếu là tiếp xúc với các đồng chí trong tập đoàn, ở tỉnh thôi đồng chí ấy cũng rất ít tiếp xúc. Do đó ở phương diện liên lạc, đồng chí Khổng Ý Hùng không bằng được đồng chí Trương Kiệt. Trong khi đó khu kinh tế Hoành Không chúng ta cần, chính là một chánh văn phòng thành thục trong việc liên lạc với cấp cao. Nếu như vừa gặp lãnh đạo cấp phó quốc mà chân run lập cập thì làm sao được công tác văn phòng. Bành Nhất Khải nâng tầm Trương Kiệt lên. Công việc thì đều có thể học được, không biết có thể dần dần bồi dưỡng mà. Hơn nữa, đồng chí Trương Kiệt đúng là từng công tác ở văn phòng quốc vụ viện thật. Nhưng theo chúng tôi biết, tên của đồng chí ấy tuy vẫn nằm trong danh sách của phòng thư ký, nhưng trước giờ đều đi theo đồng chí Nhậm Thời Mãn,
làm thư ký cho đồng chí Nhậm Thời Mãn. Về phương diện phục vụ lãnh đạo thì đồng chí ấy làm rất tốt, nhưng công việc ở văn phòng ủy ban quản lý này lại liên quan đến rất nhiều cơ cấu ngành của một bộ hai tỉnh và các phòng ban phía dưới nữa. Do đó xét về mặt tổng hợp thì năng lực của đồng chí Trương Kiệt không thể bằng đồng chí Khổng Ý Hùng được. Lam Tồn Quân phản pháo. Đúng vậy, từ trước đến giờ đồng chí Khổng Ý Hùng vẫn là chánh văn phòng của Đại Quy hoạch Hoành Không, đồng chí ấy đã làm rất nhiều công việc rồi, nếu đồng chí ấy có thể hoàn thành tốt công việc của văn phòng Đại Quy hoạch Hoành Không, thì chẳng lẽ không làm tốt được công việc của một khu kinh tế được thành lập từ Đại Quy hoạch Hoành Không hay sao? Hơn nữa, khu kinh tế Hoành Không tuy rằng phải đối mặt với một bộ hai tỉnh, nhưng ở thời gian Đại Quy hoạch Hoành Không đã phải đối mặt với một bộ hai tỉnh rồi. Cung Chí Quân nói. Đồng chí Chí Quân, từ điểm nào mà đồng chí chứng minh đồng chí Khổng Ý Hùng hoàn thành tốt công việc của văn phòng Đại Quy hoạch Hoành Không? Lúc đó cũng không thành lập văn phòng Đại Quy hoạch Hoành Không gì cả, mà tất cả sự vụ đều là do tập đoàn Hoành Không chủ trì. Nếu đồng chí Khổng Ý Hùng có thể đảm nhiệm, vậy thì cũng chỉ chứng minh đồng chí ấy có thể đảm nhiệm công tác của văn phòng tập đoàn Hoành Không. Dương Chí Thăng trực tiếp nã pháo vào Cung Chí Quân. Đồng chí Chí Thăng, anh nhầm rồi, lúc đó Đại Quy hoạch Hoành Không tuy rằng không phải là một cơ cấu chính thức, nhưng cũng là một bộ chỉ huy lấy một bộ hai tỉnh làm cơ sở. Còn có nhiều ủy ban như Ban Xây dựng Đảng chẳng hạn. Mà đồng chí Khổng Ý Hùng đảm nhiệm chính là chánh văn phòng Ban Chỉ huy Đại Quy hoạch, thực chất chính là chánh văn phòng Đại Quy hoạch rồi. Còn về việc có hoàn thành tốt hay không thì không cần Cung Chí Quân tôi phải rông dài nữa. Việc xây dựng Đại Quy hoạch Hoành Không đã làm hơn một năm nay rồi, đã xảy ra vấn đề gì chưa? Không những không có vấn đề gì mà ngược lại còn thành công rực rỡ. Đối với việc di rời, xây dựng đối với một diện tích lớn như vậy, những việc mà đồng chí Ý Hùng làm là rất nhiều, hơn nữa trong công việc đồng chí ấy không để xảy ra sai sót gì, công tác được sắp xếp đâu vào đấy, nhờ đó các phòng ban phía dưới triển khai công việc rất thuận lợi. Từ điểm này mà nói, đồng chí ấy còn chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ sao? Cung Chí Quân nói, ha ha, đồng chí Ý Hùng đã làm một số việc. Tuy nhiên, theo cách nói của đồng chí Cung Chí Quân thì hơi có chút khoa trương. Chẳng lẽ bộ máy đảng ủy tập đoàn chúng ta không làm gì sao? Không cần nói đến người khác, mà ngay như Dương Chấn Đông tôi đây cũng phải chạy lên chạy xuống. Còn Chủ tịch tỉnh Diệp thì càng khỏi phải nói. Đại quy hoạch này, những đồng chí như Chủ tịch tỉnh Diệp mới là có công lao nhiều. Đồng chí Khổng Ý Hùng ấy à, chỉ là triển khai ý của lãnh đạo mà thôi. Dương Chấn Đông nói, khiến cho Diệp Phàm phải cảnh giác, người này ra vẻ tâng bốc mình, nhưng lại đánh vào mặt Khổng Ý Hùng. Lam Tồn Quân và Cung Chí Quân đều cảm thấy ngạc nhiên, hai người liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Nhìn thấy không, ngay cả đồng chí trọng yếu trong bộ máy tập đoàn Hoành Không là đồng chí Dương Chấn Đông cũng nói như vậy. Điều này chứng minh đồng chí Khổng Ý Hùng cũng không phát huy tác dụng nhiều lá trong Đại Quy hoạch Hoành Không. Mà hiện tại chúng ta cần một chánh văn phòng tài năng hơn, thì mới có thể đối diện tiếp xúc với lãnh đạo cấp trên được. Một người mà nhìn thấy lãnh đạo trung ương uống mà chân đứng không vững thì còn làm được gì? Đồng chí Trương Kiệt thì khác hẳn, đồng chí này bản thân là từ trung ương xuống, từng tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cao cấp rồi, chẳng lẽ nhìn thấy lãnh đạo của một bộ hai tỉnh mà chân còn run sao? Cho nên tôi cho rằng đồng chí Trương Kiệt thích hợp hơn với vị trí chánh văn phòng này. Nạp Mãi Đề Lâm nói. Diệp Phàm nhìn Kiều Báo Quốc một cái, hắn cũng cười khổ, ý là bản thân mình và Nạp Mãi Đề Lâm này cũng không vừa gam với nhau. Đồng chí Nạp Mãi Đề Lâm, ông chỉ nghĩ đến quốc vụ viện, nhưng ông không nghĩ là phần lớn công việc của chánh văn phòng ủy ban quản lý này nằm ở các phòng ban phía dưới và một bộ hai tỉnh. Chứ đồng chí từ quốc vụ viện xuống là rất ít, Trương Kiệt từng tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cao cấp, nhưng công tác ở địa phương và công tác ở trung ương là hoàn toàn khác nhau. Nếu công việc phía dưới làm không ra sao thì dù là lãnh đạo quốc vụ viện xuống cũng có khen đồng chí Trương Kiệt làm tốt được hay không. Cho nên đồng chí Ý Hùng thích hợp hơn với vị trí chánh văn phòng này. Kiều Báo Quốc có chút tức giận, nói. Mọi người vừa nhìn, thiếu chút nữa cười lên thành tiếng. Chương 3383, phiếu quan trọng. Các đồng chí hình như đã xem nhẹ một vấn đề. Lúc này Diệp Phàm mới lên tiếng, nhìn mọi người một cái, nói. Đồng chí Ý Hùng không phải chưa từng trải qua công việc tiếp đãi lãnh đạo cao cấp. Ồ, hình như một năm nay không có lãnh đạo cấp phó quốc xuống rồi nhỉ? Dương Chí Thăng thốt ra. Đồng chí Chí Thăng, anh sai rồi. Diệp Phàm lắc đầu nói. Tôi nhầm, đồng chí Diệp Phàm, tôi không biết là mình đã sai ở chỗ nào, xin Chủ tịch tỉnh Diệp hãy chỉ rõ để tôi rút kinh nghiệm. Dương Chí Thăng có chút kỳ lạ.
còn không phải sai sao? Diệp Phàm đột nhiên gõ tay xuống mặt bàn, khí phách mười phần nhìn Dương Chí Thăng trừng trừng. Tôi sai ở đâu, Chủ tịch tỉnh Diệp, mặc dù anh là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh nhưng cũng không thể tự dưng nói tôi sai được. Nếu hôm nay không giải thích hợp lý thì Dương Chí Thăng tôi sẽ khiếu nại lên lãnh đạo cấp trên. Ngọn tà hỏa vì ghen tức Diệp Phàm thăng quan của Dương Chí Thăng bỗng nhiên bạo phát vào lúc này. Còn Phong Hồ Ninh và Nhậm Thời Mãn đương nhiên là vui mừng vì có người đứng ra đấu lại như vậy. Ông còn không sai sao? Là phó chủ nhiệm ủy ban quản lý, là nhân vật số một của thành phố lớn hạng Nam, vậy mà ông lại quên sạch việc chủ tịch Đường đi tuần tra đại quy hoạch Hoành Không chúng ta. Ông nói một năm nay không có lãnh đạo cấp phó quốc nào đến tập đoàn Hoành Không, chẳng lẽ chủ tịch Đường chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở thôi sao? Ngôn từ của Diệp Phàm rất sắc bén. Dương Chí Thăng vừa nghe, nhất thời mặt đỏ bừng bừng. Ha ha, chủ tịch Đường mà là cán bộ cấp giám đốc sở, vậy là cùng cấp với đồng chí Dương Chí Thăng rồi. Sau này nhìn thấy chủ tịch Đường cũng có thể gọi bình thường rồi, là đồng sự mà. Cung Chí Quân châm chọc cười nói. Sắc mặt Dương Chí Thăng từ màu đỏ chuyển thành màu gan lợn. Đồng chí Chí Thăng, ông đã nhận thức được sai lầm của mình chưa? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Tôi, cái này... Dương Chí Thăng ấp úng. Tôi nhất thời quên mất. Dương Chí Thăng thật sự hối hận, lời này nếu như rơi vào tai thủ trưởng thì không biết sẽ thế nào. Ngay cả Nhậm Thời Mãn nhất thời cũng không nghĩ ra cách tương trợ, bởi vì lời này rất nghiêm trọng. Biết sai là được rồi, vừa rồi ông cũng nói yêu cầu tôi giải thích, nếu không sẽ khiếu nại. Nếu đã giải thích rồi, thì ông phải tự xem lại chính mình, về viết một bản tự kiểm điểm rồi nộp lên chỗ tôi. Trong bản kiểm điểm phải nêu rõ mình chưa làm tốt ở điểm nào. Việc chủ tịch Đường đến tuần tra lớn như vậy mà ông cũng quên được thì có chuyện gì ông không quên được chứ? Nói đến đây Diệp Phàm cố ý dừng lại một chút. Điều này chứng tỏ đồng chí Chí Thăng chăn bản không coi việc chủ tịch Đường đến tuần tra ra gì mà. Đồng chí Chí Thăng chỉ chú ý đến một số việc lông gà vỏ tỏi ở dưới thôi. Kiều Báo Quốc vừa nói, Dương Chí Thăng liền đứng dậy nói. Tôi không có ý như vậy. Tôi chỉ là nhất thời không nghĩ ra thôi, chứ làm sao quên được việc chủ tịch Đường đến tuần tra. Lúc đó thành phố hạng Nam còn chuẩn bị rất nhiều, tôi còn triệu tập hẳn một cuộc họp để tiến hành phân công công tác chuẩn bị. Tất cả việc này đều có biên bản ghi lại, đồng chí Tồn Quân là người rõ nhất có đúng không? Ha ha, Bí thư Dương đúng là đã mở cuộc họp đó thật, hơn nữa lúc đó còn cẩn thận phân công. Nhưng tôi cũng có chút buồn lòng, vì một cuộc họp quan trọng như vậy đến tôi còn nhớ. Sao Bí thư Dương lại nhất thời quên mất nhỉ? Đến lúc này mới nhớ ra. Hai, có lẽ là Bí thư Dương mệt mỏi quá, mệt đến nỗi quên mất một số việc. Lam Tồn Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Được rồi, thủ trưởng đến tuần tra là sự thật không phải bàn cãi nữa. Tuy nhiên, lúc đó người phụ trách sắp xếp là Bí thư Đỗ của tỉnh ủy Thiên Vân, chứ đồng chí Ý Hùng chỉ là người chạy việc thôi. Cho nên, cũng không thể đại diện nghênh đón lãnh đạo được đúng không? Phong Hồ Ninh đột nhiên lên tiếng. Điểm này chủ tịch tỉnh Phong có lẽ không rõ bằng tôi, lúc đó người chủ trì lễ nghênh đón chính là đồng chí Khổng Ý Hùng. Đương nhiên, Bí thư Đỗ là người sắp xếp sự vụ chung, có thể nói rằng đồng chí Khổng Ý Hùng làm rất tốt. Hơn nữa, tập đoàn chúng ta không chỉ có chủ tịch Đường đến, mà nhiều lãnh đạo khác cũng đã đến thăm, tất cả đều là do đồng chí Khổng Ý Hùng toàn quyền phụ trách công tác tiếp đãi. Có nhiều kinh nghiệm như vậy. Chẳng lẽ đồng chí Khổng Ý Hùng lại không đảm nhiệm được vị trí tránh văn phòng ủy ban quản lý? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Tôi thấy ý kiến của các đồng chí rất khó để thống nhất lại, mà cấp trên thì đang thúc giục. Hai ngày sau phải báo danh sách lên rồi, hay là giơ tay biểu quyết đi. Nhậm Thời Mãn nói đến đây dừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Ai đồng ý đề cử đồng chí Trương Kiệt giữ chức tránh văn phòng này thì xin mời giơ tay. Tôi đồng ý. Dương Chí Thăng là người giơ tay đầu tiên. Tôi cũng đồng ý. Bành Nhất Khải giơ tay. Tiếp theo là Mộc Thành Trương, Phong Hồ Ninh, Nạp Mãi Đề Lâm, cộng thêm Nhậm Thời Mãn nữa là tất cả có 6 người đồng ý, chỉ cần có một đồng chí nữa đồng ý thì việc đề cử Trương Kiệt được quyết định. Còn những người đồng ý Khổng Ý Hùng lần lượt là Cung Chí Quân, Lam Tồn Quân, Chu Gia Sinh, Mộc Hùng Phi, Kiều Báo Quốc, cộng thêm Diệp Phàm nữa là 6 phiếu. Còn lại chỉ có Dương Chấn Đông. Diệp Phàm và Nhậm Thời Mãn chưa giơ tay. Diệp Phàm và Nhậm Thời Mãn đối nghịch nhau, cho nên quyền quyết định lập tức rơi vào Dương Chấn Đông. Bỗng nhiên không khí trở nên trùng xuống. Đồng chí Dương Chấn Đông, anh có cách nhìn như thế nào? Lúc này, Nhậm Thời Mãn đột nhiên mở miệng,
hai mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn Đông. Diệp Phàm trong lòng chấn động, cảm thấy Dương Chấn Đông sẽ nghiêng về phía Nhậm Thời Mãn. Đồng chí Chấn Đông, anh là phó bí thư đảng ủy kiêm phó tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không, là trụ cột sáng tạo nên tập đoàn Hoành Không, quyết định của anh sẽ liên quan đến sự phát triển của tập đoàn Hoành Không. Diệp Phàm cũng lên tiếng cảnh cáo người này đừng quên thân phận của mình. Đúng vậy, khu kinh tế Hoành Không đã được thành lập rồi. Đây là văn phòng đảng ủy, cơ cấu cao nhất của khu kinh tế. Đồng chí Chấn Đông, quyết định của anh liên quan đến việc triển khai công tác của ủy ban quản lý đấy. Nhậm Thời Mãn mịt mờ chỉ ra mình mới là nhân vật số 1, vì đảng ủy quản lý ủy ban quản lý. Ha ha, khu kinh tế được thành lập dựa trên cơ sở của đại quy hoạch. Tập đoàn Hoành Không cần một vị tổng giám đốc chủ trì công tác của tập đoàn Hoành Không. Đồng chí Chấn Đông, anh thấy việc chọn người làm tổng giám đốc như thế nào? Diệp Phàm cười, ám chỉ Dương Chấn Đông nếu như muốn ngồi vào ghế tổng giám đốc thì phải ngoan ngoãn một chút. Đồng chí Diệp Phàm, hiện tại đang quyết định việc đề cử người, không liên quan gì đến bộ máy đảng ủy Hoành Không. Hãy phân biệt cho rõ. Nhậm Thời Mãn nói, sau đó liếc mắt nhìn Dương Chấn Đông nói tiếp. Huống chi, tập đoàn Hoành Không hiện đã là doanh nghiệp trực thuộc ủy ban quản lý. Về sau tất cả vấn đề bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ cấp phó giám đốc sở của tập đoàn này đều phải đưa ra bộ máy ủy ban quản lý để thảo luận. Ha ha, việc này dù sao cũng phải từng bước mà. Không có bộ máy đảng ủy tập đoàn đề cử thì cũng không thể lên được hội nghị bộ máy ủy ban quản lý khu kinh tế có đúng không? Diệp Phàm cười nói. Ha ha, tập đoàn Hoành Không là cấp dưới của ủy ban quản lý, không lẽ tập đoàn Hoành Không không chấp nhận lãnh đạo của ủy ban quản lý khu kinh tế sao? Nhậm Thời Mãn cũng cười nói, lấy khí thế ép người. Đương nhiên là có rồi, nhưng mà đảng ủy cấp dưới cũng có quyền của mình. Đối với việc bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên bộ máy đảng ủy tập đoàn cũng có quyền rất lớn. Bộ máy đảng ủy ban quản lý cũng có quyền phủ quyết. Nhậm Thời Mãn hừ nói, đương nhiên là có quyền phủ quyết, tuy nhiên, không có quyết định của phía dưới thì bộ máy ủy ban quản lý cũng không có đối tượng để phủ quyết có đúng không? Tôi đồng ý đồng chí Khổng Ý Hùng đảm nhiệm chức chánh văn phòng. Dương Chấn Đông khó khăn nói ra những lời này. Bởi vì y thấy được điểm mấu chốt, nếu hôm nay trở mặt với Diệp Phàm, thì Diệp Phàm sẽ chèn ép mình trong nội bộ tập đoàn. Đến lúc đó, đừng nói là được đề cử, mà ngay cả công việc bình thường thôi cũng bị Diệp Phàm làm cho khổ sở. Nếu bị đẩy đến những chỗ không quan trọng thì về sau đừng có nghĩ làm ra thành tích được. Nếu đã không có thành tích thì Diệp Phàm đương nhiên có lý do để phủ quyết mình. Vốn việc này Nhậm Thời Mãn đã giơ cành ô liu ra, nhưng Dương Chấn Đông cũng do dự. Thật ra y cũng có chút thất vọng. Bởi vì thời gian dài như vậy mà cấp trên chưa có ý tưởng rời Diệp Phàm khỏi ghế tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không. Mà có lẽ Nhậm Thời Mãn có thể dùng quan hệ của mình để giúp đỡ một phen, cho nên Dương Chấn Đông cũng có chút lung lay. Nhưng cuối cùng lại bị lãnh đạo trực tiếp là Diệp Phàm áp chế xuống. Chương 3384, chiến thắng liên tiếp. Nhậm Thời Mãn sắc mặt xanh mét không lên tiếng. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không bỏ qua cho ông ta. Cười nói, bí thư Nhậm, đồng chí Trương Kiệt được 6 phiếu, đồng chí Khổng Ý Hùng được 7 phiếu, cho nên liệu đã quyết định vấn đề chọn người cho chức chánh văn phòng này chưa? Đồng chí Khổng Ý Hùng được thông qua. Nhậm Thời Mãn bất đắc dĩ nói ra câu này. Tiếp theo chúng ta cùng thảo luận vấn đề chọn người cho chức phụ trách ban tuyên giáo. Diệp Phàm nói. Hai ứng viên này Diệp Phàm cũng đã cân nhắc, Đinh Hạo Nhiên đến từ ban tuyên giáo tỉnh Điền Nam, do đồng chí Mộc Hùng Phi thư ký chủ tịch tỉnh Điền Nam giới thiệu. Còn Hứa Phi từ ban tuyên giáo thành phố Hạng Nam, tuy rằng ngoài miệng là do Bành Nhất Khải giới thiệu, nhưng Diệp Phàm cảm thấy người này rất có thể do Dương Chí Thăng giới thiệu. Bởi vì hôm qua Lam Tồn Quân có phân tích, nói Hứa Phi là người của Dương Chí Thăng. Đồng chí Đinh Hạo Nhiên là danh nhân trên mặt trận tuyên giáo của tỉnh Điền Nam chúng tôi, không những có tài viết lách, được đề bạt từ vị trí chủ biên của tòa soạn báo đi lên. Hơn nữa đồng chí này tốt nghiệp chuyên ngành tin tức và tuyên truyền của Đại học Hoa Thanh, và đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành này. Không những thế đồng chí này còn giỏi về giao tiếp. Bí thư địa ủy Giang Hoa Mộc Thành Trương tuy rằng phản đối giới thiệu Khổng Ý Hùng, nhưng lần này lại ủng hộ đồng chí của tỉnh Điền Nam ngồi lên vị trí trưởng ban tuyên giáo này. Đúng vậy. Đồng chí Hạo Nhiên là một chiến sĩ xuất sắc trên mặt trận tuyên truyền của tỉnh Điền Nam, đã từng được bí thư tỉnh ủy Trần Điểm Danh khen ngợi. Còn đồng chí Phi Đồng tuy rằng cũng công tác trên mặt trận tuyên giáo, nhưng dù sao đồng chí ấy cũng không có được kinh nghiệm dày dạn như đồng chí Đinh Hạo Nhiên. Nói về bằng cấp,
đồng chí Hứa Phi chỉ là cử nhân, hơn nữa còn tốt nghiệp ở một trường không mấy danh tiếng. Tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ văn học chứ không phải là chuyên ngành tin tức, luận về tài viết lách thì càng không được như đồng chí Hạo Nhiên. Đồng chí Hạo Nhiên không những công tác ở ban tuyên giáo tỉnh ủy mà còn từng công tác ở ban tuyên giáo trung ương. Cho nên rất thích hợp đối với vị trí trưởng ban tuyên giáo của khu kinh tế Hoành Không này. Chu Gia Sinh cũng phối hợp nói. Trên đời này đúng là có nhiều sự thay đổi bất ngờ, vừa rồi ở vấn đề chọn người giữa Trương Kiệt và Khổng Ý Hùng, Chu Gia Sinh và Mộc Thành Trương không đi cùng một đường, còn bây giờ thì ngược lại. Cho nên, trong cuộc họp đảng ủy, những thay đổi bất ngờ là rất nhiều. Có thể ở việc trước hai người hợp tác với nhau, nhưng ở việc sau lại là đối thủ âm thầm của nhau. Công tác tuyên giáo được trải ra trên phạm vi rất rộng. Đồng chí Hạo Nhiên tuy rằng từng công tác ở ban tuyên giáo tỉnh ủy Điền Nam, nhưng theo tôi được biết, đồng chí ấy cũng không có nhiều kinh nghiệm ở các mặt công tác khác. Còn đồng chí Hứa Phi đã từng công tác ở một mảng công tác lớn. Tuy rằng bằng cấp không cao như đồng chí Hạo Nhiên, nhưng bằng cấp chưa chắc đã thể hiện được năng lực công tác của từng người. Rất nhiều những tỷ phú đều có bằng cấp thấp đó thôi. Hơn nữa, so với đồng chí Hạo Nhiên, đồng chí Hứa Phi quen thuộc với khu kinh tế Hoành Không hơn. Còn đồng chí Hạo Nhiên có lẽ còn lạ lẫm hơn đối với công việc của khu kinh tế. Cho nên tôi cho rằng đồng chí Hứa Phi thích hợp hơn. Dương Chí Thăng nói. Đồng chí Chí Thăng, anh nói không đúng rồi. Chuyện bằng cấp cao năng lực thấp đúng là có rất nhiều, nhưng lại không đúng đối với trường hợp của đồng chí Đinh Hạo Nhiên. Vừa rồi tôi cũng đã nói rồi, đồng chí Hạo Nhiên không những có tài viết lách rất tốt, hơn nữa còn là người có tố chất tốt trong việc đưa tin tức. Huống chi, giải thưởng tin tức của Trung ương kia trao cho một người không có năng lực sao? Đồng chí Chí Thăng như vậy là nghi ngờ con mắt của lãnh đạo cấp trên rồi. Mộc Hùng Phi nói, nhìn từ tính đặc thù của khu kinh tế Hoành Không, đồng chí Hứa Phi công tác ở ban tuyên giáo hạng Nam nhiều năm, đối với tập đoàn Hoành Không đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Đồng chí ấy thích hợp hơn đối với vị trí này. Phong Hồ Ninh nói, từ phương diện công tác ở địa phương đồng chí Đinh Hạo Nhiên đúng là không bằng đồng chí Hứa Phi thật, nhưng khu kinh tế Hoành Không được xây dựng trên cơ sở đại quy hoạch Hoành Không. Nó bao gồm một số khu vực và doanh nghiệp phía dưới của một bộ hai tỉnh, con mắt của người phụ trách ngành tuyên giáo sẽ quyết định công tác tuyên truyền có mở rộng được hay không. Đồng chí Hứa Phi công tác ở địa phương, nhưng cũng vì vậy mà bó hẹp tầm nhìn của đồng chí ấy. Còn mảng công tác tuyên giáo của khu kinh tế cần một người đứng đầu có tầm nhìn xa trông rộng, tầm nhìn hẹp sẽ hạn chế đối với công tác tuyên truyền. Cho nên đồng chí Đinh Hạo Nhiên phù hợp với vị trí này hơn. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm vừa tỏ thái độ. Đám người Cung Chí Quân và Kiều Báo Quốc cũng lần lượt tấn công mạnh mẽ. Kết quả khi biểu quyết, Đinh Hạo Nhiên giành được 8 phiếu áp đảo so với 5 phiếu của Hứa Phi, được đề cử giữ chức trưởng ban tuyên giáo. Dương Chí Thăng sắc mặt trắng bệch, người này vốn muốn đem thủ hạ của mình vào khu kinh tế, không ngờ lại bị chết trong lượt đạn đầu tiên như vậy. Vấn đề thảo luận thứ ba chính là chọn người cho chức phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, bởi vì khu kinh tế Hoành Không khởi điểm cao. Ngay cả người phụ trách ban nhân sự của tập đoàn Hoành Không phía dưới đã có cấp bậc phó giám đốc sở tham chiếu rồi. Cho nên, quy cách của ban tổ chức khu kinh tế Hoành Không đương nhiên phải là giám đốc sở rồi. Do đó, cấp bậc này phải được tỉnh ủy Thiên Vân quyết định bổ nhiệm. Còn tỉnh ủy trao quyền giới thiệu chức phó thường trực này cho ủy ban quản lý khu kinh tế. Tiếp theo chúng ta cùng thảo luận việc giới thiệu đồng chí Thái Trung Thiên và đồng chí Trần Nguyên Đông. Nhậm Thời Mãn vẻ mặt nghiêm túc. Thật ra việc đề cử Thái Trung Thiên là do phía Diệp Phàm đưa ra. Dù sao, Thái Trung Thiên cũng đứng về phía Diệp Phàm và Lam Tồn Quân. Cho tới giờ vẫn chưa có được cơ hội để trao cho Thái Trung Thiên. Lần này là một cơ hội tốt, còn Trần Nguyên Đông là do Phó Chủ tịch tỉnh Phong Hồ Ninh giới thiệu. Theo lý mà nói Diệp Phàm nên ủng hộ Trần Nguyên Đông, bởi vì Trần Nguyên Đông vẫn là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoành Không. Hơn nữa, có tin tức nói rằng Trần Nguyên Đông là do Chủ tịch tỉnh Khúc sắp xếp xuống dưới. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy Trần Nguyên Đông này vừa xuống tập đoàn Hoành Không hình như có chút không thuận theo mình. Hơn nữa, gần đây Trần Viên Kiều cũng có chút ý kiến với mình, như vậy, giống như Trần Nguyên Đông vừa xuống đã có hướng thay đổi quy cách của bộ máy đảng ủy tập đoàn. Diệp Phàm cảm giác được, có vẻ như Dương Chấn Đông, Trần Nguyên Đông và Trần Viên Kiều có xu hướng liên thủ với nhau để đối địch lại với mình. Đồng chí Trần Nguyên Đông từ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh xuống, trước kia từng công tác ở ban tổ chức tỉnh ủy. Có kinh nghiệm phong phú trong mảng công tác tổ chức nhân sự. Đồng chí này đảm nhiệm chức phó trưởng ban thường trực của ban tổ chức khu kinh tế là thích hợp nhất.
Còn đồng chí Thái Trung Thiên tuy rằng là phó bí thư thành ủy quản lý công tác đảng quần chúng, nhưng lại không có kinh nghiệm ở công tác tổ chức nhân sự này. Cho nên tôi cho rằng đồng chí Trần Nguyên Đông thích hợp hơn. Dương Chí Thăng lại tiếp tục nã pháo. Theo lý mà nói Dương Chí Thăng không nên bỏ phiếu cho Trần Nguyên Đông, bởi vì Trần Nguyên Đông là phó tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không. Tuy nhiên, so với Thái Trung Thiên mà nói, Dương Chí Thăng càng hận Thái Trung Thiên hơn. Bởi vì Thái Trung Thiên muốn liên kết với Lam Tồn Quân, trong hội nghị thường vụ hạng Nam, thường xuyên gây khó dễ cho Dương Chí Thăng. Hơn nữa, từ khi Thái Trung Thiên và Lam Tồn Quân liên thủ, hội nghị thường vụ hạng Nam này dần có nguy cơ không thể khống chế được. Nguy cơ này quanh quẩn trong đầu Dương Chí Thăng, không có cách nào tiêu trừ được. Mà Dương Chí Thăng cũng kiêm cả chức phó bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành Không. Trong cuộc họp đảng ủy tập đoàn, Dương Chí Thăng đã nhìn ra được điều gì đó. Nếu kéo được cả Dương Chấn Đông, Trần Viên Kiều và Trần Nguyên Đông vào cùng một mạng lưới, thì cả mình nữa sẽ có 4 phiếu. Điều này ít nhất cũng đủ để gây khó khăn cho Diệp Phàm, nghĩ đến đây trong lòng Dương Chí Thăng thật sự sảng khoái. Chương 3385, đồng chí này rất mạnh. Đương nhiên, Dương Chí Thăng cũng hiểu được, muốn làm được điều gì đó ở tập đoàn Hoành Không là không có khả năng. Dù sao, Diệp Phàm vẫn là cây đại thụ ở đó, bất luận là ai cũng không thể đẩy ngã được. Ha ha, trước kia đồng chí Thái Trung Thiên là bí thư thị ủy Đồng Tây. Sau này điều đến nhận chức phó bí thư thành ủy hạng Nam, phân công quản lý công tác đảng quần chúng. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ khả năng của đồng chí Thái Trung Thiên rất mạnh, suy nghĩ vượt qua thử thách. Bằng không, làm sao có thể từ vị trí bí thư thị ủy từng bước ngồi lên vị trí phó bí thư thành ủy hạng Nam? Đồng chí có năng lực như vậy đến đảm nhiệm chức phó thường trực ban tổ chức của khu kinh tế lại không thể đảm nhiệm được sao? Còn đồng chí Trần Nguyên Đông làm việc ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nói trước kia đã công tác một thời gian ngắn ở ban tổ chức tỉnh ủy. Tuy nhiên, theo tôi được biết, trong thời gian đồng chí Trần Nguyên Đông làm việc ở ban tổ chức tỉnh ủy cũng không có đảm nhiệm vị trí công tác nào quá quan trọng cả. Lam Tồn Quân ra sức phân tích. Bí thư và chủ tịch thành phố hạng Nam đánh nhau không phải trên hội nghị thành ủy thành phố hạng Nam, mà là ở trên hội nghị tranh phong của Ủy ban Quản lý, cũng là chuyện mới xuất hiện. Đây giống như là chiến trường không phải chỉ là chỗ ngồi. Chỉ là người sai vặt thôi. Cung Chí Quân nói một câu khiến cho vài đồng chí đều phải cố gắng nín cười trong bụng. Đồng chí Chí Quân, nghiêm túc một chút đi. Thảo luận thì thảo luận, ngay cả câu, người sai vặt, cũng có thể nói ra. Đều là làm việc vì nước Cộng Hòa mà, công việc chẳng thể phân biệt được địa vị, không thể nói những nhân viên làm việc bình thường ở bên dưới đều là người sai vặt được. Làm người sai vặt cho ai? Chúng ta làm lãnh đạo cũng không phải là ông chủ có phải không? Mọi người đều bình đẳng, anh nói như vậy là không được. Đây là tư tưởng của thời phong kiến. Nhậm Thời Mãn lập tức sụ mặt xuống nói Cung Chí Quân một bài. Đúng vậy, tôi chỉ nói một cách ví dụ thôi. Chẳng lẽ người ta ví von cũng không được sao? Cũng không cần phải rầm rộ án văn học Càn Long, hoặc là nói đến cái thời đại đốt sách chôn người tài. Đảng ủy là một tập thể thảo luận dân chủ quyết định chuyện đại sự của khu kinh tế. Tất cả những gì nếu có thể hỗ trợ cho việc giải thích thì đều có thể nói ra có đúng không? Còn nói là người hầu và ông chủ là điều không thể được, đó là tư tưởng phong kiến. Chúng ta đều là các đồng chí ở thời đại mới, lại còn có thể bị nhiễm cái loại tư tưởng phong kiến này. Tại đây, bí thư Nhậm là bên trái phải không? Cung Chí Quân mới bất chuyệt ban tổ chức tỉnh ủy, liền quay trở về với quá khứ. Hơn nữa, còn muốn ám chỉ tư tưởng của Nhậm Thời Mãn đã lỗi thời. Đồng chí Chí Quân, bí thư Nhậm là người đứng đầu của Ủy ban Quản lý. Vừa rồi ông ấy phê bình anh vài câu không được sao? Đảng ủy Ủy ban chính là nơi làm việc rất nghiêm túc, đặc biệt việc giới thiệu các vị trí quan trọng cũng rất nghiêm túc. Người sai vặt cũng có chút không nghiêm túc, Đảng ủy Ủy ban Quản lý cũng không phải là cái chợ, mọi lời ăn tiếng nói hành động đều đại diện cho cấp lãnh đạo nòng cốt của khu kinh tế. Người lãnh đạo phải là người có phẩm chất, không thể so với người bán hàng được. Phong Hồ Ninh cùng với Nhậm Thời Mãn áp chế Cung Chí Quân. Đảng ủy Ủy ban Quản lý đương nhiên không phải là cái chợ, nhưng Đảng ủy chính là nơi thảo luận dân chủ của địa phương, cũng không phải là không cho mọi người nói chuyện về địa phương. Nói cũng không để cho người ta nói mà lại bảo là do tập thể bàn bạc quyết định sao. Đồng chí Chí Quân cũng không có nói lời thô tục trong Đảng ủy Ủy ban. Người sai vặt, ở đây cũng là thuật ngữ dùng trong điện ảnh. Vừa có chút tính nghiêm túc vừa có sự so sánh càng có thể làm cho người ta lý giải được, càng dễ hiểu hơn.
mà ba chữ, người sai vặt, cũng không có tục tằng gì cả. Đồng chí Hồ Ninh, ba chữ, không nghiêm túc, ông lý giải ở trên có chút lệch lạc. Chuyện này tôi phải góp ý với ông một chút, không thể cậy mình là thành viên trong bộ máy ủy ban quản lý mà áp đặt có phải không? Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, vừa nói những lời này ra khiến cho Phâu Ninh Hồ Ninh thiếu chút nữa lệch cái mũi. Cho dù thời gian làm phó chủ tịch tỉnh có dài hơn so với Diệp Phàm, hơn nữa, vị trí trong bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh Thiên Vân cao hơn so với Diệp Phàm. Thế nhưng, ở trong bộ máy đảng ủy khu kinh tế Hoành Không vị trí lại thấp hơn so với Diệp Phàm. Điều này khiến cho đồng chí Phong Hồ Ninh buồn bực thậm chí cảm thấy phẫn nộ. Đồng chí Diệp Phàm, nếu như những lời nói đó có lệch lạc, anh cũng không thể đại diện để lý giải chính xác được có phải hay không. Tốt nhất là lấy biểu quyết của các đồng chí mới chính xác. Nếu không chiếm được sự đồng ý của các đồng chí, cho dù là anh tự cho lời, lý giải của mình là lời nói quyền uy, thế nhưng, người đó có tán thành đâu. Phong Hồ Ninh tức giận, lập tức phản bác. Ha ha, đây chẳng phải chứng minh rằng những lời anh vừa nói có lầm sao. Lời này chính là anh nói ra trước, tôi chỉ luận sự một chút thôi. Mà vừa rồi anh cũng đã thừa nhận quan điểm của tôi là đúng đắn rồi. Thì không thể là lấy lời lý giải của cá nhân để đại diện cho toàn thể các đồng chí trong ủy ban quản lý có phải không? Cho nên, vừa rồi những lời anh vừa phê bình đồng chí Cung Chí Quân cũng có phần lệch lạc một chút. Diệp Phàm nở nụ cười. Phong Hồ Ninh nghe thấy, thiếu chút nữa là tiếc nứt ruột. Điều đó chứng tỏ mình đã nói sai, Diệp Phàm nói là chính xác. Được rồi, chúng ta tiếp tục thảo luận giới thiệu hai đồng chí. Cũng đừng lạc đề. Nhậm Thời Mãn vừa thấy Phong Hồ Ninh tức giận, nhanh chóng thay đổi mục tiêu. Thấy không, bí thư Nhậm cũng nói tránh lạc đề, từ tránh lạc đề, cũng là từ phổ thông hay dùng, kết hợp với, nếu cùng chân, có thể tăng thêm hiệu quả. Hơn nữa, lập tức nghe xong chúng ta có thể hiểu được ý của bí thư Nhậm có phải không? Cung Chí Quân cười nói, mặt của Phong Hồ Ninh thiếu chút nữa thành mặt heo, hừ nói. Đây là hai chuyện khác nhau. Tại sao lại là hai chuyện khác nhau? Rõ ràng là cùng loại từ thôi. Lam Tồn Quân hừ một tiếng. Anh chứng minh xem hai từ này cùng loại từ ở địa phương nào, đồng chí Lam Tồn Quân, anh giải thích một chút đi. Phong Hồ Ninh tức giận, trừng mắt về phía Lam Tồn Quân. Ha ha, người sai việc và sai việc chỉ kém nhau có một từ. Nghe khẩu âm thì không khác nhau lắm, chẳng lẽ không là cùng loại từ sao? Lam Tồn Quân hừ lạnh nói. Căn bản là người này không phục Phong Hồ Ninh. Một người không phải phó chủ tịch tỉnh, nhà của Lam gia cũng không thể so với nhà của Phong gia được. Hơn nữa, tỉnh Thiên Vân còn có Diệp Phàm, có Ninh Chí Hòa giúp đỡ còn sợ cái gì chứ? Được rồi, đồng chí nào nhắc lại chuyện này tôi sẽ phê bình người đó. Thiếu chút nữa đồng Nhậm Thời Mãn muốn điên lên. Một bí thư ủy ban quản lý nói chuyện mà không ai nghe, còn bàn luận chuyện, sai để phá chuyện này. Cái này căn bản là để khiêu chiến quyền uy của Nhậm Thời Mãn. Cho dù là đồng chí Lam Tồn Quân, Cung Chí Quân hay là Phong Hồ Ninh, cũng không nghe lời của mình. Cũng không bàn chuyện với ông ta, bởi vậy, Nhậm Thời Mãn tức giận đến mức đập tay xuống bàn, vài tiếng đập bàn vang lên, vẻ mặt ông ta nghiêm túc trừng mắt lên liếc nhìn ba đồng chí một cái, nói. Sau này cần phải chú ý, chuyện gì cần bàn luận mới bàn luận. Đừng đem chuyện ở ngoài không quan trọng vào để bàn luận. Chuyện chính sự không có liên quan sẽ không được bàn ở đảng ủy ban. Thời gian của chúng ta có hạn, các đồng chí đều có rất nhiều việc để làm, cuộc họp ủy ban quản lý không phải để uống trà nói chuyện phiếm với nhau. Chúng ta phải chú ý đến hiệu suất của cuộc họp, cứ thảo luận vấn đề như mọi người cần phải thảo luận đến ngày tháng năm nào chứ. Vậy ủy ban quản lý của chúng ta cũng chỉ vô dụng giống như mấy bác bán rong ngoài chợ rông dài chuyện cho hết ngày thôi có phải hay không? Ủy ban quản lý muốn tiếp tục hoạt động, cần phải triển khai công việc, còn muốn kiểm tra lệnh dưới cùng hay không? Một số vấn đề không trọng tâm. Nhậm Thời Mãn nói xong cảm thấy thật sự thoải mái nhẹ nhàng, cuối cùng cũng có cơ hội để trút đi sự bất mãn vì Trương Kiệt không được lựa chọn ban nãy. Hơn nữa, Trương Kiệt không được chọn, Nhậm Thời Mãn cũng có chút bất mãn với Phong Hồ Ninh. Cảm thấy được Phong Hồ Ninh là người không mạnh mẽ cho lắm, việc duy trì sự mạnh mẽ còn chưa cao. Còn vấn đề mấu chốt của sự thành bại bây giờ là Dương Chấn Đông. Đồng chí Thái Trung Thiên đã quen thuộc với cán bộ tập đoàn Hoành Không, nếu như có thể đảm nhiệm chức vụ lời nói có thể đi vào lòng người rất nhanh. Đối với đồng chí Nguyên Đông phỏng chừng còn phải mất một thời gian ngắn mới hiểu rõ.
nếu chưa làm quen công tác tổ chức cán bộ liền không thể làm ngay được. Hơn nữa, nếu dùng người không chính xác, sẽ tạo cho khu kinh tế Hoành Không một thương tổn rất lớn. Đồng chí Mộc Hùng Phi nói, lãnh đạo cấp trên thúc giục chúng ta mau chóng thành lập các đơn vị, chính là vì muốn phát huy được tác dụng của Ủy ban Quản lý khu kinh tế. Mà một đồng chí cán bộ đã quen tình hình ở khu kinh tế Hoành Không có thể tiếp cận công việc một nhanh và hiệu quả. Cũng phù hợp với ý tứ của lãnh đạo. Mộc Thành Trương nói, tuy nói đồng chí Trần Nguyên Đông không thể thăm dò chi tiết tình hình cán bộ trong vài ngày, nhưng mà, đồng chí Trần Nguyên Đông sắp sửa đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban tổ chức. Nhân viên làm việc phía dưới, mà đại đa số nhân viên công tác ở khu kinh tế Hoành Không đều được điều động đến. Có đồng chí này hỗ trợ, tinh thần đồng chí Nguyên Đông sẽ tăng lên gấp đôi, còn có chuyện gì không giải quyết được chứ? Ví dụ như chúng ta đến đây, chẳng lẽ mỗi đồng chí xuống đây đều là do địa phương đề bạt tới? Không cần nói đâu xa, chỉ cần nói ở đây. Bí thư Nhậm và chủ nhiệm Diệp của Ủy ban Quản lý chúng ta đều là các đồng chí ở trên hoặc tỉnh ngoài tới. Làm việc có xuất sắc không? Bành Nhất Khải nói. Chúng ta cần một đồng chí có thể nhanh chóng tiếp cận công việc, để có thể triển khai công việc. Diệp Phàm nói. Tôi cũng cho rằng như vậy, một người có thể mau chóng tiếp cận sẽ rất có lợi cho việc triển khai công việc tổ chức của khu kinh tế. Bằng không, bước đi của khu kinh tế sẽ chậm lại. Đây là điều bất lợi cho sự phát triển của khu kinh tế. Chu Gia Sinh nói. Nhậm Thời Mãn nhìn thấy hôm nay dường như có điều không ổn. Ba vị đồng chí của tỉnh Điền Nam đều giúp đỡ cho Diệp Phàm. Hơn nữa, Diệp Phàm còn có Lam Tồn Quân, Cung Chí Quân cùng với Kiều Báo Quốc, chắc chắn nắm trong tay 7 phiếu. Đã vượt quá 5 phiếu. Hơn nữa còn không biết phiếu của Dương Chấn Đông sẽ về phía bên nào. Vì thế, Nhậm Thời Mãn nhíu mày, vung tay lên, nói. Giờ đã 12 giờ trưa, các đồng chí họp từ sáng đến giờ, chắc cũng đã đói rồi. Tôi nghĩ như vậy đi, tạm thời không cần thảo luận về vấn đề người thứ ba, để kỳ họp sau sẽ đề nghị. Tan họp. Nhậm Thời Mãn nói xong đứng dậy đi đầu tiên. Diệp Phàm cũng không nhắc lại, coi như hôm nay đã gặt hái được rất nhiều. Cũng phải để cho đồng chí Nhậm Thời Mãn giữ chút thể diện chứ. Dù sao, người ta cũng là người đứng đầu. Thế của đồng chí Diệp Phàm rất mạnh. Vừa sang đầu giờ chiều, Phong Hồ Ninh gọi điện thoại báo cáo chủ tịch tỉnh Khúc. Chương 3386, không phải cường thế mà là bá thế. Anh nói những lời như vậy đã là quá khách khí đối với hắn, thế của hắn không phải là mạnh, mà là bá thế. Chủ tịch tỉnh Khúc ha hả cười nói. Xem ra, vẫn là chủ tịch tỉnh Khúc hiểu đồng chí này nhất. Phong Hồ Ninh nói. Có đúng như thế không, nghe nói hôm nay các anh mở cuộc họp đảng ủy. Trên hội nghị đồng chí Thời Mãn bị đánh cho tơi bời, cuối cùng phải dùng đến quyền bí thư để phủ quyết. Khúc Chí Quốc nói. Ừ, Diệp Phàm đã cho người lên rồi. Phỏng chừng Diệp Phàm đã sớm qua lại với Mộc Hùng Phi của Điền Nam. Mà riêng Diệp Phàm đã nắm chắc 4 phiếu, còn 1 phiếu của đồng chí Dương Chấn Đông. Hơn nữa tỉnh Điền Nam có 3 phiếu, nắm chắc thắng lợi đối với đảng ủy ban. Tình hình vòng thứ nhất còn đỡ hơn một chút. Đồng chí bí thư địa khu Giang Hoa Mộc Thành Trương và đồng chí Mộc Hùng Phi thật ra không đồng nhất ý kiến. Cho dù đợt thứ hai nghiêng về một phía, vòng thứ ba lại có nguy cơ, còn không có chuyện ba vị đồng chí Điền Nam đều tỏ thái độ. Còn đề nghị cái gì, đồng chí Thời Mãn không thể không vận dụng quyền phủ quyết. Bằng không, còn bị mất mặt, đó thật đúng là thất bại thảm hại. Đương nhiên, vận dụng quyền của bí thư để phủ quyết cũng là mất mặt. Thật ra bí thư không thể biết trước được các tình huống trong hội nghị thường ủy. Nhưng mà, so sánh với vòng thứ ba còn đỡ hơn. Phỏng chừng đồng chí Thời Mãn cũng cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng lựa chọn cách hơi mất thể diện một chút đó là quyền phủ quyết của bí thư. Mà Diệp Phàm cũng không có quấy rầy. Phong Hồ Ninh nói. Ha ha, xem ra, đồng chí Diệp Phàm cũng không ngang ngược quá mức. Vẫn giữ cho Thời Mãn một chút thể diện. Khúc Chí Quốc cười nói. Tuy nhiên, Hồ Ninh. Hẳn là anh cũng nhìn thấy trong đó vẫn có chỗ để bắt tay có phải không? Nhưng có một chuyện xấu đó chính là quan hệ của Mộc Thành Trương và Mộc Hùng Phi không thực sự thân thiết. Đối với đại cục của Điền Nam hai người hợp thành một. Nhưng mà, khi không có quan hệ đến tỉnh Điền Nam dường như hai người có chút phân kỳ. Phong Hồ Ninh nói, đồng chí ấy có thể thò tay vào. Khúc Chí Quốc hỏi, dường như Mộc Thành Trương có chút đung đưa, còn sau hai đợt thảo luận hôm nay. Dường như Mộc Hùng Phi đã thỏa thuận xong với Diệp Phàm. Cho dù là ủng hộ nhau, nhưng mà, Mộc Hùng Phi cũng không có quyết tâm đi theo Diệp Phàm.
Bọn họ chỉ mới quan hệ với nhau. Nếu như Mộc Hùng Phi có thể kết minh với Diệp Phàm, Nhậm Thời Mãn cũng có thể kết minh với chúng ta. Nếu như ba vị đồng chí ở tỉnh Điền Nam đều có thể đồng lòng. Nếu chịu hợp tác, lực lượng của chúng ta cũng không kém so với Diệp Phàm, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Phong Hồ Ninh nói, muốn kéo Mộc Hùng Phi qua phỏng chừng không phải dễ dàng, dù sao, trước mắt ở trong đảng ủy ban còn có đồng chí Dương Chí Thăng. Nếu như có thể hạ quyết tâm kéo đồng chí Dương Chấn Đông qua đây, vậy sẽ có 3 phiếu. Cộng lại còn có 6 phiếu. Nhưng mà, nếu như Mộc Hùng Phi lựa chọn hợp tác với Diệp Phàm thì còn có 7 phiếu, hoàn toàn có thể quyết định đại cục của hội nghị thường ủy. Việc hợp tác với anh còn không thể ràng buộc, nếu bọn họ cùng lựa chọn hợp tác với đồng chí Nhậm Thời Mãn, thì mọi chuyện còn hỏng bét. Cho nên, ánh mắt đạo sĩ của đồng chí Mộc Hùng Phi đã sớm nhìn ra vấn đề trong đó. Tạm thời cứ ai mạnh hắn sẽ lựa chọn kết minh với nhà đó. Đương nhiên, tỉnh Điền Nam có tới 3 đồng chí không đồng lòng, nhưng thật ra có thể phân tách bọn họ. Ví dụ, kéo đồng chí Mộc Thành Trương hoặc Chu Gia Sinh đến, lập tức 3 xe ngựa của Điền Nam liền tan. Đương nhiên, việc thực hiện so với lời nói có chút khó khăn. Dù sao, Mộc Hùng Phi cũng là trợ lý chủ tịch tỉnh Điền Nam, cán bộ cấp phó chủ tịch tỉnh. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Mộc Thành Trương cùng Chu Gia Sinh cũng phải nghĩ tới đồng chí cấp dưới có phải hay không. Lập luận phân tích của Khúc Chí Quốc thật sắc sảo. Đúng vậy, tuy nhiên, nghe nói đứng sau Chu Gia Sinh là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Điền Nam đồng chí Bạch Vạn Thăng. Mộc Thành Trương có thể ngồi vào vị trí nhân vật số 1 địa ủy Giang Hoa, điều đó chứng tỏ còn khỏe hơn cả so với Bạch Vạn Thăng. Phỏng chừng việc phân công quản lý đảng đoàn không phải là Trần Cự Đức mà là Dương Khai Thành. Đôi khi Chu Gia Sinh và Mộc Thành Trương rất chú ý đến ý tưởng. Nhưng mà, cũng không phải tất cả đều đồng lòng. Vòng thứ nhất hôm nay liền biểu hiện ra ngoài, Mộc Thành Trương và Mộc Hùng Phi không đồng lòng. Đến bây giờ Chu Gia Sinh còn đi theo bước Mộc Hùng Phi. Phỏng chừng có quan hệ từ trước kia lúc Diệp Phàm đảm nhiệm chức vụ bí thư địa khu Giang Hoa. Quan hệ giữa hai đồng chí Chu Gia Sinh và Diệp Phàm đã sâu đậm. Mặt khác hai đồng chí này còn kết minh với nhau, mà Chu Gia Sinh và Diệp Phàm có quan hệ bạn bè. Phong Hồ Ninh nói, trên đời này không có bạn bè mãi mãi, cũng không có liên minh nào không thể phá vỡ nổi. Chỉ cần thời thế thay đổi, sự việc biến đổi, bản thân mình đều có thể thay đổi. Anh muốn ở lại làm trong Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế. Phải kết giao với vài vị đồng chí mới được. Bằng không, hai đồng chí là anh và Dương Chí Thăng. Sức mạnh của hai người là quá yếu, mà phỏng chừng không lâu sau đó đồng chí Nhậm Thời Mãn có thay đổi. Đến lúc đó, ngược lại lực lượng của ông ta so với anh còn mạnh hơn một chút. Đến lúc đó, phỏng chừng đồng chí Dương Chấn Đông sẽ nghiêng ngay về phía đồng chí Nhậm Thời Mãn. Đột nhiên Khúc Chí Quốc thở dài. Nhậm Thời Mãn sẽ có thay đổi, lời này có hàm ý gì? Anh ta vừa đến Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế Hoành Không, chẳng lẽ lại bị điều đi đâu rồi, không thể nào đâu. Phong Hồ Ninh thấy có chút khó hiểu trong chuyện này. Làm sao có thể điều đi được, nhưng mà, lần trước trong tổ có tuyên bố không nói cấp trên lãnh đạo Nhậm Thời Mãn là ai? Khúc Chí Quốc hỏi. Việc này không hiểu được, đồng chí Nhậm Thời Mãn là bí thư đảng ủy ban quản lý. Mà cấp trên lãnh đạo trực tiếp của Khu Kinh tế Hoành Không chính là tỉnh Thiên Vân. Còn tỉnh Điền Nam và Ủy ban Quốc tư chỉ là giúp đỡ quản lý thôi. Có chuyện đại sự gì thông báo cho bọn họ, còn bình thường bọn họ không trực tiếp can thiệp. Nếu khu kinh tế đều do tỉnh Thiên Vân quản lý, đương nhiên lãnh đạo cấp trên của đồng chí Nhậm Thời Mãn chính là Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân có phải không? Phong Hồ Ninh nói. Sai rồi, Hồ Ninh, chắc chắn là anh sai rồi. Trong việc bổ nhiệm đồng chí Nhậm Thời Mãn, ban tổ chức trung ương đã đưa ra ý kiến về cấp trên không rõ ràng. Kỳ thật, anh cũng hiểu rõ, khu kinh tế là do hai tỉnh hợp tác quản lý, nhưng tỉnh Thiên Vân chiếm tỷ trọng lớn nhất thôi. Còn hiện tại đồng chí Nhậm Thời Mãn chỉ xem như tạm thời xuống đây để giữ chức thôi. Còn không có rõ cấp lãnh đạo bên trên của anh ta. Chẳng bảo lâu nữa sẽ rõ ràng thôi. Khúc Chí Quốc nói. Rõ ràng, chủ tịch tỉnh Khúc cho rằng cấp trên của anh ta phải là ai? Phong Hồ Ninh hỏi dò. Được rồi. Tôi cũng không đáng qua loa với anh nữa. Phỏng chừng không đến 10 ngày, đồng chí Nhậm Thời Mãn vừa được bổ nhiệm xuống dưới. Nếu như tôi đoán không sai, trong hội nghị thường ủy tỉnh Thiên Vân chúng ta sẽ có điều chỉnh. Trong lời nói Khúc Chí Quốc tràn đầy sự tiếc nuối. Chẳng nhẽ đồng chí Nhậm Thời Mãn sẽ vào trong hội nghị thường ủy tỉnh.
Phong Hồ Ninh chấn động, vội vàng hỏi. Bởi vì, đương nhiên là bản thân đồng chí Phong Hồ Ninh cũng muốn tiến vào. Nếu có cơ hội dù sao cũng muốn tranh thủ đi một chút. 80% sẽ là như thế này, Hồ Ninh, cơ hội lần này của anh không lớn, bởi vì, anh vừa ở vị trí phó chủ tịch tỉnh. Anh muốn, nhậm thời mãn vừa tiến vào bên trong hội nghị thường ủy, quyền và lời nói trong ở vị trí bây giờ đương nhiên là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, đối với một số đồng chí trong ủy ban quản lý khu kinh tế có cảm giác rất áp bách. Lúc trước đồng chí nhậm thời mãn không thể đe dọa được các đồng chí cấp dưới. Thế nhưng một khi anh ta đã tiến vào bên trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí cấp dưới nhất định sẽ phải chịu áp lực. Khi cấp dưới phản đối quyết định của nhậm thời mãn thì bắt buộc phải suy nghĩ đến việc ở hội nghị thường ủy sau này có bị đồng chí này trả đũa hay không. Đây chính là điểm chính, trong khi đó Diệp Phàm và anh không được vào thường ủy, thì không thể tạo cho cấp dưới cảm giác bị ép như vậy. Đến lúc đó, uy thế của Diệp Phàm bị giảm xuống. Còn anh càng bị yếu thế hơn. Khúc Chí Quốc nói, nhậm thời mãn vừa vào, phỏng chừng đồng chí Dương Chấn Đông sẽ về phía anh ta. Hơn nữa, nhất định là hai đồng chí Lam Tồn Quân, Cung Chí Quân cũng có áp lực nhất định. Chỉ có đồng chí Kiều Báo Quốc là không thể thay đổi không bị kéo về phía nhậm thời mãn. Nếu như hai đồng chí kia bị nhậm thời mãn kéo về, lực lượng của anh ta sẽ thành bốn. Còn Diệp Phàm chỉ có hai. Hơn nữa, đến lúc đó việc lựa chọn hợp tác của các đồng chí ở tỉnh Điền Nam sẽ khó khăn. Bởi vì, nếu hợp tác cùng Diệp Phàm sẽ có 5 phiếu, nhưng cũng có thể hợp tác với nhậm thời mãn. Phong Hồ Ninh nói, nếu hai đồng chí Cung Chí Quân, Lam Tồn Quân gia nhập vào phe của thời mãn, vậy anh cũng sẽ không phải là 4, mà là 5. Khúc Chí Quốc nói, hơn nữa, đồng chí Dương Chấn Đông nữa cũng qua 4. Phong Hồ Ninh có chút không tin. Ha ha, còn có đồng chí Bành Nhất Khải do nhậm ra tiến cử nữa. Anh ta không giúp nhậm thời mãn thì giúp ai? Quan hệ của đồng chí Bành Nhất Khải và nhậm thời mãn không khác quan hệ của Diệp Phàm và Kiều Báo Quốc là mấy. Tuy rằng bọn họ không phải thân thích, nhưng mà trong vòng của nhậm gia. Khúc Chí Quốc nói. Thì ra là thế. Nhất thời Phong Hồ Ninh cảm giác bả vai của mình chưa từng có sức ép lớn như vậy, vốn là cũng nghĩ đến khu kinh tế Hoành không làm có chút thành tích. Hơn nữa, còn vọng tưởng có thể điều khiển được ủy ban quản lý. Không thể tưởng tượng được người tính không bằng trời tính, mình cũng chỉ là nhân vật đứng thứ tư thôi. Cho dù là Diệp Phàm là một phe, nhậm thời mãn là một phe, tỉnh Điền Nam là một phe thì so với mình cũng mạnh hơn một chút. Ha ha, anh cũng không phải lo lắng như vậy. Thật ra, quan hệ của Lam Tồn Quân, Cung Chí Quân và Diệp Phàm cũng tương đối vững chắc. Cũng không dễ lay động, anh không thấy Cung Chí Quân đã hạ quyết tâm đi theo Diệp Phàm. Chính là lần tổ trong tỉnh ủy rời đi. Cung Chí Quân nhất định đi theo đường bộ với Diệp Phàm. Còn tình cảm của Lam Tồn Quân và Diệp Phàm rất sâu đậm. Nhậm thời mãn muốn lôi kéo hai người này không phải là điều dễ dàng. Nếu như vậy, anh có nhìn thấy cơ hội không? Khúc Chí Quốc cười nói. Ừ, nếu như Cung Chí Quân và Lam Tồn Quân có thể đứng vững như vậy. Nhiều nhất đồng chí nhậm thời mãn cũng chỉ có 3 phiếu. Không thể bằng Diệp Phàm được, như vậy tôi có thể lựa chọn hợp tác với ai rồi? Đến lúc đó, tuy không thể chủ đạo nhân sự, nhưng mà, cũng có thể phân chia một miếng bánh ngọt. Trong lòng Phong Hồ Ninh cảm thấy tốt hơn một chút. Lão nhậm, đừng buồn bực, chỉ cần một thời gian ngắn có thể thay đổi được hết thôi. Bành Nhất Khải vừa nói vừa mang một bình rượu đến cạnh nhậm thời mãn, hai người chỉ có một đĩa lạc, một đĩa đậu ngồi uống rượu cùng nhau. Chương 3387, cải tổ lại. Tạm thời đồng chí nhậm thời mãn đang ở khách sạn Hoành Không, một phòng có hai buồng. Ha ha, không có việc gì. Người cười cuối cùng mới là anh hùng, tuy nhiên, tôi còn phải thúc giục để tăng tốc mới được. Nhậm thời mãn cười nói, ra vẻ buổi họp sáng nay dường như không khác dự định trong lòng là mấy. Đúng vậy, thúc giục cứ thúc giục, nói cách khác. Đối với các đồng chí phía dưới không uy hiếp không ai chịu nghe. Chúng ta đều là cán bộ di chuyển tới đây, không thể so với những đồng chí đã công tác nhiều năm ở đây. Hơn nữa, việc tổ chức cán bộ của ủy ban quản lý là rất phức tạp. Đồng chí Điền Nam chúng ta không có biện pháp so với bọn họ. Bành Nhất Khải thở dài. Biện pháp anh nghĩ ra là được, tuy nói tỉnh Thiên Vân không quản lý được tỉnh Điền Nam. Nhưng mà, quốc vụ viện cũng quản được tỉnh Điền Nam. Huống chi, đồng chí Mộc Hùng Phi ở tỉnh Điền Nam có cấp bậc cao hơn chút. Một trợ lý chủ tịch tỉnh, chẳng lẽ còn muốn rát băng lên trời sao? Nhậm thời mãn hừ lạnh một tiếng.
anh muốn bắt tay áp chế lão Nhậm sao? Bành Nhất Khải hỏi. Việc đối đãi đối với các đồng chí tỉnh Thiên Vân và tỉnh Điền Nam là khác nhau, các quy định của các đồng chí tỉnh Thiên Vân tôi đều chụp được, bọn họ còn có chút kiêng kỵ. Hơn nữa, đồng chí Phong Hồ Ninh cũng có chút ý kiến. Sau này Diệp Phàm có thể đi trên đầu của anh ta, đương nhiên trong lòng anh ta không phục. Cho nên, Phong Hồ Ninh sẽ lựa chọn theo tôi hoặc là hợp tác cùng Mộc Hùng Phi, nhưng tuyệt đối sẽ không lựa chọn hợp tác với Diệp Phàm. Mà đồng chí tỉnh Điền Nam tự nhận là chúng ta không quản lý được bọn họ, vướng mắc về quyền lợi không lớn. Hiện nay Diệp Phàm có nhiều đồng minh nhất, đương nhiên Mộc Hùng Phi nguyện ý hợp tác cùng Diệp Phàm. Tuy nhiên, loại quan hệ hợp tác như vậy có phần yếu ớt. Chỉ cần xác định rõ chuyện của tôi, tình thế thay đổi, tự nhiên trong lòng đồng chí Mộc Hùng Phi sẽ suy nghĩ lại. Hơn nữa, Quốc vụ viện sẽ lên tiếng kêu gọi những người cùng Mộc Hùng Phi. Làm người, đừng quá tự cho mình là đúng. Hôm nay chúng ta không cùng tỉnh, không chắc 2-3 năm tới lại ngồi ăn cơm cùng nhau. Nhậm Thời Mãn nói đến đầy tràn đầy khí phách. Ừ, do áp lực cho nên đồng chí tỉnh Vân Nam giảm vai trò. Hơn nữa, tiếp cận theo hai hướng tốt hơn. Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm làm như thế cũng hơi quá một chút. Anh là bí thư hay anh ta là bí thư? Chẳng qua là không được lòng các lãnh đạo cấp trên thôi. Tôi nghĩ, có phải chọn thời điểm thích hợp để kêu gọi lãnh đạo tỉnh ủy hay không? Không thể để Diệp Phàm làm như vậy được. Làm sao có thể triển khai được công việc? Bành Nhất Khải nói. Ừ, cũng cần phải chọn thời điểm thích hợp. Tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo cấp trên thôi. Tuy nhiên, cũng phải từ từ. Tôi cũng không tin chúng ta không bằng cả người trẻ tuổi. Huống chi, chúng ta còn có một cơ hội. Sau đó Nhậm Thời Mãn đột nhiên vừa cười. Cơ hội. Bành Nhất Khải không hiểu rõ bộ dạng Nhậm Thời Mãn. Đúng vậy, không phải đồng chí Cung Chí Quân phụ trách hạng mục xây dựng trạm phát điện ở Châu Phi sao? Không phải là qua một thời gian ngắn nữa phải đi sao? Đến lúc đó, Ủy ban Quản lý sẽ ít đi một đồng chí. Mà Diệp Phàm cũng bị mất đi một phiếu. Thời gian còn dài, cho đến lúc này, chúng ta cứ bình tĩnh. Chúng ta có thể bắt tay vào để kéo một số đồng chí về phía chúng ta. Nhậm Thời Mãn cười nói. Vậy trong thời gian này chẳng phải chúng ta dương mắt nhìn sao? Bành Nhất Khải hỏi. Không có việc gì, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Chúng ta chỉ phải chờ chưa đầy một tháng, so với 10 năm thật sự là ngắn. Nhậm Thời Mãn nói. Nhậm Thời Mãn làm việc đúng thật là rất nhanh, vốn phải cần 2 tháng mới ổn định được công việc, nhưng chỉ một tuần là ông ấy có thể nắm bắt được hết. Cho nên, một tuần sau, thời kỳ mùa xuân của đồng chí Nhậm Thời Mãn đến rồi. Người ở trên bộ xuống tuyên bố bổ nhiệm đồng chí Nhậm Thời Mãn là thường ủy tỉnh ủy Thiên Vân, phó chủ tịch tỉnh kiêm bí thư đảng ủy khu kinh tế Hoành Không. Đồng chí Nhậm Thời Mãn là một người thật xuất sắc, ngày nào đó, anh ta nở mày nở mặt, ở trên bàn rượu liên tiếp mời rượu. Khiến cho chính mình bị say. 10 giờ tối, hôm nay trăng đặc biệt sáng. Trong Chu Tước Sơn Trang có cái bàn nhỏ. Diệp Phàm, Lam Tồn Quân, Cung Chí Quân, Bao Nghị ngồi vây quanh chiếc bàn uống rượu. Các anh thấy sắc mặt của Nhậm Thời Mãn, đúng là bộ dạng của một kẻ tiểu nhân đắc chí. Mọi ngày uống rượu chỉ nhấp một ngụm nhỏ, hôm nay đều uống cả chén, cứ nửa chén một. Một lúc mặt mày đã hồng hào. Bao Nghị châm chọc nói. Việc này bình thường thôi, ai thăng chức chẳng như vậy chứ. Bình thường rụt rè hôm nay cũng phải thể hiện một chút chứ. Hơn nữa, Nhậm Thời Mãn uống thả cửa để cho chủ tịch tỉnh Diệp nhìn. Cho dù tử lượng của anh ta không tốt hôm nay cũng phải đứng trên đỉnh. Đến khu kinh tế Hoành Không có mấy ngày hôm trước Nhậm Thời Mãn vẫn rất bề bộn. Liền biến thành một phi dân đi điều tra nghiên cứu. Hơn nữa, còn đi vài huyện nghèo khó của địa khu Giang Hoa Điền Nam. Việc này, ai cũng hiểu được người này không muốn chạm mặt chủ tịch tỉnh Diệp. Hơn nữa, làm việc ở văn phòng tập đoàn Hoành Không anh ta cũng không muốn. Chỉ có thể lấy cớ để từ chối, thật ra chỉ là để trốn tránh thôi. Bây giờ cơ hội đã tới, tự nhiên muốn thể hiện một chút. Lam Tồn Quân hừ nói. Lần này cơ cấu trong tỉnh biến đổi không nhỏ, đồng chí Nhậm Thời Mãn vừa tiếp nhận chức vụ được một tháng liền tiến nhập vào trung tâm lãnh đạo tỉnh ủy. Với chức vụ trong thường ủy sau này anh ta sẽ là một mối uy hiếp mạnh đến đồng chí. Đồng chí Kim Nhân Viễn điều đến tỉnh khác, cấp trên điều Nhậm Thời Mãn vào ban thường ủy, đồng chí phó chủ tịch tỉnh Đường Quang Hùng được phân công đến tỉnh Thiên Vân quản lý đảng đoàn. Mất ba người của mình là một sự thử thách đối với bí thư Ninh. Trước kia bí thư Kim và bí thư Ninh còn có cùng suy nghĩ,
đồng chí Đường Quang Hùng vừa đến liền không hiểu được tình hình gì nữa. Hơn nữa, trưởng ban tổ chức cán bộ đồng chí Cát Lạp cũng bị điều đi rồi, thay thế là đồng chí Mâu Loan Nguyệt. Quan hệ của ba đồng chí này với bí thư Ninh không rõ ràng lắm. Mà lần này cấp trên cũng muốn thay đổi chủ tịch tỉnh Thiên Vân, cũng thấy suy nghĩ có chút thay đổi. Bí thư Ninh thật vất vả, xảy ra một cái toàn bộ cục diện lập tức bị thay đổi. Nếu phải một lần nữa bị đẩy ngã, phải bài binh bố trận lại một lần nữa. Đến lúc đó, cũng phải cân nhắc đến ý kiến của ba đồng chí này một chút. Việc này, có vẻ như không lan gần đến các đồng chí ở dưới như chúng ta. Thật ra, cũng có ảnh hưởng khá lớn đến các đồng chí cấp dưới như chúng ta. Diệp Phàm nói, đúng vậy, ví dụ như, trước kia Nhậm Thời Mãn chưa vào trong hội nghị thường ủy thì Bí Thư Ninh có thể không cần lo lắng đến suy nghĩ của anh ta. Hiện tại thì không như vậy, đặc biệt sau khi tỉnh ủy có sự điều chuyển, Bí Thư Ninh phải làm lại từ đầu, phải suy nghĩ đến ý kiến của đồng chí mới đến. Mà việc chuyển anh đến, phỏng chừng sự ủng hộ đối với Phó Chủ tịch tỉnh Diệp sẽ bị giảm đi không ít. Ví dụ như, Nhậm Thời Mãn làm gì, dù sao bây giờ Bí Thư Ninh cũng phải cân nhắc một chút về ý kiến của anh ta. Tôi lo lắng việc Nhậm Thời Mãn đi vào, hiệu quả và lợi ích đối với khu kinh tế Hoành Không chúng ta sẽ bị biến mất. Lam Tồn Quân cũng có chút lo lắng. Người nhà Nhậm Thời Mãn đầy khắp thủ đô, dường như Bí Thư Ninh và Phí Gia không phải cùng một phái. Đến lúc đó, hai người rất khó cùng đi tiểu trong một cái hồ. Đến lúc quyết định việc đại sự, Nhậm Thời Mãn có thể đòi hỏi thỏa đáng. Còn đồng chí Đường Quang Hùng cùng đồng chí Mâu Loan Nguyệt đối với chúng ta đều là trống rỗng, căn bản là không hiểu được tình hình thực tế của hai đồng chí này. Diệp Phàm nói, thật ra tôi có biết một chút về đồng chí Đường Quang Hùng, trước kia công tác ở Quốc vụ viện tôi thường xuyên thấy anh ta. Hơn nữa, dường như có chút thân thích như người một nhà với Đường Thành. Tuy nhiên, họ hàng kiểu như bắn đại bác không tới. Tuy nhiên, cho dù là dạng nào đi nữa, phỏng chừng, từ đây có thể suy xét ra cái gì đó. Cung Chí Quân nói. Anh nói đồng chí Đường Quang Hùng có quan hệ với Đường Thành. Diệp Phàm sửng sốt, hỏi. Rất có thể, nếu như có chút thân thích với Đường Thành, như vậy Đường Trạch Hỷ cũng có quan hệ cùng với Đường Thành có phải hay không? Nếu đúng như vậy, cũng là một loại áp lực đối với Phí Gia. Ít nhất, đồng chí Đường Quang Hùng đã đến, phỏng chừng đối với vị trí của Bí Thư Ninh là một loại áp lực. Nếu như Nhậm Thời Mãn không cùng hợp tác với Đường Quang Hùng còn đỡ. Nếu như hai người này, thậm chí cả Mâu Loan Nguyệt là ba người cùng hợp tác, Bí Thư Ninh càng phải chịu áp lực lớn hơn. Đến lúc đó, ba người bọn họ sẽ đưa ra yêu cầu, ví dụ như phải chỉnh đốn và cải cách khu kinh tế Hoành Không, Bí Thư Ninh cũng sẽ phải lo lắng có phải hay không. Do đó sẽ khiến cho thế lực Phó Chủ tịch Diệp yếu đi. Thậm chí, đến lúc đó Chủ tịch tỉnh Diệp còn phải lui từng bước. Đương nhiên, việc này chỉ là tôi đoán thôi. Lam Tồn Quân nói. Hơn nữa, bây giờ chúng ta có thể nắm chắc thắng lợi ở trên hội nghị thường vụ là do sự liên minh của các đồng chí tỉnh Điền Nam. Bọn họ có 3 phiếu. Hiện tại cơ cấu của tỉnh ủy tỉnh Thiên Vân thay đổi, sẽ khiến cho các đồng chí tỉnh Điền Nam thay đổi. Ví dụ như, có thể ảnh hưởng đến ý kiến của đồng chí Đường ra tỉnh Điền Nam. Nếu như một đồng chí của tỉnh Điền Nam thay đổi, quyền của chúng ta trong ủy ban quản lý sẽ yếu đi. Mà chúng ta không có khả năng hợp tác với đồng chí Nhậm Thời Mãn, còn hợp tác với đồng chí Phong Hồ Ninh phỏng chừng cũng rất khó. Cung Chí Quân nói, đáng tiếc là lão cáo già nạp mãi đề lâm của nhà máy cơ giới không bán sổ sách cho chúng ta, bằng không, nếu ông ta có thể giống như đồng chí Kiều Báo Quốc sẽ có thể giúp đỡ được Phó Chủ tịch tỉnh Diệp, thực lực của chúng ta vẫn sẽ rất mạnh. Bao Nghị nói, đương nhiên là không có khả năng để làm được, hơn nữa. Cơ cấu của tỉnh Thiên Vân cũng thay đổi khiến chó nạp mãi đề lâm cũng thay đổi. Người này vốn có chút bất hòa với chúng ta, phỏng chừng cơ cấu thay đổi càng củng cố hơn tâm cơ của ông ta. Lam Tồn Quân nói, như vậy ủy ban quản lý càng thêm phức tạp. Cung Chí Quân thở dài, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Hơn nữa, một khi việc xây dựng trạm phát điện ở Châu Phi khởi công, phỏng chừng tôi phải thường xuyên qua bên kia. Đến lúc đó mà họp hội nghị ủy ban quản lý e rằng Phó Chủ tịch tỉnh Diệp Anh sẽ gặp khó khăn. Ha ha, không có việc gì cả, tất cả đều do con người tạo nên, chúng ta cũng không cần phải nghĩ đến cục diện xấu như vậy có phải hay không. Nếu như Đường Quang Hùng có quan hệ với Đường Gia, thật ra tôi có thể nói một chút. Diệp Phàm nói, thực sự như vậy, chúng ta cứ để chuyện Đường Thành sang một bên đi. Bao Nghị cười nói, ừ,
chỉ cần Đường Thành ra mặt trong chuyện này, dù sao Đường Quang Hùng cũng phải giữ thể diện một chút có phải không? Lam Tồn Quân cười nói,